đã xảy ra cái gì, tới động đất sao? Lão Phu bấm tay tính toán, lại có người nhiễu càn khôn. Túng nhiễu càn khôn, này động tính cũng không tránh khỏi quá lớn. Lắc lư bất kham tiên giới, kinh dị thanh hết đợt này đến đợt khác vang vọng. Không hoang ở ngoài, tiên có người biết đã xảy ra cái gì, chỉ biết mục có khả năng cập nơi, nhiều điện thần tiếng sấm, cũng nhiều không gian cái khe, càng có một loại khủng bố chi ý, lan tràn tứ hải bát hoang, nếu như tận thế hiện ra, ở vô hình trung thành khói mù lung mộ bọn họ tâm cảnh. A, à, chúng thần gào giống, đều là phát ra từ linh hồn giết gào. Bọn họ cho rằng tử cục, tới rồi lại hố chính mình cái. Triệu Bân là người điên, nhiễm nhiên là muốn lôi kéo bọn họ chôn cùng. Còn có tiên giới chế tài giả, rõ ràng không làm chính sự. Vô vọng hải càn khôn đều hỏng mất, cũng không thấy kia tư ngoi đầu. Cấp ngô chờ, chúng trí tôn thả tàn nhẫn lời nói, là đối triệu bân nói, cũng là đối tiên giới chế tài giả nói. Đãi bọn họ hoán quá mức, tất chảm triệu bân, đãi vô đạo năm nào thoái vị, định làm này sống không bằng chết. Phốc, thiên phạt lôi đình biến sắc, thành đen như mực một mảnh. Kiếp trung thiên uy, cũng có thể sợ tới rồi cực hạn, tuy là triệu bân cường hãn thân thể, cũng bị phách huyết cốt băng phi, liền này, vô vọng trong biển còn có khô diệt chi lực cùng hủy diệt chi khí, như đao như kiếm, tùy ý phách chém, suýt nữa đem hắn thân thể thần tiên đánh tan giá hắn này bị thương, cho chúng thần thở dốc khoảnh khắc, thành phiến trốn hướng thần sơn. Càn khôn tuy băng rồi, nhưng thông đạo còn ở, nhập thần giới tị nạn, rất cần thiết. Nay liền phải đi, không ít người lót chân tiêm, cuối cùng thị lực vọng xem. Không đi chờ bị xét đánh, lớp người già xem thông thấu, chúng thần đây là tạm lánh mũi nhọn. Chờ xem, chờ thiên kiếp hạ màn, kia giúp đại lão, sẽ trước tiên sát cái hồi mã thương. Con mẹ nó, vượn thần túm lên gậy gộc, liền phải sát nhập vô vọng hải sao đâu thủy thần một tay đem này túm chặt thượng vội vàng tao xét đánh kia giúp nhãi con chạy yên tâm chạy không được thủy thần trước sau như một ổn bất thời giờ còn nhìn thoáng qua sư tổ hiện giờ này tình trạng sư tổ nên là sớm có đoán trước có đoán trước hảo a nàng có thể không đề cập tới trước đào cái hố to veo veo vạn chúng chú mục hạ chúng trí tôn như từng đạo thần quang trốn vào thần sơn. Không sai, bọn họ là tạm lánh mũi nhọn, đãi thiên phạt hạ màn, đều sẽ sát trở về. Tới tiên giới, còn muốn chạy. Lạnh băng cô quạnh lời nói, mạch vang lên. Xong việc nhi, liền thấy một đạo kim quang bóng người, từ trên trời giáng xuống. Triệu bân tới, lại là trống giống hiện hóa, duyên nhân thần sơn bên trong, cũng có nguyệt thần luân hồi dấu vết, thả không ngừng một đạo, cũng đủ hắn qua sông. Ngươi, chúng thần thấy chi, chợt biến sắc, cũng là trước mắt khiếp sợ. Này mẹ nó thần sơn nào, người cái non nửa thần, nói đến là đến. Trong chấp nhoáng, hàng tỷ lôi đình đã hạ, như một mảnh từ thiên mà xuống màu đen thác nước, đem toàn bộ thần sơn đều bao phủ, phách nát này nội cung điện, cũng oanh chặt đứt thông thần tiên thang, còn có này nội cấm chế, trận pháp, tế đàn, vực môn, cũng đều ở trong khoảnh khắc tạc hủy hoại. Phanh, bạn một tiếng ẩm vang, nguy nga cổ xưa thần sơn, ẩm ẩm sụp đổ, đá vụn băng phi chung, có một đạo hủy diệt vầng sáng, lấy thần sơn vì trung tâm, hoành phô vô vọng hải. Phốc, chúng trí tôn một bước không đứng vững, bị đâm đầy trời bay tứ tung. Cùng chi nhất đạo bị đâm phiên, còn có triệu bân, hơn phân nửa cái thân thể thần tiên, đều nổ thành huyết bùn. Còn chưa xong, sau đó mới là đại trường hợp. Thần núi lở sụp hủy diệt vầng sáng, hoàn toàn phá hủy càn khôn. Ngắn ngủn mấy cái nháy mắt, không trung hắc ám, đầy trời sao trời mất đi cũng là ngắn ngủn mấy cái nháy mắt, sóng gió mãnh liệt vô vọng hải, thế nhưng hóa thành hư vô, giấu trong đó vũ trụ căn nguyên, cũng bạn nước biển khô cạn, lại trở về thiên địa, trước khi đi, còn diễn xuất từng mảnh hủy diệt cảnh tượng, thấp thoáng ở hỗn hỗn độn độn bên trong. Lui, mau lui. Thần sơn tuy băng rồi, vô vọng hải tuy khô khốc, nhưng chuyện này không để yên. Vẫn là hủy diệt vầng sáng, còn ở chiều tứ phương hoành phô, thậm chí ngoại trừ bên ngoài xem diễn người, thành phiến thành phiến tao ương, vốn là tàn phá thiên địa, lại nhiều hỗn loạn huyết quang. Đãi vầng sáng mai một, thế nhân mới đoàn tụ, trước tiên xem vô vọng hải. Vĩnh hằng thể thiên phạt như bức A, một phen làm chặt đứt tiên thần hai giới thông đạo. Chúng thần là xấu hổ, vốn định trở về thần giới nghỉ ngơi một chút, kết quả là, đều bị lưu tại tiên giới, giờ phút này, đều như từng cái uống mộng bức hán tử say, lung lay đứng không vững. Ăn một đốn xét đánh, có mệnh ở liền không tồi. Lôi kiếp tan, thế nhân ánh mắt, đều tụ ở triệu bân trên người. So sánh với chúng thần, hắn mới là nhất thảm thiết cái kia, sán sán thân thể thần tiên, chỉ còn nửa thanh thân mình, lộ ra ngoài bên ngoài huyết cốt, không ngừng máu tươi chảy lịch, còn tràn đầy lôi đình xé rách. Đáng chết! Chúng thần nghiến răng nghiến lợi, lại không một người dám lên trước. Lôi kiếp xong rồi, nhưng hôm nay phạt giống như còn chưa hạ màn. Triệu bân làm lơ chúng thần, mạnh mẽ đứng vững vàng, hắn đã mất lực lại hố, bởi vì chân chính thiên phạt muốn tới thân là độ kiếp giả hắn đã ngửi được một cổ hủy thiên diệt địa chi lực đông mạch một đạo tiếng chuông ở mờ mịt hư không vang vọng chọc đến thế nhân tề ngửa đầu lọt vào trong tầm mắt liền thấy một ngụm như núi khổng lồ chuông vàng vững vàng treo ở hư vô chung kia đó là gì bọn tiểu bối đều há miệng thở dốc vẻ mặt mờ mịt thực hiển nhiên là một ngụm đại chung lớp người già nhóm há mồm tới câu vô nghĩa chọc cười về chọc cười không ai dám khinh thường bởi vì chuông vàng phi thật thể thả là lôi điện xé rách có tiên khí rũ giật như núi cao thô tráng tạp đại điện nứt toạc không ngừng này sẽ là thiên kiếp vẫn là bọn tiểu bối nói chuyện khi đều ở không tự giác lui về phía sau đâu chỉ bọn họ ngay cả ở đây lớp người già cùng với thảm thiết chúng thần cũng đều ở phía sau triệt kia khẩu chuông vàng thật là đáng sợ này nếu nện xuống tới không được bị tạp thành toái cha a kiếp nạn này số, lần đầu thấy. Vượn thần sờ sờ cầm, cũng ở ngưỡng đầu xem. Thần chiều chúng cường cũng như thế, không ai có thể nhìn ra nguyên cớ. Lúc này, liền kiến thức rộng rãi thủy thần, đều lộ mờ mịt chi sắc. Sư tổ, thủy thần kêu gọi dấu trong hư vô nguyệt thần. Tang thần trung, nguyệt thần khinh ngữ, cho xác định đáp án. Đó chính là tang thần trung, thần chiều cường giả cả kinh. Tang thần trung, chỉ là một cái truyền thuyết, tiên có người chân chính gặp qua. Không thành tưởng, thế nhưng ở kiếp trung hiện hóa, trong tối ngoài sáng lộ ra quỷ dị. Trước có Táng Thế Quan, sau có Tang Thần Trung, tiểu sư thúc hôm nay phạt, chính xác hoa hòe loè loẹt. Thủy thần một tiếng lầm bẩm ngữ, không hiểu được là gì ngụ ý, tổng giác không phải hảo dấu hiệu. Thú vị, tiên giới chế tài giả cũng nói nhỏ, xem Tang Thần Trung mắt, minh ám không chừng. Vì thế, hắn còn giấu vết hình ảnh, cấp minh giới cùng thế gian truyền qua đi. Đây là Tang Thần Trung nếu không sao nói là chế tài giả, đúc không cùng minh thần liếc mắt một cái liền nhận ra. Nguyên nhân chính là nhận ra, hai thần mới ánh mắt nhi kỳ quái, ngoạn ý nhi này, sao chạy thiên kiếp. Uy, tiên giới chế tài giả truyền âm một tiếng, kêu chính là nguyệt thần. Luận lịch duyệt, còn phải là chín thế thần thoại, chưa chừng biết manh mối. Nguyệt thần chưa ngôn ngữ, chỉ xem tam thần chung, lại là biểu tình đạm mạc, bộ mặt biểu tình. Điểm này, triệu công tử cùng chi nhưng thật ra rất là giống nhau, táng thế quan cũng hảo, tăng thần chung cũng thế, đều nhảy không ra thiên kiếp phạm trù, đã là thiên kiếp, kia liền không thể sợ, làm là được rồi. Đông, tăng thần tiếng chuông vang vọng, hoàn vũ vì này dung chuyển. Phàm nghe chi giả, vô luận tiên thần, đều bị run sợ. Nơi nào tới tiếng chuông? Nghe sao như vậy quen tai? Không được, đầu đau. Cuồn cuộn sao trời, kinh dị ồn ào thanh, hết đợt này đến đợt khác quá nhiều người hiển lộ mờ mịt sắc, mờ mịt chung cất giấu một mặt thống khổ. Tang hồn tiếng chuông, kiến thức rộng rãi lớp người già, tụ tập nhi đăng cao nhìn xa. Đãi hoàn vọng một vòng, bọn họ ánh mắt đều không hẹn mà cùng dừng ở hồng hoang phương hướng, tiếng chuông chính là từ kia tới, hôm nay là sao, đầu tiên là đại dung chuyển, lại là tang hồn tiếng chuông, kiệp phiến cổ xưa tiên thổ, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, lại có thần minh táng diệt. Đi nhìn một cái liền biết sao trời nhiều truyền tống vực môn căng ra, cũng rất nhiều tiên hồng hoa thiên mà qua. Từ thiên quan sát, đó chính là từng điều dòng suối, chiều tu hồng hoang hội tụ. Oanh, ầm vang, bạn sấm sét ầm ầm, triệu bân bán thần kiếp, cuối cùng là nghênh đón cao trào. Tam thần trung đã hoàn toàn thành hình, không người gõ chung, lại là có tiếng chuông ở quanh quần. Này, này cũng quá dọa người. Thế nhân ngơ ngẩn vọng xem, sắc mặt trắng bệch. Giờ phút này, liền chúng thần đều tập thể lui một bước. Chuông vàng quá bá đạo, tiếng chuông cũng quá tà hồ, tự mang một loại uy áp tâm linh ma lực, thậm chí nghe nghe, ở không tự giác gian, liền mạch có một loại phải quỳ cúi xuống đi xúc động. Không biết tiểu sư thúc, ra sao tâm cảnh, thủy thần lầm bẩm nói. Lời này, thần triều chúng cường cũng muốn hỏi, ở bên ngoài nghe, đều tâm thần chấn động. Có thể nghĩ, đang ở thiên phạt dưới triệu bân, tao chính là kiểu gì tàn phá. Kiếp chung, triệu bân tựa như một tòa tấm bia to, đồ sộ mà đứng, trường sinh quyết điên cuồng vận chuyển, hết sức trọng tố thân thể, đến nỗi tiếng chuông, hắn căn bản không phản ứng, chỉnh lại hoa hòe lè lẹt, cũng bóc bất quá thiên kiếp bản chất, bằng tiếng chuông liền muốn đem hắn ma diệt, còn kém xa lắm đâu. Lão đại, đừng sợ, cùng nó làm. Long uyên kiếm thể quang mang lập lè, ngao ngao thẳng kêu. Còn có tiên lôi cùng hỗn thiên hỏa, cũng tung tăng nhảy nhót. Oanh! Tam thần trung ong run lên, có mấy vạn nói trùng tia sáng đồng thời nở rộ. Nó động, như một tòa tám nghìn trượng cự nhạc, từ thiên tạp xuống dưới. Đến tận đây, thế nhân mới ước chừng thấy rõ, chung trên có khắc đầy từng đạo cổ xưa thần văn. Trưa nay, đó là hủy diệt lôi điện, tự tam thần trung thượng buông xuống, oanh càn khôn đều băng toái. Chiến Triệu bân thu ác thần chiến mâu, bàn tay trần một đường công thượng thương miểu. Thấy hắn kim quyền nắm chặt, các loại pháp tác thành dấu vết, tuyên nhập trưởng chỉ gian chiến chi đạo đỉnh một quyền, bá thiên tuyệt địa, trực tiếp oanh xuyên hư vô. Đông, vô cùng quyền uy, cùng tăng thần chung chạm vào nhau, lại đâm ra tiếng chuông. Tiếng chuông ở ngoài, đó là một mảnh hủy diệt chi lực, hướng ra ngoài thổi quét bát hoang. Phốc, triệu bân đương trường đẫm máu, nửa điều cánh tay đều nổ thành huyết bùn, rơi xuống vòng trời. Thế nhân thấy chi, tập thể nuốt nước miếng, triệu bân công phạt dữ dội cường, đỉnh một quyền, thế nhưng đều hám bất động tăng thần chung nửa phần, không những hám bất động còn suýt nữa bị chấn đương trường tan thành từng mảnh này nếu là bị tang thần trung tạp không được bị tạp thành một đống thịt nát lạn cốt a chiến triệu bân khoát định thân nửa điểm đều không mang theo túng lại một lần đánh vào cửu thiên đó là một bộ chấn động nhân tâm hình ảnh thân là độ kiếp giả ở tám thần trùng trước mặt liền châu chấu đều không tính là thỏa thỏa chính là một con tiểu con kiến căn bản không phải một cái lượng cấp ầm vang tang thần trung rơi xuống tạp sụp vòng trời cũng nghiền nát không gian. Bên ngoài, đó là một mảnh kêu rên thanh, khoảng cách so gần, bị chấn phiên một mảnh, đứng lặng hư thiên đại lão, cũng là một người tiếp một người rơi xuống, chịu đựng không nổi thiên kiếp dư uy. Giang giác, kiếp trung triệu bân, vĩnh hằng khu lần thứ hai vỡ ra, sán sán kim huyết chảy lưu. Tang thần trung cũng mặc kệ này kia, huề cuốn rộng rãi bàng bạc chi lực, uy áp cửu thiên. Cho ta, khởi, triệu bân đôi tay kình thiên, khí huyết nghinh thiên quay cuồng to như vậy tang thần chung, lăng bị hắn mạnh mẽ ném đi. Vì thế, hắn cũng trả giá thảm thiết đại giới, lúc trước chỉ là tạc nửa điều cánh tay, hiện giờ, nửa cái thân thể đều tan thành từng mảnh, băng phi huyết cùng cốt, ai tiên kiếp lôi điện phách chảm, hủ bại thành từng sợi khí, như ngân hà buông xuống, hủy hoại từng tòa núi cao. Ông! Không đợi hắn đứng vững, lại nghe tiếng chuông vang vọng, lăng là phủ qua lôi đình ẩm vang. Kia tang thần chung lại tới nữa, vô cùng sức mạnh to lớn, cùng hủy thiên diệt địa thiên phạt trị uy hoàn mỹ dung hợp, còn chưa chân chính rơi xuống, trời xanh liền sụp, đại địa cũng băng khai vết rách. Phốc, triệu bân tàn khu, chịu đựng không nổi uy áp, ầm ầm tạc quái. Quần chúng nhóm hít ngược khí lạnh, vừa mới khai cục, liền phải quỳ. Trước trước sau cũng chỉ hai đánh mà thôi, liền hủy hoại triệu bân thân thể. Chết đi, thái thượng thiên tôn nghiến răng nghiến lợi, con người màu đỏ tươi bất kham, Bố liệt chu thiên chúng thần giờ phút này cũng là bộ mặt dữ tợn. Nếu triệu bân táng ở kiếp chung cũng tỉnh bọn họ khó khăn. Không ổn a! À, mắt thấy triệu bân thân thể tạc diệt vượn thần liên tiếp vỏ đầu bứt tai. Thần triều chúng cường sắc mặt cũng hảo không đến nào đi kiếp nạn này phạt quá khủng bố. Này liền có điểm khi dễ người. Như lời này vô đạo đang nói đúc không đang nói minh thần cũng đang nói. Khi nói chuyện. Tam đại chế tài giả còn đều nhìn nhìn thiên triệu bân liền tiến ra cái bán thần muốn hay không tới như vậy tàn nhẫn này nơi nào là độ kiếp rõ ràng là một hồi tuyệt đối nghiền áp tàn sát tất cả mọi người tim đập nhanh chỉ có nguyệt thần thần sắc bình tĩnh thiên kiếp tuy mạnh tuy khủng bố nhưng còn diệt không được nàng đổ nhi tới triệu bân vừa uống chấn tiên khung lấy nguyên thần chi khu ngạnh sinh sinh đứng vững tam thần chung. hắn là đứng vững nguyên thần cũng bị hủy hoại. Thành một mảnh ánh vàng rực rỡ quang vũ rơi thiên địa. Đã chết, thế nhân thần sắc ngơ ngẩn. Không chết, lớp người già nhiều vọng xem cao thiên. Độ kiếp giả nếu táng diệt, thiên phạt cũng sẽ tiêu tán. Nhìn kia tang thần chung, nào có muốn diệt phong dấu hiệu. Ngô tâm bất tử, ngô thần bất diệt. Phùng độ kiếp, triệu bân tất có những lời này. Đương nhiên, này không ngừng là kêu kêu khẩu hiệu. Nhìn đầy trời lôi đình chung có một đóa ánh vàng rực rỡ hỏa hoa, đã ngạo nghễ nở rộ. Đó là nguyên thần hỏa, triệu bân nguyên thần hỏa, tuy là nhỏ bé không thể thấy, nhưng này quang huy, lại so với thái dương càng lóa mắt, nhậm hàng tỷ lôi đình phách chém, cũng phát bất diệt ánh lửa kia. Này đều bất tử, bên ngoài quần chúng tập thể hoảng sợ, vô cùng khiếp sợ triệu bân tâm cảnh. Này đến rất mạnh chấp niệm, mới có thể làm ra như vậy bất diệt ý chí. Oanh, triệu bân ngỗ nghịch, lựa làm tức giận trời xanh, tang thần lại biến khổng lồ. Hướng lên trời đi xem, đó chính là một mảnh lôi hải, một ngụm đại trung cố thủ trong đó. Giống, Rồng ngâm thanh đốn khởi, sấm sét ầm ầm chung nhiều một đầu cự long. Đó là Triệu Bân, nguyên thần hỏa thiêu đốt, diễn xuất long hình thái. Long phi thật thể, là nói quan ngoại giao, chiến chi đạo pháp tác vần quanh, kích động cuồn cuộn nói âm, lại là cùng tiếng chuông, địa vị ngang nhau, này rồng ngâm, càng là phủ qua thiên kiếp tiếng sấm sát. Rồng ngâm trong tiếng có gạo giống, triệu bân hướng lên trời đụng phải đi lên. Nguy nga tang thần trung, bị đâm ruông ruông vang. Nó là chuyện gì không có, triệu bân long khu lại tạc, lò dưỡng trăm kinh các loại pháp tắc, băng đầy hư không, xem chúng thần đều tâm cảnh, kiệt tiểu tử đến tột cùng kiêm tu nhiều ít nói. Audio điện tử võ tấn bền Lại đến, triệu bân nguyên thần hỏa hừng hực, đầy trời pháp tắc hội tụ, hắn lại trọng tố long khu, lại hướng lên trời đụng phải đi lên. Cũng như lần đầu tiên, chấn động hoàn vô tiếng chuông, bị hắn đâm vang lên. Rồi sau đó, đó là long khu tạc diệt, vẫn là các loại pháp tắc tung hoành cửu thiên. Nghịch thiên yêu nghiệt, quả nhiên không đi tầm thường lộ. Phàm là có chút tầm mắt lấp người già, đều lộ sách lưỡi thái độ. Thường nghe lão nhân ngôn, tham nhiều nhai không lạn, bọn họ tự bước lên tu đạo chi lộ ngày ấy khởi, liền vẫn luôn thừa hành cái này tôn chỉ, một loại nói đều tu không tốt, nào có không đề cập mặt khác lĩnh vực. Triệu bân khen ngược, chiến chi đạo lò dưỡng trăm kinh, tu cái kia hô mưa gọi gió. Như thế, lại thực tốt vì bọn họ trình bày một cái chân lý, kỹ nhiều không áp thân. Giống, sấm sét ầm ầm chung, triệu bân đã là lần thứ ba trọng tố long khu. Rồi sau đó, đó là lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Mỗi đâm toái một lần, liền trọng tố một lần. Mỗi đâm toái một lần, tiếng chuông liền vang lên một lần hắn dường như thành gõ chung người đâm cho tang hồn chung thùng thùng vang lấy nói sao chuông sao thủy thân lẩm bẩm một ngữ đối chính là lấy nói sao chuông triệu bân độ chính là kiếp bác lại là tạo hóa muốn lấy hôm nay phạt lấy này tang thần chung niết bàn tự thân chiến chi đạo cũng hảo lò dưỡng trăm kinh cũng thế toàn cần thiên truy bách luyện đông đông tang thần tiếng chuông biến rất có tiết tấu lần lượt vang vọng tứ hải bát hoang có tiết tấu, không đại biểu không hỗn loạn. Ngửa mặt lên trời đi xem, tàn sát bừa bãi lôi đình chi hải, thành phiến tia chớp nứt toạc, là bị tiếng chuông chấn vỡ, nổ thành từng đạo hủy diệt ánh sáng, như đao như kiếm, phách thiên chém mà, điên đảo tới rồi cực hạn. Ngược lại là triệu bân, không phải gõ chung người, lại có gõ chung người giác ngộ, rất có một bộ không đem tăng thần chung đâm toái, liền không bỏ qua tư thế. Như vậy độ thiên kiếp, bên ngoài người thần thái, đã ở hoàng sợ chung, biến phá lệ kỳ quái, người khác độ thiên kiếp, cái nào không phải ở kiếp phạt hạ kháng lôi, vị này khen ngược, tắm gội lôi đình tia chớp trời bạc mạng va chạm tam thần chung, sao mà, người còn có thể cho nó đâm nát không thành. Vẫn là lớp người già nhóm tầm mắt cao, cũng xem rõ ràng. Nhìn triệu bân nói long khu, đã ở vỡ vụn cùng trọng tố chung, biến lớn hơn nữa càng lộng lẫy có như vậy một loại tên là đạo sắc thái, đang ở kiếp chung nở rộ, tiếng chuông giấu không được hắn nói âm, lôi đình cũng che không được hắn quang huy thiên truy bách luyện, tiếp nên như vậy độ. Niết bàn đó là sống, suy tàn đó là chết. Lớp người già nhóm nói, rất là thâm trầm, không biết là lầm bầm lầu bầu, vẫn là gian dậy hậu bối. Không hiểu, bọn hậu bối cũng là không tiến tới, toàn đương gió thoảng bên tai. Không hiểu hảo thuyết, bỏ kia ngủ một lát, tổng hội hiểu. Trên thực tế, bọn họ không nghĩ ngủ, nề hà đạo hạnh thấp kém, nội tình bạc nhược, khiêng không được tam thần tiếng chuông, bị chấn hôn mê một mảnh lại một mảnh, còn tình, hoặc là ấn ngực hộp máu, hoặc là che lại lỗ tai gầm nhẹ, lung lay người, cũng là một chảo một đống. Giống, triệu bân còn ở đâm, đó là càng đâm càng hăng hái, đâm cho trời sụp đất nứt, cũng đâm cho tang thần chung, lắc lư bất kham. Không ai nhớ rõ hắn đụng phải bao nhiêu lần, chỉ biết hắn long khu, càng đâm càng lộng lẫy. Hắn nói âm, cùng tiếng chuông cùng tiếng sấm đan chéo, dần dần nhiều thiên uy, thậm chí kháng hồn rồng ngâm, Tại thế nhân nghe tới, so với kia tiếng chuông càng dọa người, mỗi một lần vang vọng đều chấn tâm thần thất thủ. Hắn, cần thiết chết. Chúng thần giữ tợn trong mắt, lại nhiều sợ hãi chi ý. Bán thần cảnh đều như thế, nếu làm này thành thần, kia còn lợi hại. Oanh, trời xanh lại một lần sụp đổ, có năm màu quang hải từ thiên chút xuống. Đó là triệu bân sao chuông, đâm ra tới dị tượng, che trời lấp đất. Sao chuông có thể ra dị tượng, có thể Kiếp trung triệu bân, liền rất tốt vì thế nhân, suy diễn bậc này quang cảnh. Đâm một lần, liền ra một mảnh dị tượng. Dị tượng một khi phá khai, vậy một phát không thể vãn hồi. Năm màu quang hải lúc sau, đó là cuồn cuộn sao trời, có sao trời điểm xuyết, có nhật nguyệt treo, càng có một đạo ngân hà, che tang thương thái độ, ngang qua cửu thiên. Thật thú vị. Tam đại chế tài giả toàn thồn thức, kiếp trung ra dị tượng tên vở kịch, vẫn là lần đầu thấy liền tam giới chúa tể đều như thế, càng không nói đến thế nhân, có một cái tính một cái, đều hai mắt viên lưu, lấy nói sao chuông, như vậy hoa hòe lòe loẹt sao. Đương nhiên, hoa hòe lòe loẹt cũng là yêu cầu tư bản. Như triệu bân, đã ở nghịch thiên trên đường, luyện ra bất diệt ý chí. Ngạnh làm thiên kiếp, ngạnh đâm tang thần chung, hắn có cái kia nội tình, đổi làm bọn họ, chỉ định làm không tới, chứ nói gõ chung, liền lôi kiếp cũng không tất khiêng được, thiên truy bách luyện bọn họ cũng đến là kia khối lưu mới được. Nhà người oa, thật tiền đồ. Kết nhóm thần minh sủy tay, tuy mắt còn liếc mắt một cái vong tình cổ thần. Vong tình cổ thần đạm mạc không nói, nhưng trong mắt lại có một tia mấu tính ôn nhu. Phù dung tình cảm, có ở họa loạn nàng tâm thần, nguyên nhân chính là có này ràng buộc, nàng mới giết qua tới vì triệu bân hộ đạo, nàng hóa thân đứa nhỏ này, chú định sẽ là mạnh nhất nhất kinh diễm. Giang giác, nàng tâm thần hoảng hốt khoảnh khắc, một đạo vỡ vụn tiếng vang, từ thiên kiếp trung truyền ra. Là tang thần trung, bị lần lượt va chạm, thật liền nổ tung một đạo vết rách. Có đạo thứ nhất, đều có đạo thứ hai, nó biến không xong, đồng đưa định đô định không được, còn có đầy trời lôi đình tia chấp, cũng nhân chi, biến hỗn độn Động tĩnh lớn nhất, vẫn là kia từng mảnh dị tưởng nhiều ở kiếp trung chi lực rách nát, hoa mỹ quang, tựa như ngũ thải ban lan tiên vũ, vẩy đầy lôi hải, cấp kia hủy diệt thiên phạt, thêm một mặt mặt khác sắc thái, thậm chí nữ tu sĩ thấy, đều lộ hoảng hốt chi sắc, bởi vì hiện giờ thiên kiếp, biến có chút mộng ảo, có như vậy mấy cái nháy mắt, nổ tung trùm tia sáng, phảng phất từng đóa pháo hoa, ở trong lúc lơ đáng, mông lung các nàng tâm cảnh. Thật đúng là cấp đâm nát, hoảng sợ tiếng động, vang đầy thiên địa. Nhìn kia khẩu đại trung, lại không bằng lúc trước như vậy lóa mắt, nhân từng đạo vết rách, biến loang lổ bất kham, liền này, vết rách còn ở từng đạo nổ tung, hủy hoại này thượng thần văn cũng ảm đạm thiên kiếp ánh sáng, ngược lại là triệu bân nói âm phủ qua tiếng chuông thiên phạt yếu đi bất hủ thần thể nhìn nhìn phía chân trời không cần hắn nói chúng cường cũng đều có cảm giác tang thần trung nứt ra rồi tỏ rõ thiên kiếp chính đi hướng xu hướng suy tàn chỉ cần triệu bân chống đỡ quá kiếp liền không xa giống triệu bân đâu chỉ có thể chống đỡ còn càng đâm càng hung mãnh lôi đình tia chấp không làm gì được hắn to như vậy tang thần trung cũng chỉ dư lại hù người tiếng chuông tuy như cũ bá đạo nhưng này hủy diệt chi ý lại càng thêm trầm thấp. Cấp Ngô, phá. Triệu Bân vừa uống lên ken, lại một đầu đụng phải đi lên. Lần này, không phải răng rắc thanh, là một mảnh nổ vang. Tang thần trung hủy hoại, ở thiên kiếp trung, ầm ầm vỡ nát, dấu vết này thượng thần văn, cũng như Triệu Bân lúc trước pháp tắc, băng đầy trời đều là, hóa thành lôi đình, biến thành tia chớp, cho đến trừ khử không thấy. Còn có tang thần trung mảnh nhỏ, tắc như từng viên sao băng, hoa thiên mà xuống ở rơi xuống chung, tan hết quang huy. Đến tận đây, tiếng sấm thanh mới mai một, chỉ còn tiếng chuông hồi âm. Tối tăm vòng trời, chỉ còn kia đầu hoàng kim cự long, xoay quanh cửu thiên. Thành, mắt thấy thiên kiếp tan hết, thần chiều chúng cường đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thành là thành, nhưng triệu bân giờ phút này trạng thái, không phải giống nhau không xong. Bạn tang thần trung băng diệt, hắn kia long khu cũng vỡ nát, chỉ còn một đóa sán sán nguyên thần hỏa, từ thiên bay xuống sát. Nghẹn khuất hơn phân nửa đêm chúng thần, cùng kêu lên lãnh sắt, cũng là tập thể khai đại. Trong lúc nhất thời, ánh đao, kiếm mang, trưởng ấn, quyền ảnh. Các loại sát sinh đại thuật che trời lấp đất, còn chưa chân chính rơi xuống, liền hủy hoại nửa bầu trời. Thế nhân xem run sợ. Nhiều như vậy trí tôn, nhiều như vậy tuyệt diệt công phạt, chớ nói triệu bân một đạo nguyên thần hỏa, mặc dù Nguyệt thần ăn, cũng sẽ bị đương trường oanh diệt. Điểm này, Nguyệt thần không phủ nhận không có chân thân nàng nhưng khiêng không được như vậy đả kích khiêng không được cũng không sao bởi vì không cần thiết đi khiêng công phạt tuy nhiều nhưng cũng đến có thể mệnh chung mới được nàng giấu trong hư vô làm lơ chúng thần chỉ một tay bấm tay niệm thần chú vèo triệu bân nguyên thần hỏa mạch biến mất cùng nháy mắt đầy trời công phạt rơi xuống oanh trời sụp đất nứt sự uy tất nhiên là có như nước hủy diệt chi khí hướng ra ngoài lan tràn rồi sau đó, đó là thê lương kêu thảm thiết, luôn có như vậy một ít tự xưng là cường đại xem diễn giả, chạm quá dựa trước, một cái không lưu ý nhi, liền bị hủy diệt chi khí bao phủ, thân thể liên quan nguyên thần, bị đánh nát như. Đã chết, chật vật bất kham thế nhân, không đợi đứng vững, liền gấp không chờ nổi xem kia phiến thiên. Chứng kiến là sấm sét ầm ầm, thả mây khói quay cuồng, càng có vô số không gian cái khe bay múa. Đúng là như thế hỗn loạn chi cảnh, họa loạn càn khôn, cũng chờ tầm mắt, không người có thể thấy rõ. Định thân tử đạo tiêu. Lời này, rất nhiều người đều đang nói, hơn nữa vẫn là không hề nghi ngờ chắc chắn. Liền dư ba đều sát diệt không ngừng một tôn bán thần, càng chưa nói ai đao triệu bân. Cũng không phải. Đạo hạnh cao thâm lão gia hỏa, đều loát loát tròm dâu, xem chính là đầy trời trí tôn. Từ này đi xem, có thể thấy chúng thần sắc mặt, giống như không sao đẹp, hơn phân nửa là thất thủ. Không sai, chúng thần thất thủ ở công phạt rơi xuống trước một cái chớp mắt triệu bân liền không có bóng dáng bọn họ xem rõ ràng kiệt tiểu tử lại mẹ nó hư không tiêu thất đi đâu vậy chúng thần giữ tợn bộ mặt không kiêng nể gì hoàn xem chu thiên đi đâu vậy đồng dạng đang tìm còn có nguyệt thần đã là tiếu nghi hơi tần nàng là tưởng đem triệu bân dịch đi rồi nhưng cố tình ở cái kia nháy mắt đại càn khôn biến động cùng nàng bí pháp thành va chạm này va chạm không quan trọng đem triệu bân chỉnh không có, túng nàng tầm mắt, đều tìm không được này tung tích. Thái, làm gì đâu? Chúng thần sốt ruột thượng hỏa là lúc, có một tiếng hét to vang vọng hoàn vũ. Này một giọng nói tới đột ngột, thế nhân đều bị cả kinh một trận nước tiểu run. Chế tài giả, quá nhiều người hướng lên trời xem, cũng quá nhiều người ho khan. Tiên giới chúa tể, là thực sự có ý tứ A. À. Lúc trước như vậy đại động tính, thần sơn đều băng rồi, vô vọng hải đều khô cạn, đều không thấy ngươi nha ngoi đầu, hiện giờ, dao kim châm đều lạnh thấu, ngươi mới tỉnh ngủ. Vô đạo, chúng thần nghiến răng nghiến lợi, con ngươi cũng màu đỏ tươi ướt át huyết. Bọn họ như vậy thảm thiết, tiên giới chế tài giả không thể thoái thác tội của mình. Thân là chúa tể, nếu sớm sớm nhúng tay, nếu sớm sớm chế tài triệu bân, nào còn có này cục diện dối rắm Bọn họ mãnh liệt hoài nghi, triệu bân hư không tiêu thất, chính là vô đạo dở cho quỷ. Chớ nói bọn họ, Giờ phút này liền Nguyệt Thần, đều nhìn phía Niết bàn của Tinh Phương hướng, chế tài giả sao? Thân Dung đại càn khôn, hắn nếu lén dở trò, trừ bỏ trời xanh, ai đều nhìn không thấy. Cái nồi này, ta không bối, tiên giới chế tài giả xùy tay. Có Nguyệt Thần ở đây, hoàn toàn có thể bảo Triệu Bân không việc gì, làm sao cần hắn làm điều thừa. Nói đến cùng, hắn là không dám ra tay. Thật đem Triệu Bân cứu, trời xanh không được một đạo lôi đình đánh chết hắn a. À. Ngoài ý muốn Nguyệt thần bí pháp cùng đại càn khôn biến động chạm vào nhau, chính là cái ngoài ý muốn. Làm việc thiên tư gian lận, coi rẻ quy tắc, vọng tự nhúng tay thế gian. Ngô chờ định cáo thượng thần thiên, làm nhữ vĩnh thế không được siêu sinh. Bạo nộ chúng thần, như thành từng điều chó điên, gào rung trời động mà, nhiễm nhiên đã nhận định là vô đạo dở cho quỷ. Dở cho quỷ hảo A, à. dở cho quỷ định tao chế tài. Còn có triệu bân, ở vô vọng hải độ kiếp, hủy hoại thần sơn, nhiễu tiên giới đại càn khôn, hắn chết cùng bất tử, đều trốn không thoát can hệ, đến nỗi bọn họ, nhiều nhất chỉ là một chúng tòng phạm. Cáo, tùy tiện cáo. Chế tài giả không cho là đúng, sắp sửa thoái vị, nhiễm nhiên đã có bãi lạn manh mối. Nếu không phải sợ trời xanh chế tài do đó bỏ mạng, hắn chắc chắn đem kia một ổ thần minh, tập thể đưa lên hoàng tuyền. Giờ phút này sao, hắn chờ liền hảo. Thân là tiên giới chúa tể, hắn từng có thất là khẳng định, nhưng tội không đến chết đi. Chúng thần triệt, mang theo dư tợn bộ mặt, cũng mang theo một bụng hỏa. Bỏ chạy. Lần này bố cục, lại bại rối tinh rối mù, không có thể sát diệt triệu bân không nói, còn tổn thất thảm trọng. Thần giới chỉ định là trở về không được, trước tìm cái chỗ ngồi dưỡng thương, rất cần thiết. Nhưng, chuyện này không để yên, bọn họ nói được thì làm được, tuyệt đối đi cáo tiên giới chế tài giả. Nào đi, vượn thần sách theo gậy gộc, liền phải sát ra hư vô, hiển nhiên không đánh thống khoái tìm chết sao, kết nhóm thần minh gì cùng thương miểu lão thần một tả một hữu đem này túm chặt. Tìm chết cái này từ dùng hảo, thần chiều chúng cường không người phản bác. Mặc dù chúng thần ăn xét đánh, mặc dù tổn thất thảm trọng, nhưng nội tình hãy còn tồn, thật muốn chính diện liều mạng, chẳng sợ có nguyệt thần tham chiến, bọn họ này đó cũng sẽ bị giết đến toàn quân bị diệt. Cho nên nói, trước lớn mạnh tự thân mới là vương đạo. Thật muốn đánh, cũng đến có ngang nhau đội hình mới được. Nói đến lớn mạnh tự thân, hiện giờ tiên giới tình trạng, giống như càng có ích với hắn thần triều, bởi vì tiên thần thông nói đã băng rồi, thần giới đối địch thế lực đại lão, trong khoảng thời gian ngắn hạ không tới. Cũng đó là nói, Thái Thượng Thiên Tôn kia giúp nhãi danh, ở rất dài một đoạn năm tháng nội, đều không thể có viện quân. Không viện quân liền hào thuyết, thần triều nhưng tiêu diệt từng bộ phận, cho hắn tới cái đóng cửa đánh chó, không thể đi lên thần giới, hạ không được thế gian, xem người nhà hướng nào chạy. Hắn ở đâu?" Nguyệt Thần hỏi, hỏi chính là tiên giới chế tài giả. Ở một cái hảo địa phương, Vô Đạo không rõ ngôn, lại úp úp mở mở. Thấy Nguyệt Thần còn nhìn chằm chằm bên này xem, hắn mới bổ nửa câu. "Yên tâm, không chết được. Chỉ cái phương hướng, ta đi tìm. Nên trở về khi sẽ tự trở về." Tiên giới chế tài giả từ từ nói. Nguyệt Thần do dự một lát, mới chậm rãi xoay người, chế tài giả lời nói có ẩn ý, không hảo nói rõ, đáng giá khẳng định chính là triệu bân vô tánh mạng chi yêu, như thế, trở về chờ liền hảo. Đuổi kịp, thần triều chúng cường cuối cùng nhìn thoáng qua, toàn ở hư vô chung tiềm hành. Tới rồi, bọn họ cũng không hiển lộ chân thân, nhưng tâm tình là vô cùng vui sướng. Nghẹn đại chiêu còn phải là triệu bân nào, một trận chiến này, làm thật con mẹ nó xinh đẹp. Xong việc nhi, hai bên toàn rút đi, chỉ có quần chúng nhóm, còn gác kia xử, đều chưa đã thèm. Vô vọng hải, cỡ nào thần thánh địa phương, gặp một hồi chiến loạn, lại ăn một hồi thiên kiếp, đã là hủy trong một sớm. Hoàn xem tứ phương, nào còn có một tòa hoàn chỉnh sơn. Toàn bộ thiên địa, đều một mảnh hỗn độn cùng phế tích. Túng đến giờ phút này, không gian cái khe như cũ ở tàn sát bừa bãi, có huyết vụ tung bay, có khô diệt ánh sáng rong chơi, liền tàn lưu từng sợi sát khí, đều có thể đánh chết một tôn bán thần, nghiễm nhiên thành một mảnh vùng cấm, không người dám đặt chân. Hắn, diệt nhiều ít thần, thật lâu sau, mới có người dò hỏi. Tính thượng la sát, không nhiều không ít, vừa vặn 108 cái. Đều là hảo hán nào. Nay, là một mảnh cô quạnh tối tăm biển cả, sóng gió mãnh liệt, minh mông vô bờ. Biển cả ở ngoài, là một mảnh hỗn hỗn độn đột, khi thì sao băng chảy xuống, khi thì tia chớp xé rách, định mắt đi xem, còn nhiều thấy dị tượng, thây sơn biển máu, long phượng trình tường, hảo không thần kỳ. Tối tăm lung mộ hạ biển cả, có một chút ánh sáng lập lòe, đó là một đóa kim sắc ngọn lửa, thả là chợt lóe chợt lóe. Tất nhiên là Triệu Bân, vẫn là nguyên thần hỏa trạng thái. Hắn vô ý thức, như một diệp lục bình, tùy thủy rong chơi. Không biết khi nào, mới thấy một đạo bóng hình xinh đẹp, từ trên trời giáng xuống. Cẩn thận một nhìn, lại là giao nguyệt cung chủ, là theo ánh sáng đi tìm tới. Thấy là Triệu Bân nguyên thần hỏa, nàng cả người đều sừng sốt, Triệu Bân lại vẫn tồn tại. Ta liền biết, người sẽ trở về. Sao Nguyệt một tiếng nghẹn ngào, hai mắt đẫm lệ. Nàng chưa trì hoãn, thật cẩn thận bế lên triệu bân nguyên thần hỏa, xoay người biến mất không thấy. Nàng lại hiện thân, đã là một tòa đảo nhỏ. Đảo nhỏ là tàn phá, lại là hoa thơm chim hót. Nói thực ra, nàng cũng không biết đây là chỗ nào, chỉ biết ngày xưa bị mặt trời lặn tiên vương đám người vây sát, thân chịu trọng thương, mơ màng hồ đồ liền té nơi này, đi như thế nào đều đi không ra đi. Hảo địa phương, hơn phân nửa đêm, tiên giới chế tài giả không ngủ, cũng không khắc khắc gỗ, liền sủi cái tay, rất có hứng thú xem nơi này. Này chỗ ngồi, không thuộc tiên giới, cũng không thuộc thế gian. Chuẩn xác nói, nó là tạp ở tiên phàm vết sách chung. Nếu không sao nói đều là thiên sát cô tinh, chính là con mẹ nó có duyên, giao nguyệt té nơi này, triệu bân thế nhưng cũng té nơi này, phải biết rằng, ngã vào vết sách mà người bất tử, là một phần ngàn tỷ, mà người bất tử rơi vào này phiến biển cả, cũng là một phần ngàn tỷ, nói trùng hợp cũng trùng hợp, gần như bằng không tỷ lệ, bị triệu bân cùng giao nguyệt đuổi kịp, này đã không phải có duyên, này hẳn là trong truyền thuyết mệnh chung chú định, hai người bọn họ nếu không thấu một đôi, trời xanh đều nhìn không được. Người khác đâu, đuốc không cùng minh giới đều truyền đến lời nói. Đã chết, vô đạo hồi tùy ý, chọc đến hai đại chế tài giả tập thể mặt hắc. Thật lâu sau, mới thấy tiên giới chế tài giả thua mắt, cấp đuốc không cùng minh thần truyền một bộ hình ảnh. Gì hình ảnh đâu, nguyệt thần xuyên diễn phục hình ảnh chẳng qua này một màn kinh hồng vừa hiện vô đạo mục đích cũng rõ ràng muốn nhìn hoàn chỉnh bản lấy tiền ai nhà uy hai đại chế tài giả mắt cái kia bóng loáng a à. nguyệt thần sinh thật đẹp a à, mặc vào diễn phục quá có ý nhị kết quả là một đen một trắng lưỡng đạo quang chẳng phân biệt trước sau bay vào tiên giới kia cũng không phải là quang đó là đuốc không cùng minh thần đưa cho tiên giới chế tài giả vô thượng trí bảo gì có tiền hay không, đều không sao cả, nguyệt thần hình tượng chân dung, đến sủi lên hảo hảo cất chứa. Ân, trẻ nhỏ dễ dậy cúng. Vô đạo một ngữ thâm trầm, hoàn chỉnh bản hình ảnh, đương trường an bài. Tam thần vô nghĩa khi, sao nguyệt đã đem triệu bân nguyên thần hỏa, để vào một mảnh linh trì, mà nàng, thì tại một bên khoanh chân mà ngồi, sáng tỏ nguyên thần chi lực, tựa như quang vũ khuynh sái. Mới vừa vượt qua thiên kiếp sao. sao Nguyệt lẩm bẩm một ngữ, tự triệu bân nguyên thần hỏa chung, tìm được thiên kiếp sát ý. Đối, khẳng định như thế, triệu bân chết trận khi, nãi tiên vương cảnh, lấy này thiên phú tư chất, tiến dai cũng không kỳ quái, có thể đem này thương đến như vậy hoàn cảnh, kia nên là một hồi hủy diệt thiên kiếp. Này, đều không quan trọng, quan trọng là, hắn còn sống. Nơi đây yên lặng, ngoại giới lại náo nhiệt phi phàm. Vô vọng hải một trận chiến, đã ở ngắn ngủn mấy ngày, truyền khắp toàn bộ tiên giới, phàm nghe chi giả, đều bị kinh dị, phàm nhân ảnh nơi tụ tập, như cổ thành, như trà quán quán rượu, đều bị náo nhiệt phi phàm, luôn có như vậy một ít làm nhảm, gác kia đại phun đặc phun, phun quá, còn sẽ chào hàng một ít bảo bối, cũng đó là từng khối khí ức tinh thạch, này nội, ký lục toàn quá trình, bao gồm triệu bân cùng la sát hẹn đánh nhau, bao gồm la sát nghịch thiên phong thần, cũng bao gồm triệu bân khai thiên kiếp. Ngoạn ý nhi này, có rất nhiều người mua, thả giá cả xa xỉ, ai làm cho bọn họ không thấy tốt nhất diễn đâu. Nhìn xem phát lại cũng khá tốt thần kiếp cùng bán thần kiếp cùng độ, chật chật chật. Vẫn là vĩnh hằng thể bá đạo, đỉnh thần kiếp diệt la sát. Lúc này mới nào đến nào, dẫn thiên kiếp khanh thần, mới là thật sự điếu tạc thiên. 108 tôn thần minh A, hắn bán thần cảnh chiến tích, tiền vô cổ nhân. Hết đợt này đến đợt khác tiếng nghị luận, kéo dài không đoạn tuyệt. Đương nhiên, nhất náo nhiệt nơi, vẫn là vô vọng hải cùng thần Sơn. Nơi đây là chiến trường, sao có thể không có người vây xem, quan sát đi xem, hỗn độn phế tích ở ngoài, người dạng như nước như hải, nhưng cũng chỉ dám bên ngoài xem, bởi vì kia chàng huyết chiến động tính quá lớn, còn có thừa uy còn sót lại, ngạnh muốn hướng trong thấu, liền đến làm tốt táng diệt chuẩn bị. Ngô còn nghĩ quá mấy ngày, đi thần giới đi dạo đâu. Thông đạo đã đứt, không thể đi lên. Tiên giới liền khá tốt, lâu lâu có kịch vui để xem. Vùng cấm ở ngoài, lại thành phường thị, thưởng thức phong cảnh có, vô nghĩa cũng có. Nhưng lời nói là không giả, thông đạo đã đứt, ai đều không thể đi lên, tiên giới là cái hảo địa phương, giống như tự Triệu Bân tự thế gian phi thăng đi lên, tuồng đó là một người tiếc một người, hơn nữa, động tĩnh một lần so một lần đại, liền như lần này, làm chính là cái kinh thiên hành động vĩ đại. Hủy Hoại Thần Sơn cùng Vô Vọng Hải, Triệu Bân sợ là khó thoát tử kiếp. Lớp người già nhóm tụ tập nhi, ngôn ngữ chi gian, đã cấp Triệu Bân vận mệnh hạ định luận. Ngẫm lại năm xưa khi minh tiểu đánh tiểu nháo một phen, đã bị cầm tù rất nhiều năm tháng. Lại nhìn một cái vĩnh hằng thể, trực tiếp đem tiên thần thông nói làm băng rồi, thật vấn tội, tất là tử tội. Mặc dù là tử tội, cũng giấu không được hắn huy hoàng lịch sử. 108 tôn thần minh, đây là kiểu gì nghịch thiên chiến tích? Có này một trận chiến, xương này đồ thần ngày, nửa điểm nhi không quá. Đáng chết, dạo thăm trốn cũ, không ngừng là lúc trước quần chúng, còn có chúng thần minh lại đến ngày xưa chiến trường không một cái tâm tình thoải mái giận ruột gan đứt từng khúc nguyên nhân chính là phẫn nộ mới đến tìm người tiết tiết hỏa triệu bân đi đâu bọn họ cũng không biết nhưng chế tài giả là không chạy thoát được đâu thân là tiên giới chúa tể lại là tùy ý triệu bân hủy càn khôn cần thiết thảo cái cách nói lộng chết tốt nhất đem triệu bân một khối lộng chết càng tốt ầm vang ngày đó liền thấy một đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống rồi sau đó liền thấy niết bàn cổ tinh có huyết quang hiện ra tiên giới chế tài giả ai xét đánh là trời xanh giáng xuống chế tài như hắn suy nghĩ hắn từng có thất nhưng tội không đến chết cũng nhân hắn khuyết điểm hắn bị trời xanh cầm tù liền phong ở niết bàn cổ tinh lúc này hắn chính đỡ lão thụ che lại ngực ho ra máu sắc mặt trắng bệch vô cùng nguyệt thần là ở đây muốn ra tay giúp này chữa thương nhưng nàng giống như gần không được thân trời xanh khiển trách tạo một cái ngục giam, phạm vi bất quá trăm trượng, lại là thế gian vùng cấm. Người có lẽ sẽ trước tiên thoái vị, nguyệt thần một tiếng khinh ngữ. Sớm có này giác ngộ, chế tài giả khổ huyết, một mông ngồi kia. Có vết xe đổ, ngẫm lại trước đại chế tài giả, so với hắn thảm hại hơn, hắn này, chẳng qua trước tiên tao ngộ thôi, vô tình trời xanh, có đôi khi, là thật sự làm người thực vô ngữ. Tiên phàm vết rách, biển cả tiểu đảo, sao nguyệt còn ở rơi nguyên thần chi lực, giúp triệu bân mạch lạc nguyên thần hỏa. Này đóa kim sắc ngọn lửa, cũng không thuần túy, có rất nhiều loang lổ chi sắc. Đó là thiên kiếp sát ý, mặc dù đã qua nhiều ngày, như cũ ở độc hải triệu bân. Cố tình, hắn nãi vô ý thức trạng thái. Phàm là hắn có chút thần trí, cũng không đến mức bị thiên kiếp dư uy khóa. Cũng không ngại, có giao nguyệt ở, khư diệt thiên phạt sát ý, chỉ làm thời gian vấn đề. Giống, mạch một tiếng rồng ngâm, ở đảo ngoại vang vọng, gào biển cả sóng gió vạn trượng. Rồi sau đó, đó là lệ quỷ ô gào thanh, không biết, còn tưởng rằng đây là địa ngục đâu. Âm hồn không tan, giao nguyệt tiếu mi hơi tần, cuối cùng sái một mảnh nguyên thần chi lực, đứng dậy rời đi. Cho đến tiểu đảo bên cạnh, nàng mới định thân, như lâm đại địch, trong tay còn cầm một thanh tiên kiếm. Không trách nàng như thế, chỉ vì đảo ngoại pha không bình tĩnh. Quay cuồng sóng gió chung, nhiều thấy từng con ô bảy tám hắc tà vật, có người sống ba đầu sáu tay, có giống xài lang hổ báo, có nhỏ bé như bàn tay, có khổng lồ như núi cao, hình thái khác nhau, tương đồng chính là chúng nó toàn bộ mặt dữ tợn, thật liền như địa ngục bỏ ra ác quỷ, tới nhân gian cắn nuốt sinh linh, mà nàng chính là cái kia sinh linh, nàng không biết đây là địa phương nào, lại càng không biết như vậy tà vật là từ đâu mà đến, chỉ biết chúng nó mỗi cách mấy ngày liền sẽ bỏ ra tới tác loạn, nàng mỗi lần đều sẽ lâm vào một phen khổ chiến này cũng chưa gì, quyền đương mài rũa đấu chiến tâm cảnh. Nàng may mắn chính là, triệu bân rơi vào biển cả khi, không đuổi kịp tà vật tác loạn, bằng không, hơn phân nửa đã bị đồ diệt. Giống, tà vật lại tê gào, tự bốn phương tám hướng nhào hướng tiểu đảo. Giao Nguyệt không nói, giữa mày điêu ra thiên sát bí văn, tế bản mạng tím Nguyệt. Diệt, tùy nàng một chữ khe quát, tím Nguyệt tưới xuống sáng tỏ ánh sáng, lung muộn toàn bộ đảo nhỏ. Ánh trăng như kiếm, Phảng phất quang vũ khuynh sái, bò lên trên tiểu đảo tà vật, bị thành phiến chém chết. Nhiên, tà vật không biết sợ hãi, như con rối giống nhau, che giả măng mọc. Đúng là chúng nó như vậy không sợ chết tinh thần, chỉnh giao nguyệt thực nôn nóng. Nàng đảo không phải sợ tà vật, mà là sợ trì hoãn lâu rồi, thiên kiếp sát ý lại phản vệ triệu bân. Nàng lo lắng, đều không phải là bắn tên không đích. Không có nàng nguyên thần chi lực tẩm bổ, loang lổ thiên sát dư uy. Thật Liền phản công Triệu Bân Nguyên Thần phát hỏa, ngạnh sinh sinh phong tỏa, không cho này trọng tố Nguyên Thần. Oanh, phanh. Tối tăm đêm, nhiều hỗn độn tiếng gầm rú, bạn gào giống vang mãn biển cả. Từ thiên quan sát, đó chính là một mảnh đen nhánh sắc hải triều, muốn đem đảo nhỏ bao phủ. Sao Nguyệt thật Liền lâm vào khổ chiến, bí pháp thần thông ùn ùn không dứt, nhưng chính là đánh không lùi tà vật, không những không đánh đuổi, còn liên tiếp đẫm máu. Liên này còn có càng nhiều tà vật sát tiến vào, từng cái dương nanh múa vuốt. Thời gian lâu rồi, còn có cường đại tà vật ngoi đầu, hình thể thật lớn, một cái so một cái hù người, nháo biển cả quay cuồng, cũng đánh đảo nhỏ lắc lư. Nhiễm huyết đại chiến, không có quần chúng, chỉ có vĩnh viễn công phạt. Bên này náo nhiệt, niết bàn tinh cũng oanh thanh dung trời. Phạm vi trăm trượng ngục giam, cầm tù tiên giới chế tài giả, không ngừng có lôi đình từ trên trời giáng xuống, không kiêng nể gì bổ vào trên người hắn phách hắn huyết nhục mơ hồ tự làm tiên giới chúa tể hắn vẫn là lần đầu thương như vậy trọng có thể đem hắn thương đến như thế hoàn cảnh cũng chỉ có trời xanh đối hắn khiển trách mỗi ngày tất có một chuyến ai xét đánh khi hắn đặc quyền dần dần bị cướp đoạt ít nhất giờ phút này đi xem tiên phàm vết rách đã là thấy không rõ trời xanh đã thu hắn thần minh chi mắt nay vừa mới bắt đầu lại sau này hắn thân dung đại càn khôn cũng sẽ bị một tầng tầng rỡ xuống. Đãi bị đánh hồi nguyên hình, liền không hề là chế tài giả, thoái vị kia một ngày, sẽ không lâu lắm. Nguyệt thần còn ở, nhưng thật ra muốn đi hỗ trợ, lại là vô lực can thiệp. Chế tài giả không được nhúng tay thế gian, phạm vào quy, liền đến tao chế tài. Muôn đời trước, nàng vẫn là trời xanh khi, cũng không thiếu khiển trách chế tài giả. Đương nhiên, kia không phải nàng có thể tả hữu Tuy là trời xanh, cũng đến phục tùng minh minh ý chí. Không biết khi nào, thiên lôi mới tàn đi, nhưng này chỉ là tạm thời. Đãi ngày mai Thái Dương dâng lên, trời xanh trừng phạt, còn sẽ như khi giáng xuống. Phốc, Vô Đạo một hơi không xuyến thuận, lại mồm to ho ra máu. Trời xanh xuống tay cũng là tàn nhẫn, suýt nữa bị hắn tiến đi. Chiếu như vậy vỗ xuống, hắn túng bất tử, cũng đến rơi xuống thiên đạo ám thương, liền như trên một thế hệ chế tài giả, đạo thương phản phệ, làm này tẩu hỏa nhập ma, sợ đuổi giết. Không dám đặt chân thế gian, sợ kiếm quang, chỉ dám tránh ở trong bóng đêm, kéo dài hơi tàn. Đãi ta thoái vị, thu lưu ta không. Chế tài giả một ngữ khàn khàn, vô lực ngồi ở lão dưới tàng cây. Ánh ảm đạm ánh sao, hắn pha hiện lão thái, cũng pha hiện thê lương. Đã từng, hắn là cao cao tại thượng tiên giới chúa tể. Hiện giờ, ăn trời xanh khiển trách, càng giống một cái bệnh nguy kịch lão nhân, gì cái tu vi, gì cái nói chứa đều giấu không được hắn gầy yếu cùng bất kham. Thần triều tùy thời hoan nghênh, nguyệt thần một tiếng khinh ngữ. Vậy là tốt rồi, vô đạo mỏi mệt cười, hôn mê qua đi. Ai? Bậc này tiếng thở dài, thế gian cùng minh giới đều có. Đó là đuốc không cùng minh thần than, từng người có giác ngộ, chờ xem. Chờ bọn họ thoái vị khi, cũng ít không được xét đánh, bởi vì đều trái với quá quy tắc, chung có một ngày sẽ thanh toán. Hô! Tà vật cuối cùng là lui, Giao Nguyệt lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng không kịp chữa thương, lại giúp Triệu Bân mạch lạc nguyên thần hỏa. Lần này, nàng hao tổn thọ mệnh, mạnh mẽ giúp Triệu Bân khư diệt sát ý, bằng không, tạo vật ba ngày hai đầu tới quấy rối, quỷ hiểu đắc ngày tháng năm nào mới có thể đem Triệu Bân kéo trở về. Cái này đêm, Triệu Bân nguyên thần hỏa, càng châm càng vượng, Bạn sát ý bị khư diệt, nguyên thần hỏa còn diễn xuất dị tượng. Hắn như cú vô ý thức, lại ở dần dần lột xác hình thái, Ngưng ra chân thân, cũng trọng tố nguyên thần. Không ý thức, chút nào không ảnh hưởng hắn bước cách nở rộ. Ít nhất, giao nguyệt ở này trước người, cảm thấy áp lực. Cũng đúng, đồ như vậy nhiều trí tôn, đều có thần minh sát khí tụ tập, đã cùng với nói tương dung, thêm chi bản mạng chiến ý cùng bất diệt ý chí, nghiễm nhiên đã thành một loại vô hình mà vô thượng uy hiếp, bán thần đều khiêng không được. Sang giác, cốt cách va chạm thanh, mạch vang vọng là xa vào trung triệu bân, ở trọng tố thân thể. Vẫn là dị tưởng, diễn mãn tối tam thiên, nhiều vạn vật chi cảnh, linh tính không tầm thường. Như vậy đại trường hợp, sao có thể thiếu đại đạo thiên âm, tựa như tiên khúc, nghe giao nguyệt tâm thần rong chơi. Vĩnh hằng quang huy, lung muộn đảo nhỏ, cấp tối tam giao cho quang minh. Đại triệu bân thân thể thần tiên trọng tố, lại tới một mảnh lộng lẫy quang vũ, khuynh sái biển cả. Vừa lúc gặp yêu vật quấy phá, thấy vậy trường hợp, lại lùi về đáy biển, thật lâu không thấy ngoi đầu. Mấy năm không thấy, ngươi lại xoái. Giao Nguyệt duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt ve triệu bân khuôn mặt. Một vĩnh hằng quang huy, nàng xem chính là như si như say. Nàng tâm thần mông lung, cũng là gương mặt ửng đỏ. Phải biết rằng, người triệu công tử còn trần trụi thân mình đâu. Cô nương này cũng là có ý tứ, cũng không biết cho người ta xuyên kiện quần áo. Không mặc cũng hảo, có thể nhiều ngắm vài lần, vì thế, nàng còn cho chính mình tìm cái thực tốt lý do, năm đó, người xem hết thân thể của ta, hiện giờ, ta cũng đến nhìn qua. Nàng, sẽ không đem ta lão đại cường bạo đi. Nghe ta, chờ lát nữa nàng cởi quần áo khi, nhảy ra đi hù dọa nàng. Ân, bọn yêm đến trung tâm bảo vệ, cũng không thể làm nàng chiếm lão đại tiện nghi. Hơn phân nửa đêm, tổng có thể nghe nói lầm nhầm lầm nhầm thanh. Nãi triều công tử Long Uyên Kiếm, hỗn thiên hỏa cùng tiên lôi chủ nhân còn ở ngủ say chúng nó lại tỉnh đỉnh đầu đầu gác kia tính toán xét thấy chúng nó như vậy trung tâm giao nguyệt đem nó ba thỉnh ra tới xong việc nhi một người thường một đạo phù phong cái bản bản chỉnh chỉnh mấy năm không thấy tiểu tướng công không được thân thiết thân thiết sao nàng nhưng không nghĩ kia gì khi bên cạnh còn có ba kêu cố lên này đó triệu bân tự không biết y như một tôn khác đá pho tượng lẳng lặng nằm ở linh trì trung sán sán thân thể đó là 360 độ, vô góc chết lóa mắt. Ngủ về ngủ, lột xác tự không thể thiếu. Hắn dị tưởng, chưa bao giờ đình chỉ quá diễn biến. Hắn chi đạo âm, cũng chưa bao giờ ngừng lại quá vang vọng. Giờ phút này đi xem, hắn kia hoàng kim khí huyết, đã càng nhiều bá liệt chi ý. Sao nguyệt cảm giác nhất rõ ràng, đa số thời điểm đều khó nén tim đập nhanh. Diệp thần, ngủ say trung triệu bân, mạch một tiếng nói mê. Hắn nên là làm ác mộng trước một giây còn thần thái an tường, này một cái chớp mắt, đã là ánh mắt hơi nhíu, thả ánh mắt chi gian, còn cất giấu một mặt thống khổ, kéo dài chưa từng tiêu tán. Diệp thần, giao nguyệt trong lòng một ngữ, vẫn là lần đầu nghe tên này húy. Ấn nàng suy nghĩ, triệu bân nên là mơ thấy một cái bạn cũ, thả không giống bình thường. Làm không tốt, vẫn là cái đại mỹ nữ, nếu không, cũng sẽ không ở ngủ say khi kêu gọi. Trong mộng, chỉ định không có mỹ nữ, máu chảy đầm đìa diệp thần, nhưng thật ra có như vậy một cái. Như tình cảnh này, Triệu Bân đã phi lần đầu tiên mơ thấy, mỗi lần thấy đều khó nén tâm cảnh gợn sóng. Hắn này một ngủ, đó là ba năm ngày. Thiên kiếp sau lột xác, chân chính có thể niết bàn. Vẫn là lộng lấy quang huy, nhuộm đầy vĩnh hằng sắc thái. Thứ sáu ngày, hắn mới thấy hắn chậm rãi khai mắt. Có lẽ là ngủ lâu lắm, cả người còn mơ mơ màng màng, thậm chí lẳng lặng nhìn không chung, một hồi lâu đều không thấy nhúc nhích, cho đến trong mắt đần đột, dần dần tan đi, hắn mới khôi phục thanh minh, một tay che lại cái chán ngồi dậy, hết sức hồi ức lúc trước đã phát sinh sự. Tỉnh, ôn nhu khinh ngữ vang lên, bạn thanh linh bọt nước thanh. Triệu bân theo bản năng nghiêng mắt, lọt vào trong tầm mắt, liền thấy một đạo bóng hình xinh đẹp, từ bên bờ đi vào linh trì, mắt to như vậy một nhìn, lại là giao nguyệt cung chủ, xem hắn thần sắc ngơ ngẩn. Tiểu tướng công, nhưng có tưởng ta, giao nguyệt xinh đẹp cười. Suy nghĩ, Triệu Bân ngơ ngác một câu, lỗ mũi có huyết chảy giật. Nhất tinh thần, vẫn là tiểu Triệu Bân, cái kia hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang. Hắn này cũng không phải là dinh dưỡng quá thừa, là cái kia kêu dao nguyệt muội tử, đi tới đi tới, liền cởi ra xiêm y, lộ ra trắng tinh thân thể, mỗi một tấc da thịt, đều lập lòe ánh sáng, bậc này hình ảnh, hắn từng xem qua một lần, hiện giờ tái kiến, như cũ đỉnh không được. Nhìn Dao nguyệt, đã là dung nhan nhuộm đầy dạng mây đỏ, mắt đẹp cũng mông lung như nước rốt cuộc lần đầu tiên, tổng nên có chút nữ tử rụt rè, một hồi sinh hai lần thuộc sao. Đã trải qua sinh ly tử biệt, tu vi cuối cùng là ngang nhau, lần này không ai quấy dày. Tình lược một vạn tự, ầm vang, niết bàn cổ tinh tiếng sấm, trước sau như một bá đạo. Gây yếu bất kham vô đạo, cũng trước sau như một thê thảm. Này không phải độ thiên kiếp, lại so với độ thiên kiếp càng khủng bố, ngày xưa cao cao tại thượng chế tài giả, hiện giờ đã là mình đầy thương tích, phi đầu tán phát tư thái, xem người nhìn tâm phát run. Nguyệt thần là duy nhất người chứng kiến, nhưng cũng chỉ có chứng kiến tư cách. Trời xanh một khi khai khiển trách, liền không người có thể nhúng tay, tự cũng bao gồm nàng. Còn hảo, vô đạo cũng đủ có thể kháng, lại ai vài lần xét đánh, cũng không chết được. Sướng cái diễn, trợ trợ hứng bái. Vô đạo cắn chặt khớp hàm, ai xét đánh khi cũng không quên chọc cười. Vì thế, hắn cũng cho chính mình tìm cái cực hảo lý do ta là bởi vì ngươi đồ nhi tao khiển trách, không tính toán khao thưởng khao thưởng ta. Ngươi nên cảm tạ có kết giới chống đỡ ta. Nguyệt thần nhàn nhạt nói, không gì cái tình cảm biến hóa, chỉ ngưỡng mắt xem hư vô. Lời này, còn có hậu nửa câu, không này kết giới, xem lão nương không bóp chết ngươi. Vô đạo ho khan, lại không dám miệng tiện, cẩn trọng tao xét đánh, so sánh với lôi điện, Nguyệt thần mới vừa rồi câu nói kia, giống như càng cụ uy hiếp lực, chỉnh hắn toàn thân lạnh cam cam lấy đã từng thiên đạo khai soát giống như trời xanh đều nhìn không được nguyên nhân chính là nhìn không được trận này lôi ước chừng bổ hắn ba ngày lâu ba ngày hắn cả người đều không tốt như cái lợn chết bỏ kia vẫn không nhúc nhích hình người muốn gì hình người liếc mắt một cái xem bất quá đó chính là một đống thịt nát lạn cốt hắn này game over ngưỡng xem hư vô nguyệt thần mắt đẹp chung lại hiện lên một mạt ánh sáng liền ở phía trước trong nháy mắt thương miểu có dị tưởng, muôn đời tới nay. Chưa bao giờ xuất hiện quá dị tưởng. Thiên sát giao hợp, cô tình sửa mệnh. Nguyệt thần khinh ngữ cười, dường như biết đã xảy ra cái gì. Nhân thần chỉ chúc phúc sát ra mệnh cách, cuối cùng là có thể nghịch sửa. Như thế, lạc hà cùng này trong bụng hài nhi, liền tính đến cứu. Đồng dạng được cứu trợ, còn có triệu bân cùng giao nguyệt, thời đại này duy nhất hai cái thiên sát, đều sửa lại mệnh số, lại sẽ không khác thân hiếu, mà năm nào lộ, cũng lại sẽ không như vậy cô tịch, chưa chừng, hai người kết hợp, còn có thể dựng dục ra một mạch nghịch thiên huyết thống. Oanh! Nói nghịch thiên, trời xanh thật liền có dấu hiệu, đầy trời lôi đình tia chớp. Thiên rất là niềm xấu mệnh cách, hai ngày sát kết hợp, đó chính là đại tạo hóa. Đã là tạo hóa, đều có phúc trạch, sấm sét ầm ầm lúc sau, đó là điềm lành ánh sáng. Kia chờ quang huy, là chuyên trúc thiên sát, kia hai người khai sáng cô tinh sửa mệnh tiền lệ một hồi bán thần kiếp, hai chàng đại tạo hóa ha. Vô đạo gian nan ngước mắt, cũng nhìn về phía vòng trời, trong lời nói khó nén thổn thức. Hắn bắt đầu tin tưởng, cái kia họ Triệu tiểu tử, năm nào có lẽ thật có thể siêu việt vĩnh hằng thủy tổ. Bọn họ ở đâu? Đồng dạng vấn đề, Nguyệt thần lại hỏi một lần. Tiên phàm vết rách, lần này Vô đạo chưa giấu giếm, nói ra tình hình thực tế. Nguyệt thần nghe chi, không khỏi tiếu nghi hơi tần, tiên phàm vết rách cũng không phải là gì hảo địa phương lấy nàng hiện giờ trạng thái, căn bản đi không được, tự cũng vô pháp tiếp dẫn hai người ra tới. Lúc trước vô đạo, nhưng thật ra có bậc này sức mạnh to lớn. Nhưng có trời xanh nhìn chằm chằm, hiển nhiên không thể ra tay cứu Triệu Bân. Giờ phút này, mặc dù vô đạo lại tưởng cứu, cũng là hữu tâm vô lực. Hắn phi đoàn mệnh người, không chết được, vô đạo khụ một búng máu. Nguyệt thần không đáp lời nói, lại là vô điều kiện tin tưởng sóng to gió lớn đều lại đây, còn có thể chiết ở tiểu cống ngầm. Nàng không qua được, nhưng không đại biểu triệu bân tự mình ra không được. Nhất vô dụng, liền nhiều chờ chút thời đại, sẽ có người dẫn hắn ra tới. Chậm rãi thu suy nghĩ, nàng lại xem vô đạo, lạc hà thân ở nơi nào. Vô đạo không đáp lời nói, chỉ dựng lên một ngón tay, chỉ chỉ không chung, ngụ ý cũng rõ ràng, triệu bân thê nhi ở thần giới, đến nỗi như thế nào đi lên, nói ra thương cảm tình. Quái gì Nguyệt thần trong lòng một ngữ, ánh mắt cũng biến minh ám không chừng. Nàng từng không ngừng một lần suy đoán Lạc Hà, sở xem mông lung một mảnh. Kết quả là, Lạc Hà lại là ở thần giới, có cái chắn cách trở, khó trách suy đoán không đến, Trừ này, này trên người còn có một loại thần bí che lấp, nếu sở liệu không kém, là này trong bụng hài nhi, bẩm sinh đó là cái không tầm thường người, bẩm sinh liền tự mang che lấp, thả là liên tiếp cơ thể mẹ, cái chắn thêm che lấp, mới tạo thành mông lung, khiến nàng suy đoán thành bài trí tối tăm chung, khói bếp lượn lờ. Này, là giao nguyệt cung chủ lần đầu tiên xuống bếp, là vì tướng công chuẩn bị bữa tối. Luôn luôn cường thế nàng, cũng chỉ ở triệu bân trước mặt, mới có thể hiển lộ tiểu nữ tử tư thái, liền như lúc này, vô luận từ nào xem, đều là cái ôn nhu thê tử, một thân tố y, mãn mục nhu tình, hơn nữa gương mặt còn sót lại một hai mạt ửng hồng, có khác một phen ý nhị. Triệu bân từ cũng ở, kia không, chính gác kia vo gạo đâu. Lão đại, người mệt không? Lão đại, kia gì khi gì cảm giác. Lão đại, hai người bày mấy cái tư thế. Vẫn là kia ba đậu bức, cuối cùng là bị phóng ra, lúc này, đối diện nhà mình chủ nhân, làm thân thiết mà hữu hảo an ủi, ba ngày ba đêm a à. Không sợ nháo ra mạng người. Triệu bân không trả lời, lại một người thưởng một đạo phù. Cái này, toàn bộ thế giới đều an tính. Tối tăm trung hình ảnh, vẫn là rất tốt đẹp, một cái đại la thánh tử, một cái giao nguyệt cung chủ, liền như một đôi bình phàm phu thê bình phàm trung lộ ra lãng mạn, hảo không ấm áp. Sau khi ăn xong, hai người dắt tay đi ra tiểu đảo, đạp hải mà đi. Thiên sát đã phá, không cần hỏi đối phương, hai người đều từng người có cảm giác. Sửa đi mệnh cách, đó là dỡ xuống một tầng gông xiềng, cả người nhẹ nhàng. Này ba năm, ngươi đi đâu? Giao Nguyệt nói lời này khi, còn gắt gao vãn trụ triệu bân cánh tay, liền sợ một cái lơ đáng hoảng thần nhi, trước mặt cái này có máu có thịt người, sẽ như mộng giống nhau hư không tiêu thất sinh ly tử biệt, trải qua một lần liền đủ rồi. Ba năm, hoa tàn hoa khai, cũng tra tấn nàng chết đi sống lại. Kia chờ cảm giác, sao chết càng khó chịu. Đi một cái thực xa xôi địa phương. Triệu bân khàn khàn cười, đem ngoại vũ trụ trải qua, coi như chuyện xưa giảng cấp giao nguyệt nghe. Đương nhiên, trong đó có chút cái kiểu đoạn, là tự nhiên xẹt qua, liền như bị người treo ở trên cây. Giao nguyệt tính tâm nghe, nghe nghe, trong mắt liền nhiều hơi nước hảo cái xa xôi địa phương, nàng trông thấy triệu bân tang thương cùng mỏi mệt. Hai người này vừa đi, đó là hơn nửa tháng. Cho đến biển cả bên cạnh, bọn họ mới định thân. Từ này hướng ra ngoài đi xem, là hỗn hỗn độn độn một mảnh, thấy không rõ hư thật, chỉ như có như không gì tựa, ở mông lung chung, kinh hồng vừa hiện. Giao Nguyệt không biết đây là nào, Triệu Bân cũng không biết, chỉ biết này một đường đi tới, chưa nhìn thấy càn khôn, nhưng thật ra đáy biển, tàng đầy tà vật, khi thì sẽ có như vậy mấy chỉ nhảy ra nhảy nhót, nhưng thực mau, lại rụt trở về. Giao Nguyệt trong lòng biết rõ ràng, tà vật không phải sợ hắn, mà là sợ triệu bân, chuẩn xác nói, là sợ triệu bân thần minh sát khí. veo triệu bân hóa ra một đạo phân thân, đi ra biển cả, vào hốn hốn độn đột. Sau đó, liền không sau đó, phân thân một khi nhập hốn độn liền hư không tiêu thất. Triệu bân ánh mắt hơi nhíu, lại trước sau hóa ra vài đạo phân thân, tình trạng cũng như lúc trước. Ta từng thử qua rất nhiều lần, đều là như thế. Giao Nguyệt khinh ngữ. Tại đây chờ ta, Triệu Bân lưu lại một ngữ, một bước vào hỗn độn. Hắn này đi vào không quan trọng, vốn là bình tĩnh hỗn độn, đốn mãnh liệt quay cuồng. Giao Nguyệt đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị một mảnh hỗn độn chi khí, đâm đặng đặng lui về phía sau. Đãi định ra thân, đã không thấy Triệu Bân thân ảnh, nhiều lần kêu gọi cũng không có đáp lại. Nàng lòng nóng như lửa đốt, cũng đi theo một bước đuổi theo đi vào, rất có phu sướng phụ tùy ý vị. Xong rồi, liền thấy một đạo kim quang, lại đem nàng đẩy ra tới. Tùy theo, còn có triệu bân nói chuyển ra, ở bên ngoài chờ ta. Giao Nguyệt Đảo cũng ngoan ngoãn, lại chưa đặt chân, giúp không được gì, đó chính là thêm phiền. Hỗn độn chung, triệu bân chậm rãi mà đi, một đường đi một đường xem, cuối cùng thị lực, cũng vọng không thấy con đường phía trước, càng nhìn không thấu càng khôn, nhìn thấy nghe thấy, toàn hỗn độn một mảnh thả này hỗn độn dị thường quỷ dị không có lúc nào là không ở hóa diệt hắn chi tinh khí còn có hắn thọ nguyên cũng ở cực nhanh trôi đi nếu không phải tu vĩnh sinh chi đạo cuồn cuộn không ngừng tiếp viện thọ mệnh sợ là sớm bị háo dầu hết đèn tắt thời gian lâu rồi vĩnh sinh chi đạo cũng đỉnh không được bởi vì càng đi chỗ sâu trong đi hỗn độn càng đáng sợ dù vậy hắn cũng chưa dừng lại bước chân hắn còn chưa tìm được thê nhi còn có rất nhiều sự chưa làm, tuyệt không thể bị nhốt tại nơi đây. Mỗ một cái chớp mắt, hắn mạch định thân, hai mắt hết sức híp lại. Mục có khả năng cập nơi, có ánh sáng lập lè, nhiễm một mặt huyết sắc. Nề hà, có hỗn độn che lấp, hắn thấy không rõ là gì. Ông, hắn sách ra ác thần chiến mâu, thật cẩn thận tới gần. Khoảng cách càng gần, kia nhiễm huyết ánh sáng, liền càng thêm sáng ngời. Trưa nay, đó là một cổ quỷ dị ma lực nhìn chằm chằm ánh sáng xem lâu rồi, liền cảm thấy choáng váng. Choáng váng là được rồi, kia nơi nào là ánh sáng, rõ ràng là một đôi mắt, ở này trước mặt, hắn cùng tiểu châu chấu vô dị, hai mắt đều như vậy hù người, khó có thể tưởng tượng, ngoạn ý nhi này hình thể, có bao nhiêu nguy nga. Long, triệu bân cuối cùng là thấy rõ, đó là một đầu chiếm cứ hỗn độn chung cự long. Hảo sao, hắn này một đường đi tới, này đầu long vẫn luôn đều ở nhìn chằm chằm hắn đâu. Tiền bối, vô tình quấy dày, ta. Giống. Không đợi triệu bân hàn huyên xong, liền thấy cự long bay lên trời. Nó này một tiếng rồng ngâm, có thể so với muôn đời lôi đình, tuy là triệu bân nội tình, đều suýt nữa bị đánh sơ sát giá. Chiêu ngươi chọc ngươi. Triệu bân một tiếng kêu rên, phi thân sau đột. Lui về phía sau khi, hắn còn không quên nhìn nhiều cự long vài lần, hình thể đại như núi cao, nhưng, này long khu lại là hỗn hỗn độn đột, phi thể rắn hình thái, như thế, gọi thứ này một tiếng hỗn độn long nên là không tật xấu trừ bỏ tính tình có chút táo bạo mặt khác cũng khỏe giống hỗn độn long bay lên không đuổi theo lại đây há mồm phụt lên một mảnh hỗn độn ánh sáng đừng xem thường này hỗn độn quang tuy là triệu bân ăn đều bị đánh nát nửa bên thân thể tìm đánh triệu bân một bước lên trời mà thược phiên tay một mâu chọc lại đây vẫn là đế thần binh hảo sử một kích liền rảo lạn hỗn độn long đầu bất quá cũng gần là rào lạn, trước sau bất quá một cái chớp mắt, hỗn độn long đầu lưu liền trọng tố. Tiểu con kiến, có chút đạo hạnh sao? Đầu bị đập nát, hỗn độn long tâm tình có thể hảo mới là lạ. Nó xoay quanh cửu thiên, thổi quét hỗn độn lôi điện, đầy trời phách chảm triệu bân. Phá! Triệu bân một mâu cắm vào hư vô, kịch liệt quấy phong vân, rào nát lôi điện. Cùng nháy mắt, hắn diễn xuất táng thế thần quan, mặt sau đi theo vĩnh sinh vương tọa vừa lúc gặp hỗn độn long giết đến đương trường bị thần quan đâm phiên còn không đợi ổn định thân hình vĩnh sinh vương tọa liền tới rồi từ thiên ầm ầm rớt xuống đem nó nguy nga long khu tạp cái đứt đoạn nhữ làm tức giận ngô hỗn độn long tức giận trọng tố long khu diễn khai đầy trời sao trời tinh quang cũng là hỗn độn uy lực cực cường hủy hoại triệu bân thân thể thần tiên diệt triệu bân hừ lạnh tế hồng mông tiên hải từ thiên thổi quét mà xuống hỗn độn long bị bao phủ hôn mê kêu rên mang theo vài phần buồn bực cái này non nửa thần đâu chỉ là có chút đạo hạch trang bị cũng tạc hoàn mỹ như này hồng mông tiên hải liền cực kỳ khủng bố bị nuốt vào trong đó chạm đều đứng không vững phong triệu bân một trường từ thiên cái hạ dục giam cầm hỗn độn long này trưởng uy rộng rãi trường chỉ chi gian khắc đầy bí văn phong ngươi muội hỗn độn long một tiếng mắng to bá khí chắc lậu trước tiên vọt người mà ra. Xong việc nhi, đó là một cái thần long bái vĩ, đem triệu bân ném phiên đi ra ngoài. Tiền bối, có chuyện hảo hảo nói. Đã tiến vào, cũng đừng muốn chạy. Thật không dám giấu giếm, vãn bối nãi nguyệt thần đồ nhi. Túng thiên vương lão tử tới, ngô cũng đến lộng chết ngươi. Mông lung hỗn độn chung, rất nhiều nổ vang, cũng rất nhiều ồn ào bất kham lời nói. Tất nhiên là triệu bân cùng hỗn độn long, đánh đánh, liền thay đổi hướng gió, cái gọi là biến hướng gió là chỉ triệu công tử giống như làm bất quá này đầu cự long đã bị truy tìm không ra bắc nói làm bất quá cũng không xác thực chiến thượng trăm hiệp hắn cũng không ngừng một lần bị thương nặng hỗn độn long nhiên hắn công phạt vi mạnh lại không chịu nổi hỗn độn long bất tử bất diệt đối chính là bất tử bất diệt ngoạn ý nhi này giống như đánh không chết như thế nào đánh đều lược không ngã hắn cho rằng trường sinh quyết liền rất bá đạo nhưng hỗn độn long, nhiễm nhiên chính là cái bất tử thân. Đã đánh không lại, nhưng không phải túng sao, thuận tiện dọn ra nguyệt thần hù dọa người. Đáng tiếc, này hóa dầu muối không ăn, đó là bạo tính tình đi lên, ai đều không nhận. Kết quả là, triệu công tử càng đánh càng phiền muộn, muốn cùng chi ngồi xuống tâm sự đều không được. Triệu bân, hỗn độn ở ngoài, giao nguyệt không ngừng một lần kêu gọi. liền ở phía trước không lâu, hỗn độn biến dị thường hỗn loạn tuy là nàng tu vi, giờ phút này đều không thể tới gần nửa phần. Từ này đi nghe, có thể nghe tiếng gầm rú, cũng có thể nghe mắng to thanh. Thực hiển nhiên, triệu bân ở này nội, tao mộ đáng sợ tồn tại, đang cùng chi ác chiến. Nàng kêu gọi, cũng không đáp lại, chính một mảnh tiếp một mảnh ầm vang chi âm. Nhân hỗn độn táo loạn, biển cả cũng biến không bình tĩnh, lệ quỷ ô gào thanh lại khởi, thành phiến tạp vật, tự đáy biển bò ra tới, cũng như lúc trước, con người màu đỏ tươi, dương nanh múa vuốt. Chúng nó sơ tâm không thay đổi, là chạy ra cắn nuốt sinh linh. Mà giao nguyệt, chính là cái kia sinh linh, đã bị chắn ở kia. Oanh, phanh, hỗn độn còn chưa bình ổn, biển cả cũng hỗn loạn, một tầng tầng hãi lãng ở quay cuồng. Triệu bân cùng hỗn độn long làm hừng hực khí thế, giao nguyệt cùng tà vật cũng chiến khí thế ngất trời. Thật náo nhiệt a à. mới vừa rồi ai quá trời xanh xét đánh vô đạo, liếc mắt một cái thương miểu hư vô hắn thần minh chi mắt vì bị cướp đoạt nhưng thân là chế tài giả cảm giác còn ở không cần đi xem liền biết tiên phàm vết rách có người đánh nhau thả động tính thực to lớn nguyệt thần cũng có thể mơ hồ nghe nói lại là khuy không thấy càn khôn cũng vọng không thấy hình ảnh đãi thu mắt nàng mới chậm rãi xoay người người đi đâu vô đạo khụ một búng máu thần giới nguyệt thần đi bước một càng lúc càng xa lạc hà lưu lạc tới rồi thần giới nàng đi một chuyến rất cần thiết tiên thần thông nói băng rồi, không đại biểu nhập không được thần giới. Bằng chế tài giả chiếu dọi càn khôn, có thể tìm ra quy tắc sơ hở. Đó là từng đạo vô hình một khe lớn, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ hiện hóa. Từ cái khe, liền có thể trộm nhập thần giới, chỉ cần tàng bí ẩn, hẳn là không người phát hiện. Người điên rồi. Vô đạo hô một giọng nói, đuổi tới kết giới bên cạnh, dục đem nguyệt thần kêu hồi. Phải biết rằng, thần giới nhưng không thể so tiên giới, có thể diệt nguyệt thần giả, một trào một đống, cũng quái nguyệt thần trạng thái không tốt, bị luân hồi tước chân thân, chỉ là cái vỏ rỗng, như vậy đi lên, nếu bị năm xưa kẻ thù phát hiện, vô dị là một cái tử lộ, hắn nhưng không nghĩ nguyệt thần chết. Thật lâu sau, đều không thấy nguyệt thần có hồi âm, đã không ở này phiến thiên địa. Vô đạo che ngực, sợ là cấp hỏa công tâm, lại một lần phun lão huyết. Phốc, đồng dạng ở phun huyết còn có giao nguyệt, biển cả tà vật, quá nhiều quá nhiều từ thiên quan sát tụ ở một khối tà vật như cũng là một mảnh đen nhánh hải triều giao nguyệt tuy chiến lực không tầm thường lại cũng ngăn không được quần ẩu thân thể thần tiên đã nhuộm đầy máu tươi lan nguy cấp thời khắc triệu công tử từ hỗn độn chung vọt người mà ra hắn này một giọng nói rất có uy hiếp trời xanh đều động run thấy chi như nước như hải tà vật nhóm đều không khỏi thân thể run rẩy chúng nó không phải sợ triệu bân là sợ thần minh sát khí quá cường quá khủng bố ô ô bạn ô gào thanh tà vật tập thể lui lại thành phiến chìm vào đáy biển triệu bân từ trên trời giáng xuống một bước không sao đứng vững thiếu chút nữa một đầu tài kia luận thương thế hắn so giao nguyệt thương trọng bị tấu chỉ còn nửa cái nguyên thần giống tà vật bên này lui hỗn độn long lại giết qua ra tới nhìn kia nguy nga long khô động nhất động liền sấm sét ầm ầm nó như cú bạo tính tình một bộ không lộng chết triệu bân liền không tính xong tư thế điểm này nhưng thật ra cùng tà vật có chút giống liền một cây gân không dứt bước ta khai đại triệu bân khoát một bước định thân sau lưng có vĩnh hằng chi môn trống giống kiên quyết ngoi lên mà ra cự môn mở rộng ra vĩnh hằng quang huy hoành phô mà ra lực sát thương bẻ gãy nghiền nát cường hỗn độn long cũng là đầu ngạnh, đón đầu liền đụng phải vừa vặn bị oanh chỉ còn một viên long đầu Lần này, nó vẫn chưa trọng tố chính mình long khu. Hoặc là nói, hắn bất tử thân không sao hảo xử. Triệu Bân thấy chi, hai mắt nở rộ tinh quang, này đầu long bất tử bất diệt, giống như chỉ ở hỗn độn trung hữu hiệu, hiện giờ đã phi hỗn độn địa giới, đã ở biển cả chung, ngoại quải bị tá. Tá hảo a, à, tá liền hảo đánh. Oanh. Bạn một tiếng nổ vang, Triệu Bân lại thế hồng mông chi hải. Hỗn độn long nháy mắt túng, long đầu như một đạo lưu quang phi độn nó chạy cũng là mau hồng mông chi hải vừa đến hắn liền lùi về hỗn độn chính như triệu công tử sở liệu vào hỗn độn này long khu liền trong khoảnh khắc phục hồi như cũ dấu đầu lòi đuôi có loại ra tới triệu bân sử tại hỗn độn ngoại trực tiếp khai mắng người cái nhãi danh có loại tiến vào hỗn độn long cũng tê gào mắng càng vang dội có loại ra tới có loại tiến vào hai hóa cũng là có ý tứ tựa đều khai người đàn bà đanh đá hình thức một cái sử tại biển cả mắng kinh thiên động địa một cái xúc ở hỗn độn gào chấn động tinh khung triệu bân không dám đi vào hỗn độn long cũng không dám ra tới liền như vậy một nội một ngoại gác kia lượng giọng sao nguyệt phu sướng phụ vì cũng đi theo khai mắng tuy rằng nàng không biết kia đầu long là gì ngoạn ý nhi nhưng triệu bân mắng nàng liền đi theo mắng bái mỹ nữ sao mắng khởi người tới cũng là có khác một phen có ý nhị Người nhiều có người nhiều chỗ tốt, này vợ chồng son, lăng cấp hỗn độn long mắng không dám ngẩng đầu. Không dám đi ra ngoài. Mắng lại mắng bất quá. Nó dứt khoát lùi về hỗn độn. Vẫn là bên trong mát mẻ. Nó lui, triệu bân cùng Giao Nguyệt cũng game over. Đó là cái gì, Giao Nguyệt lau khóe miệng máu tươi. Ta cũng không biết, triệu bân dứt khoát một mông ngồi kia. Hỗn độn cực kỳ quỷ dị, hỗn độn long càng quỷ dị, ở bên trong thế nhưng bất tử bất diệt nếu sở liệu không kém, kia đầu bạo tính tình cự long, nên là hỗn độn trung thổ đất mới lớn lên. Cục diện, có chút xấu hổ. Triệu bân không nghĩ cùng hỗn độn long là địch, liền muốn cùng chi tâm sự. Nhất vô dụng, cũng có thể hỏi ra đây là chỗ nào, như thế nào mới có thể đi ra ngoài. Nhưng cái kia đại gia hỏa, không cho hắn nói chuyện phiếm cơ hội, đi lên liền đánh. Thả về trước. Thật lâu sau, triệu bân mới nắn ra thân thể, giao nguyệt cũng khôi phục thương thế hai người lẫn nhau đỡ huề ánh ảm đạm ánh sao bước lên đường về thật không thấy ra tới a à, ngươi mắng khởi người tới cũng là không chút nào hàm hồ a à. nhân gia ngày thường thực ôn nhu cùng ngươi đãi một khối đều bị ngươi lây bệnh đừng nháo ta đó là có cảm mà phát có nhục văn nhã chuyện này ta không làm thích vợ chồng son ngươi một lời ta một ngữ càng lúc càng xa bọn họ đi rồi mới thấy hỗn độn long lại toát ra đầu tới sinh trưởng ở địa phương giống loài, hiển nhiên không biết phe vãn đánh yêu. Nhãi danh, sớm muộn gì lộng chết ngươi. Hỗn độn long oán hận một tiếng, lại biến mất không thấy. Đại la thánh tử thật bị diệt, này lâu ngày ngày đều không thấy hắn ngoi đầu. Hủy hoại vô vọng hải, đánh băng rồi thần sơn, chúa tể có thể tha hắn mới là lạ. Nghịch thiên yêu nghiệt a, à, muôn đời đều khó gặp một cái, liền như vậy táng diệt. Như bậc này nghị luận, tiền giới hết đợt này đến đợt khác, lời nói trung tổng không thể thiếu triệu bân danh, mấy ngày này thuộc hắn nhất hỏa, thuộc hắn nháo động tĩnh lớn nhất, không liêu hắn liêu ai, trò chuyện trò chuyện, liền nhiều thổn thức cùng cảm khái, nhất trí chắc chắn, triệu bân đã không ở nhân thế. Bình thường người tu đạo đảo cũng thế, nhưng triệu bân không giống nhau, hắn là vĩnh hằng truyền thừa, càng là thời đại này, duy nhất một tôn vĩnh hằng thể, vô luận là thiên phú, tư chất, tâm cảnh, chiến thích, đều xưa nay chưa từng có, như thế một người mới, táng diệt thực sự đáng tiếc. Ai, tích tài lớp người già nhóm, đều tưới xuống một mảnh rượu, là vì tế điện thiên kiêu. Còn có thiên tư không yếu bọn tiểu bối, cũng nhiều trầm mặc, cái kia danh gọi triệu bân người, sẽ là bọn họ tu đạo lộ một tòa tấm bia to, cũng càng sẽ là bọn họ hành trình thượng một đạo lạch trời, sợ là cả đời đều khó vượt qua, túng hắn đã chết, kỳ danh cũng có thể uy hiếp thiên cổ. Chạy, nào chạy, u ám cô quảnh tiên phàm vết rách, tràn đầy triệu công tử gào to thanh. Hắn vào biển cả chi đế, chính nhìn chằm chằm một cái đại gia hỏa chết truy không bỏ. Đó là cái tà vật, giống nhau một đầu lang, tựa như núi cao, nhân nó hình thể quá thật lớn, mới cho này phiến hải, nháo chính là sóng gió mãnh liệt, thành phiến thành phiến tà vật, bị sốc ra biển đế. Nói thực ra, nó cũng không nghĩ nháo. Cố tình, người nọ liền theo dõi nó. Đánh nhau làm bất quá, nhưng không được chạy sao. Phong, triệu bân một trường chụp tới, một tay cho hắn ấn kia, hơn phân nửa đêm ai ngờ làm ẩm ý a à. hắn cũng không nghĩ nháo chỉ nghĩ tìm cá nhân hỏi một chút hỏi một chút đây là nơi nào phía trước phía sau xem xét vài ngày trừ bỏ hỗn độn chung kia đầu cự long giống như liền thuộc này đầu lãng, cụ bị một chút linh trí không tìm nó tìm ai a à. giống tà vật lang hét thảm một tiếng quỳ không hề dấu hiệu triệu bân rất nhiều pháp tắc đều xuất hiện trực tiếp đem này khóa chết bắt ta làm chi tà vật lang trước mắt màu đỏ tươi cũng trước mắt hoảng sợ lúc trước đánh ta tức phụ, có người đi, triệu bân sách ra chiến mâu. Nói bừa, ta đều ngủ mấy trăm năm, ta vật lang còn gác kia dẫy ruộng. Kia ta mặc kệ, ta tối nay chính là xem ngươi khó chịu. Mệt ngươi dài quá cá nhân hình dáng, sao không làm nhân sự lạc. Ít nói nhảm, nói cho ta, đây là chỗ nào. Triệu bân gõ tà vật lang đầu to. Không biết, bàng, thật không hiểu, doang, hình như là tiên phàm vết rách. Tà vật lang túng, mơ mơ màng màng trở về một câu. Nó ngữ khí không sao khẳng định, bởi vì nó bản thân liền mơ màng hồ đồ, thả phần lớn thời điểm đều ở ngủ say chung, liền sao tới trên đời này đều không biết, chỉ biết có ở lơ đãng mấy cái nháy mắt, có như vậy một đoạn mơ hồ ký ức, khi thì ở trong đầu thoáng hiện. Tình huống như thế nào? Triệu Bân đã nhân hạ mày, tùy mắt còn liếc mắt một cái vòng trời, ánh mắt thâm hậu thúy. Tiên phàm vết rách, hắn tự nghe qua, không thuộc thế gian, cũng không thuộc tiên giới chuẩn xác nói là tạp ở tiên phàm hai giới tri gian lại trắng ra điểm nhi giảng nói chính là ở một đạo phùng nhi khó trách nơi đây vô càn khôn triệu bân lẩm bẩm một ngữ cuối cùng là làm minh bạch chuyện gì vậy minh bạch về minh bạch nhưng tưởng khiêu thoát đi ra ngoài lại khó nhập lên trời nghĩ vậy hắn đối với tà vật lang bàng bàng lại là mấy cây gậy nói như thế nào mới có thể đi ra ngoài ngươi hỏi thì tốt rồi còn đánh ta làm chi đừng cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, nói. Nếu có thể đi ra ngoài, ta sớm đi ra ngoài. Ta vật lang vẻ mặt suy tướng, cực đại đầu dưa, ong ong ong. Thật lâu sau, mới thấy nó bồi thêm một câu, bên trong vị kia có lẽ biết được. Ngươi nhận được hỗn độn long, triệu bân thu chiến mâu, tùy tay sách bầu rượu. Nhận được, tất nhiên là nhận được, kia tư cũng không phải là cái hảo ngoạn ý nhi, lâu lâu, liền sẽ ra tới làm ẩm ý một hồi, thả một nháo chính là vài ngày tà vật lang hùng hùng hổ hổ nói. Nó, ra sao lai lịch, triệu bân lại hỏi. Quỷ hiểu đắc, tà vật lang rứt khoát bỏ kia. Triệu công tử chưa lại lại nhảy, bàn tay vung lên, giải tà vật lang phong ấn. Giam cầm phương cởi bỏ, tà vật lang liền quay đầu đột, một đường thẳng vào đáy biển. Còn phải tìm người tâm sự. Triệu bân ném bầu rượu, lại chạy về phía hỗn đột. Không lâu, liền nghe rung trời ầm vang, toàn bộ thương miểu, đều là sấm sét ầm ầm làm thượng triệu bân lại cùng hỗn độn long làm thượng động tĩnh trước sau như một đại hắn bên này làm khí thế ngất trời ngoại giới người lại là chờ lòng nóng như lửa đốt liền như thần triều cường giả hơn phân nửa đêm không ngủ được quá nhiều người sừng sững ở tường thành đồ thần ngày sau triệu bân liền dường như nhân gian bốc hơi còn có nguyệt thần ra ngoài tìm cũng là đến nay chưa về thời gian lâu rồi đừng nói là vượn thần liền thủy thần đều cảm thấy mắc tiểu ngô bấm tay tính toán bị chế tài giả cầm tù. Thương miểu lão thần nói, anh hùng ý kiến giống nhau, không ít lão ra hỏa loát tròm dâu, thâm biểu tán đồng. Chế tài giả tuy là tiên giới chúa tể, nhưng hắn không có khả năng cả đời đều là chúa tể, luôn có thoái vị kia một ngày, tính tính thời đại, mau đến niên hạn, dù sao cũng phải ngẫm lại phía sau sự, thật đem triệu bân cấp diệt, lấy nguyệt thần tính nết, có thể cùng chi thiện mới là lạ. Ân, đáng tin cậy. Thủy thần nhéo nhéo rear map, nghe tiếng nghị luận, trong lòng cũng có vài phần trầm tư. Về công, nhà hắn sư tổ từng đã cứu thương sinh, vô đạo kia tư, dù sao cũng phải nhớ những người này tình. Về tư, kia hóa đã từng thừa quá vĩnh hằng tiền bối ân đức, còn có thể đem này một mạch giết đến diệt sạch. Thật sự bị diệt. Nguyệt Hắc Phong cao, Thái Thượng Thiên Tôn đang cao nhìn xa. Cùng chi nhất đạo, còn có rất nhiều trí tôn, hoặc phóng xem thương nhiều, cũng nhìn lén càn khôn, hoặc véo chỉ tính toán, hoặc nhắm mắt cảm giác, đơn giản tưởng xác định một sự kiện, triệu bân hay không còn sống. Tính quá, chúng thần không thấy triệu bân chi cơ hội. Nếu lấy này tới bình luận, là táng diệt không thể nghi ngờ. Nhưng, sự vô tuyệt đối, nếu vô đạo âm thầm dở cho quỷ, liền tính không đến. Không sao, triệu bân hay không đã chết bọn họ không biết, nhưng chế tài giả nhất định còn ở. Ở liên hảo, triều đã chết cáo, thật là kia hóa ở hộ triệu bân, kia liền cáo chết hắn. Kết quả là, chúng thần lại tụ tập nhi, từng cái nghiễm nhiên mà đứng, thả chắp tay trước ngực, cực kỳ giống Phật gia tín đồ, ở thành kính cầu phúc, bất quá, này cũng không phải là cầu phúc, là cáo trạng, bọn họ lần này tâm ý, trời xanh là có thể cảm giác đến, này liền vậy là đủ rồi. Ẩm vang, cách ngôn nói rất đúng, tâm thành tắc linh. Chúng thần này một cáo không quan trọng, còn chưa hoán quá mức nhi vô đạo, lại một lần ai xét đánh. Lúc này, Nguyệt thần không ở, cũng không nửa cái quần chúng, chỉ hắn một người, trong bóng đêm kêu rên, Triệu Bân, người đại gia, có lẽ là bị sét đánh sốt ruột, vô đạo ở gầm nhẹ chung khai mắng. Đương nhiên, này cũng không thể toàn quái Triệu Bân, là chính hắn lựa chọn. Hỏng rồi quy củ, liền cần gặp nên có kiếp phạt, việc này hắn đến nhận. A, à, đế. Triệu Bân là đánh hắt xì ra hỗn độn, cũng như lúc trước, chỉ còn nửa cái nguyên thần. Hỗn độn long quá tàn nhẫn, suýt nữa đem hắn tiến đi, trái lại đối phương như cú tung tăng nhảy nhót không có biện pháp a à, đó là hỗn độn long sân nhà mặc hắn nội tình ra hết chính là đánh không chết người nhà cho ta chờ triệu bân một tiếng thầm mắng khập khiếng đi rồi hắn còn sẽ lại đến chắc chắn kia đầu long biết bí tân sau đó nhiều ngày hắn cũng chưa nhàn rỗi hoặc là ở biển cả đi bộ hoặc là liền đi hỗn độn mát mẻ giống mỗi phùng hắn đi vào hỗn độn long liền nhảy nhót phá lệ hăng hái thậm chí với gì cũng chưa hỏi ra không nói, còn bị mấy đốn hảo tấu. Đến đêm kia hóa dẫn ra tới. Đêm, Triệu Bân một mình một người đứng ở đỉnh núi, âm thầm tính toán. Hỗn độn quá quỷ dị, đụng phải không phải thân, thật càng đánh càng khó chịu. Tướng công, ăn cơm. Dừng chúc phương hướng, truyền đến giao nguyệt kêu gọi. Triệu Bân lúc này mới thu mắt, nhảy nhảy xuống ngọn núi. Vẫn là phong phú bữa tối, đầy bàn đều mỹ vị món ngon. Hắn đến lúc đó, Giao Nguyệt còn bốc cháy lên hai căn đỏ bừng ngọn nến. Sắc trời tuy ám, nhưng nến đỏ hỏa lay động, rất có một phen tình thú. Nhưng có thu hoạch, Giao Nguyệt truyền đạt chén đũa. Không có đầu mối, Triệu Bân bất đắc dĩ diêu đầu. Trụ này cũng khá tốt, này, là Giao Nguyệt tâm ngữ. Nữ tử tâm, đáy biển châm, nàng giống như đã thành thói quen như vậy bình phàm, vô thế gian hỗn loạn, vô người lừa ta gạt, chính yếu chính là Triệu Bân tại đây, chẳng sợ trụ đến địa lão thiên hoang nàng cũng nguyện. Tưởng gì đâu, Triệu Bân lấy chiếc đũa phất phất tay. Tưởng cho ngươi sinh cái hài tử, sao Nguyệt sinh đẹp cười. Một cái nào đủ a? À? Vậy ngươi muốn mấy cái? Ít nhất thấu đủ một bàn hảo hán. Hảo mang theo cả nhà đi khởi nghĩa sao? Ta, ân. Triệu công tử lời còn chưa dứt, liền theo bản năng sườn mắt, cũng theo bản năng nâng đầu. Lọt vào trong tầm mắt, liền thấy một đạo dáng màu xẹt qua vòng trời, cấp tối tăm, thêm một mặt huyến lệ sắc thái thời gian chi lực. Triệu bân hai mắt hiếp lại, thần sắc còn mang theo vài phần ngoài ý muốn. Này tiên phàm vết sách thật thú vị, lại có thời gian chi lực hiện hóa. Giao Nguyệt cũng đứng lên, chỉ phía xa một phương, là kia hỗn độn long. Không cần hắn nói, Triệu Bân cũng nhìn thấy, hỗn độn long không biết gì khi chạy ra hỗn độn, tới mau đi cũng mau, đi lên còn nuốt kia đạo thời gian chi lực, xong rồi lại lùi về hỗn độn. Ý tứ này a, à. Triệu Bân cười, trong mắt tinh quang lóe sáng hắn cho rằng hỗn độn long vô dục vô cầu. Hiện giờ nhìn lên, giống như đối thời gian chi lực yêu sâu sắc. Đây là cái tin tức tốt, có yêu tha thiết chi vật vậy thì dễ làm. Lại tới nữa, giao nguyệt lại chỉ phía xa một phương. Bên kia, lại có một đạo thời gian chi lực hoa thiên mà qua. Cũng là cùng nháy mắt, hỗn độn long như một đạo quang thoán qua đi. Đạo thứ hai thời gian chi lực, cũng bị kia tư nuốt vào trong cơ thể. Làm việc, triệu bân sách ra ác thần chiến mâu lặng lẽ sờ sờ thấu qua đi giao nguyệt phu sướng phụt vì trong tay cũng sách theo gia hỏa chuẩn bị đánh nhau có lẽ là hai người tàng quá bí ẩn hỗn độn long nghiễm nhiên vô nửa điểm nhi phát hiện cũng quái thời gian chi lực quá hương lại có vài đạo rơi xuống xem nó tặc hưng phấn tiền bối thật xảo a à. triệu công tử tới rồi cười phá lệ sán lạn Người thuộc quỷ thấy chi hỗn độn long long khu run lên quay đầu liền chạy nghênh diện, liền đụng phải đổ ở kia phương giao nguyệt, nhất kiếm vẽ ra một đạo ngân hà. Hỗn độn lòng vẫn là như vậy đầu ngạnh, không như thế nào dừng lại xe, lại là một đầu đụng phải đi lên. Phốc, hỗn độn một mảnh huyết quang, nghênh không hiện ra. Là hỗn độn lòng đẫm máu, suýt nữa bị sinh bổ. Chết đuối ngươi, chưa kịp hỗn độn lòng đứng vững, triệu công tử liền giết đến. Vẫn là hồng mông tiên hải, giấu thiên cái mà thổi quét mà đến. Mau mau, ấn xuống nó chạy ngươi nha lại chạy tối tăm biển cả tràn đầy kêu kêu quát quát thanh triệu bân cùng giao nguyệt phu thê đồng tâm tổ chức thành đoàn thể quần ẩu lúc này hai người chính ôm người hỗn độn long cái đuôi liều mạng ra bên ngoài túm hỗn độn long liền rất xấu hổ trước nửa thanh thân mình đã nhập hỗn độn nhưng nửa đoạn sau còn ở biển cả tưởng tiến chính là vào không được không những vào không được còn có bị túm ra tư thế đừng bước lão phu bão nổi thật cho rằng ngô sợ ngươi chờ. Hỗn độn long giống giận, gào bá khí chắc lậu. Nhìn triệu bân cùng giao nguyệt, không nghe hắn hạt liệt liệt. Khó được bắt được, cũng không thể lại làm thứ này trở về. Ra đây đi ngươi. Mỗ một cái chớp mắt, triệu bân khí huyết quay cuồng, toàn thân kim mang đại thịnh. Hắn là eo mã hợp nhất, lăng là đem hỗn độn long cấp túm ra tới. Phong. Giao nguyệt một tay khắp ấn quyết, tế bản mạng tím nguyệt, hỗn độn long mới vừa rồi đứng vững liền bị phong vào ánh trăng chung nhiên này hóa thần thông không tầm thường trước tiên phá giam cầm còn có ta triệu bân đề mâu mà đến lăng thiên một côn bá khí chắc lậu dẫm hư không sụp đổ hảo sao hỗn độn long chân trước mới vừa nhảy ra sau lưng liền bị một côn đánh rất hư không tùy nó một khối xuống dưới còn có hồng mông chi hải lần thứ hai đem hắn bao phủ trong đó phá hỗn độn long một giống dung trời khung, cực đại long khu, vọt người mà ra. Triệu bân sớm có đoán trước, một ngụm táng thế thần quan, cấp này tạp trở về. Nay một kích, đánh hỗn độn long cả người đau, long khu còn tạc nứt ra nửa bên. Cấm, phong, ngắn ngủi trong nháy mắt, triệu bân cùng giao nguyệt liên hợp thi pháp. Đó là đầy trời pháp tắc, thành từng đạo hư ảo xích sắt. Giống, nhậm hỗn độn long pháp lực ngập trời, cũng không chịu nổi hai người vây công, đương trường bị khóa. Liên nay, triệu công tử còn không yên tâm, đủ tế mấy vạn nói phong ấn, hoàn toàn phong ấn. Đến tận đây, hỗn loạn biển cả, mới rơi vào bình tĩnh. Hỗn độn long bị trấn áp, bị pháp tắc trói gô. Kịch liệt dẫy ruộng không gì dùng, chính là phá không xóa bỏ lệnh cấm cố. Có loại liền giết ngô, táo bạo long cũng là cái kiên cường chủ, mặc dù bị trấn áp, như cũng giống rung trời động mà, đặc biệt là cặp kia cực đại mắt nở rộ hỗn độn quang mang tuy là giao nguyệt thấy đều lần cảm tim đập nhanh ong triệu bân cũng thật sự nửa câu vô nghĩa không có một gậy gộc tạp xuống dưới hỗn độn long một tiếng kêu rên dư lại nửa thanh long khu cũng bị đánh diệt giờ phút này như núi nguy nga thân thể chỉ còn một viên long đầu tự đi xuống xem không biết còn tưởng rằng là một viên thiên thạch đâu tâm sự không triệu bân vẻ mặt cười ngâm ngâm Liêu, liêu người muội hỗn độn long miệng vỡ liền mắng. Triệu công tử nhưng không quen nó, phốc phốc cho người ta đầu chọc mấy cái huyết động. Hỗn độn long đau ngao ngao thẳng kêu, còn sót lại đầu to, đều mau bị chọc bảo. Ngươi, từ từ đâu ra, thấy vậy hóa thành thật, triệu công tử mới mở miệng dò hỏi. Sinh trưởng ở địa phương, hỗn độn long não dừa choáng váng, cũng hoặc là, là túm không biết giận. Thật đúng là như thế, triệu bân lại sờ sờ cằm, như thế nào mới có thể đi ra ngoài? Giao Nguyệt cũng thẳng đến chủ đề. Ta nào biết, hỗn độn long chỉnh biến héo úa ủ rũ. Như vậy không thành thật, bước ta dùng sức mạnh. Triệu bân nhàn nhạt nói, một tay ấn ở này long đầu thược, làm siêu hồn phương pháp. Vẫn là này thần thông bá đạo, cường như hỗn độn long nội tình, đều gầm nhẹ không ngừng. Thời gian lâu rồi, nó kia đầu, biến vặn vẹo bất kham, rất có tạp nước hiện ra. Không biết nào một cái chớp mắt, mới thấy Triệu Bân thu tay lại, thần sắc còn pha hiện xấu hổ. Siêu hồn phương pháp, đối này đầu long giống như không hảo xử chứng kiến một mảnh mông lung. Nó có lẽ thật không hiểu, thấy hỗn độn long nửa chết nửa sống, giao nguyệt ho khan nói. Bạch bận việc, Triệu Bân nói, ngẩng đầu nhìn phía thương miểu, hư vô một phương, lại có dáng màu hoa thiên mà qua, vẫn là thời gian kia chi lực, thả là lưỡng đạo, cổ xưa mà mộng ảo. Vèo, Triệu Bân cùng giao nguyệt đồng thời ra tay, hai lũ thời gian một người bắt một đảo. Thời gian chi lực là kỳ dị, dòng trời trưởng chỉ gian, tựa như một lọn tóc. Hai người nghiên cứu một phen, mới lại vọng nhìn không chung, từ đâu ra thời gian chi lực. Nhìn hơn phân nửa đêm, cũng không thấy nguyên cớ, thời gian chi lực hoảng tựa trống rỗng mà đến. Tỉnh tỉnh, tìm không ra đáp án, triệu công tử lại nhìn thẳng hỗn độn long. Ngủ một giấc, này đầu long an phận, trung thực. Nó, xuất từ nơi nào? triệu bân sáng lên trong tay thời gian chi lực. Mỗi cách 10 năm, nó liền sẽ tới một lần, hỗn độn long mơ mơ màng màng nói. Triệu bân chưa lại hỏi nhiều, còn người nở rộ tinh quang, bởi vì thời gian chi lực lại tới nữa, hơn nữa, như quang vũ giống nhau khuynh sái, thậm chí tối tăm thiên địa, hoảng tựa đầy trời sao băng hoa lạc, mỗi một sợi, đều nhiễm kỳ dị ánh sáng, cấp biển cả, chiếu nếu như ban ngày. Thu, triệu bân một bước lên trời mà thượng, khoanh chân ngồi ở thương miểu. Giao nguyệt cũng không chậm, vận chuyển tâm pháp, hấp thu thời gian chi lực. Hai người toàn tắm ngội quang vũ, là hấp thu, cũng là tính tâm tìm hiểu. Bọn họ ngộ tính không thấp, chưa bao lâu, liền thấy dị tưởng diễn biến, đặc biệt là triệu bân, quanh thân tả hiếu, chán đầy thời gian quang huy, treo ở hư không, liền như một vòng lộng lẫy thái dương. Ô ô, nên là hắn quang mang quá cường, chọc biển cả sao động. Giờ phút này, không ít tà vật đều toát ra đầu, ngửa mặt lên trời vọng xem. Này trong đó, liền có tà vật lang, cùng mặt khác tà vật bất đồng chính là, hắn nhìn lên quang thần thái, cất giấu một mặt mờ mịt, tổng giác một màn này, dường như ở đâu gặp qua, nề hà hắn ý thức nhiều đần đột, nghĩ như thế nào đều nhớ không nổi. Con mẹ nó, hỗn độn long còn ở, mắt thấy quang huy khuynh sái, không khỏi thầm mắng một tiếng. Tối nay, nó liền không nên ra tới, nên thành thành thật thật đái ở hỗn độn, cũng không đến mức bị chân áp, bị chân áp liền thôi, kia hai gác kia ăn bữa tiệc lớn, nó lại chỉ có xem phần. Đã bao nhiêu năm, nó lần đầu tiên như vậy nghẹn khuất. Đặt ở ngày xưa, đây là nó một người thao thiết thịnh yến. Thời gian chi vũ, đủ khuynh sái ba ngày lâu. Tà vật nhìn ba ngày, hỗn độn long cũng làm ba ngày quần chúng. Ba ngày gian, giao nguyệt rất có mộ đạo, nhìn nàng bản mạng tím nguyệt, đã nhiễm thời gian sắc thái, này đều quy công với thời gian chi lực, không ngừng là đơn thuần lực lượng, trong đó có như vậy vài sợi, còn mang theo một chút ý cảnh, đúng là bậc này ý cảnh, mới làm nàng khuy tới rồi băng sơn một góc. Liền nàng đều như thế, càng chứa nói triệu công tử. Nghịch thiên cấp ngộ tính, đâu chỉ làm hắn ngộ đạo, còn phải rất nhiều chân lý. Đến tận đây khắc, hắn thân thể phách, đã biến có chút quỷ dị, thấp thoáng với thời gian dị tượng bên trong, như ẩn như hiện, cổ xưa nói âm, diễn sinh ra ảo diệu tiên khúc, nghe tà vật thần sắc ngơ ngẩn, cũng nghe hỗn độn long, tâm thần rong chơi. Đó là gì? đều là quần chúng tả vật lang, xoa xoa đôi mắt. Hỗn độn long cũng trông thấy, dường như trông thấy một cái sông dài, chảy lưu với hư vô chung. Nó quá cổ xưa, tái đầy tan thương chi ý, nó cũng quá xa xôi, khát vọng không thể thành. Mà triệu bân, liền ngồi ở sông dài chung, bị thời gian giấu mông lung. Nếu là có người ngoài tại đây, chắc chắn kinh dị, bởi vì đó là năm tháng sông dài. Tâm nhi, bế mắt triệu bân, kêu gọi một tiếng, trông thấy liễu như tâm một giây ở ngoài, đã không giống như vậy xa xôi, hắn hoảng tựa có thể chạm đến. chương 1869, Đạo trong tuế nguyệt biến thiên. Tiên phàm vết nứt, kỳ quái, ảo diệu đại đạo chi âm hưởng thông thiên tế. Tiên vũ vẫn còn ở nghiêng vậy cho hôn ám hải, lung rồi một tầng mộng ảo ý cảnh. Muốn nói nhất trói mắt đấy, vẫn là triệu bân cùng giao nguyệt, như một vòng thái dương cùng ánh trăng, treo tại đông tây hai phương, dương quang cùng ánh trăng sen lẫn, diễn xuất rồi một bước lại một bước tươi đẹp chi cảnh. Như chiều tà vật, đều tại ngửa mặt lên trời xem, toàn cảnh là mờ mịt. Bọn chúng bản bạo ngược, có thể lúc này, đều mất nên có lệ khí. Còn có hỗn độn long, to lớn con mắt, cũng thu lại rồi khát máu chi quang. Thế nào thành cái này hùng dạng nhi rồi, tà vật lang chạy tới, cao thấp đuổi lượng hỗn độn long, không hổ là một cái có linh trí tà vật, trả lời tầm đó, vẫn mang theo một lượng đắc sắt kính nhi, cái này cũng tình hữu khả nguyên, trong trí nhớ của nó cũng không thiếu bị hỗn độn long khi dễ. Bây giờ, thấy cái kia bị đánh chỉ còn một quả đầu rồng, cũng không được nhìn có chút hả hê một phen sao. Đem ta phòng ấn phá, thường ngươi một cái bảo bối. Hỗn độn long một câu thâm trầm. Ngươi cũng quá để mắt ta, ta vật lang ho khan, đến trước liền đã nghiên cứu qua, khóa hỗn độn long pháp tắc, cực kỳ tà dị, lấy nó lúc này nội tình, căn bản phá không vỡ. Không thử một chút nào biết, Ngươi thật coi ta khờ a." À. Tà Vật Lang bĩu môi, nhìn thoáng qua hỗn độn long bên thân, có kim quang lóe sáng. Đó là từng đạo kiếm khí, là Triệu Bân lưu lại cấm chế, cực kỳ bá đạo. Nó nếu dám tiến lên, xác định bị nhất kiếm sinh bổ, cái đồ kia chiến lực hắn là biết rõ đấy. "Ngươi vẫn là tự cầu nhiều phúc." Như vậy nghĩ đến, Tà Vật Lang xoay người lưu. Tối nay ánh trăng không tệ, rất thích hợp ngắm cảnh đấy hỗn độn long sẽ không cái này nhàn hạ thoải mái rồi, còn sót lại đầu rồng, kịch liệt dẫy dụa. Nhưng, mặc hắn thế nào thi lực, cũng dẫy dựa mà không thoát pháp tắc trói buộc, liền đặt cái kia khóa. Tuế Nguyệt Trường Hà, cái này âm thanh lẩm bẩm lời nói, xuất từ bế con mắt ngộ đạo triệu bân. Hắn trông thấy cái kia sông, cũng trông thấy liễu như tâm. Nhất miểu chi ngoại, hắn có thể chạm đến rồi, cũng là không qua được. Nói cho cùng, hay là hắn đối với thời gian chi đạo lĩnh hội chưa đủ. Đợi ta, triệu bân trong lòng một câu, cưỡng ép đè ép kích động suy nghĩ. Hắn chìm đắm vào tâm cảnh, tắm rửa tiên vũ, tĩnh tâm lĩnh hội thời gian. Con đường của hắn là rất đúng, bởi vì mỗi nhiều một phần cảm ngộ, khoảng cách liễu như tâm liền gần một phần. Không được, nghĩ đến cái kia nhất miểu chi ngoại, hắn còn phải tại cái khu vực này, niết bàn một lần mới được. Một phương khác, Giao Nguyệt đã chậm rãi mở con mắt, nàng tu đến bình cảnh, lại khó có đốn ngộ. Mặc dù kém có điểm ý tứ, nhưng vẫn có thể xem là đại cơ duyên. Nàng không quấy giày triệu bân, liền canh giữ ở cái kia phiến thiên địa. Ân, luận ngộ tính, còn phải là nhà nàng tướng công, xác định tại vật lộn một trận đại tạo hóa. Sở dĩ, trận này tiên vũ đến quả thực khéo, lĩnh hội thời gian được trời yêu ái. Triệu bân lần ngồi xuống này, chính là ba năm ngày, trong lúc, không thấy hắn nhúc nhích nửa phần hắn không động không có nghĩa là không có lớn động tính nhìn hư vô lại là dị tượng đầy trời tốt lắm nhóc con hỗn độn long thì thầm ánh mắt đã biến mịt mờ không thiếu từ khai linh trí nó không biết nuốt bao nhiêu thời gian chi lực tới rồi cũng không đi ra con đường kia đến nay mông lung vị này liền tốt mới đến liền được đốn ngộ nhìn một vài bức cổ xưa dị tượng mỗi một bộ đều ảo diệu vô tận nó tự nhận không đến được cảnh giới kia thời gian chi lực ăn không ngày thứ sáu, mới thấy Triệu Bân mở con mắt, giao nguyệt trước tiên tiến lên. Có thể nhà nàng tiểu tướng công, có vẻ như không có có ý thức, hai mắt có phần lộ ra trống rỗng. Nàng vẫn như cũng không dám quấy dày, giống như một cái bảo tiêu, canh giữ ở Triệu Bân trái phải. Mỹ nữ, tà vật lang tối nay có lẽ rất rảnh rỗi, cẩn thận từng ly từng tí bỏ tới. Đơn giản bộ lôi kéo làm quen, chờ đợi Triệu Bân tỉnh lại, làm tiểu đệ của hắn cái gì đấy. Oanh, không chờ giao nguyệt đáp lời, liền thấy Long uyên sát ra, gào to âm thanh bày ra. Tiên lôi cùng hỗn thiên hỏa cũng nhảy ra ngoài, vẫn dẫn dắt rồi chủ nhân sát khí. Thật sao, tà vật lang một hồi mắc tiểu, quay đầu chạy trốn, chỉ sợ triệu bân đột nhiên tỉnh lại. Liền nó cũng như này, càng chớ nói cái khác tà vật, ô ương ương một phiến, không ai dám tới gần. Ngày thứ bảy, triệu bân lẳng lặng đứng lên, tùy theo mở ra bước chân hắn dường như mộng du, không bờ bến vượt biển mà đi. Thời gian tạo ra dị tượng, một đường đều cùng cái kia bên thân. Giao Nguyệt không nói, yên lặng theo ở phía sau, khi thì còn sẽ ngước mắt, liếc mắt nhìn thương miểu, cái này phiến thiên địa, bởi vì triệu bân biến rất bất phàm, rõ ràng đã không lăng thiên tiên vũ, nhưng lúc này, nhưng có một phiến ánh sáng, che thời gian sắc thái, như mưa to mưa to giống như như muốn vậy. Ngày thứ 9, triệu bân biến phương hướng, đạp đám mây, từng bước một lên như diều gặp gió. Hắn bước cách là trói mắt đấy, theo như một vòng thái dương, quang mang vạn đạo. Một ngày này, hắn lại đóng con mắt, như rãnh rỗi du khách, qua lại tản bộ. Thời gian đạo âm, tại trong cơ thể hắn truyền ra, đi tới đi tới liền vang vọng phía chân trời. Bịch, ngày thứ 9, hắn một đầu ngã vào thương bên trong, đập ra rồi một phiến vạn trượng sóng lớn. Thấy chi, giao nguyệt một tiếng ho khan, Long uyên cũng có phần lúng túng, Lão bị cách tói đầy đất ha. Ô ô ô, bởi vì Triệu Bân nhập Thương Hải, ta vật gào thét âm thanh hợp thành rồi một phiến. Nhưng, không ai dám sợ hắn rủi ro, vô luận đi nơi nào đều có người nhường đường. Ai? Chờ đợi Triệu Bân trở ra lúc, lòng uyên bọn chúng một tiếng kinh ngạc. Không trách bọn chúng như thế, duyên bởi vì nó ra chủ người biến hình thái, trước kia khá tốt tốt, trở ra, lại biến thành một cái hai ba tuổi tiểu hoa nhi. Đúng, chính là một cái tiểu hoa nhi. Mập mạp đấy, cũng thịt ục ục đấy, 360 độ không góc chết đáng yêu. Cái này, giao Nguyệt ánh mắt Nhi có chút buồn bực, phản lão hoàn đồng sao? Nàng còn nghĩ các loại triệu bân tỉnh lại, tâm sự tạo em bé sự tình đâu? Cái này chỉnh, hình hào hiển nhiên không khớp, bú sữa mẹ vẫn không sai biệt lắm. Phanh, chúng nhân nhìn nhìn lên, triệu công tử đã mở ra rồi ngạo kiều tiểu cước bộ. Là hắn khí lực quá nặng trọng, cái đầu không cao rồi lại đạp thương thiên động run rẩy Kỳ dị một màn, tùy theo hiện ra, đi rồi không được trăm ngàn trượng, triệu bân lại thay đổi, thành thạo đi ở bên trong, từ một cái bé con, biến thành một thiếu niên, sau đó, lại rút đi ngây thơ, hướng đi rồi thanh niên, đi tới đi tới, đầu vai liền hơn nhiều bụi bạc, lại thành một người trung niên, con đường của hắn tựa như rất dài rằng dặc đạp thời gian chi quang, dần dần hướng đi tuổi xế chiều. Tiếp xuống, chính là nhập thổ vi an rồi, tiên lôi ung dung nói ân từ tiểu em bé đến lão người là cái này trình tự long uyên cũng chắc chắc không ngừng nó lưỡng liền giao nguyệt đều như vậy cho rằng án trình tự là cái này hướng đi đáng tiếc bọn hắn đều đoán không đúng triệu bân chẳng những không có nhập thổ vi an vẫn từ lão niên đi trở về rồi trung niên sau đó chính là thanh niên thiếu niên còn nhỏ giống như là ảo thuật tựa như qua lại một chuyến chuyến đi hình thái cũng là lần lượt biến vòng đi vòng lại thời gian chi đạo sao Giao Nguyệt lẩm bẩm lời nói, đôi mắt đẹp lóe lên ánh sáng. Triệu Bân tại ngộ thời gian, đã phá chân lý. Bây giờ chàng diện này, nên là chiếu giỏi tâm cảnh, đại triệt đại ngộ. Hắn đi ra người cả đời này, đó là đạo trong tuế nguyệt biến thiên. Lúc này lại đi xem, cái kia dưới chân giường như hơn nhiều một cái sông, nhuộm tuế nguyệt quang huy, đạp sông mà đi triệu bân, đã ở càng lúc càng xa ở bên trong, biến như mộng bình thường mong muốn không thể liền, chờ đợi khôi phục bình thường hình thái, lẳng lặng chìm vào rồi trong năm tháng, biến mất không thấy gì nữa. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 1870, một giây vĩnh hằng. Siêu. Triệu Bân lại hiện thân, đã là Tuế Nguyệt Trường Hà trong. Chuẩn xác hơn nói, là hắn tự thân nhất miểu chi ngoại. Thời gian khoảng cách, tại đây phút chốc là vĩnh hằng đấy. Hắn không quá nhiều lĩnh hội, xuôi theo Tuế Nguyệt Trường Hà, tìm được rồi đầy trời cánh hoa chỗ đó có một đóa tràn ra thanh liên đúng là trong truyền thuyết tam xích thanh liên mà liễu như tâm liền ở trong đó tắm rửa thời gian chi quang ngủ điềm tĩnh an tường tâm nhi triệu bân kêu gọi là khàn khàn nghẹn ngào tuế nguyệt trường hà hình như có linh có ánh sáng huy thông thả a à, liễu như tâm tỉnh đang ngủ say trong chậm rãi mở con mắt nàng nên là ngủ quá lâu tỉnh lại thật lâu cũng không động nàng con mắt có vẻ đần đồn chỉ thời gian chi quang quanh quẩn. Chờ đợi khôi phục thanh minh, thời gian chi quang, đều hóa thành hơi nước. Vân ca ca, là ta, triệu bân lại đè nén không được, cuồn cuộn dòng nước mắt nóng, đã tuôn ra hốc mắt. Đã bao nhiêu năm, đây là thê tử lần thứ nhất tại thanh tỉnh lúc hô tên của hắn. Liễu như tâm cũng khóc, bổ nhào rồi triệu bân trong ngực, khóc chính là cái kia hai mắt đấm lệ, năm đó từ biệt, khoảng tựa như nghìn năm vạn năm, chỉ có triệu bân danh như lạc ấn khắc vào trong linh hồn Tại đây, không có quần chúng, không có thế gian rồn dập hỗn loạn Tại đây, chỉ sinh ly tử biệt sau lại gặp lại vợ chồng son Tuế Nguyệt Tiên Hoa là hắn hai người tình duyên chứng kiến Thời gian sẽ tế điện bọn hắn lúc đến dọc đường huyết cùng nước mắt Nhất miểu chi ngoại lãng mạn, hiển nhiên cùng ngoại giới suốt ruột rất không tương xứng Như Giao Nguyệt, lúc này liền rất thất vọng, tiểu tướng công đi tới đi tới đi không còn tới một đạo biến mất, còn có đầy trời dị tưởng, cùng với tuế nguyệt cái kia sông. Lão đại, Long Uyên tựa như một luồng ánh sáng âm u, ở trên trời qua lại bay tán loạn. Tiên lôi cùng hỗn thiên hỏa cũng đang tìm, đều tìm một cái đường hô một đường. Người đâu? Hỗn độn long thân tàn trí cứng, mặc dù bị phong, cũng ở đây trái nhìn nhìn phải. Nhìn tới nhìn lui, không có nhìn thấy triệu bân, người kia trống không tan biến mất rồi. Đồng dạng phiền muộn đấy, còn có đầu kia tà vật lang, đạp lưỡng nước tròn căng. Phanh, chúng nhân không tìm được triệu bân, cũng là nhìn thấy rồi một vì sao rơi. Lưu tinh là từ thương miểu mà đến, bịch một tiếng liền nện hải lý rồi. Sau đó, chính là một phiến tiếng kêu rên, chính là nấp trong đáy biển tà vật, đang ngủ say, liền đã trúng đáng sợ uy lực còn lại, thậm chí nhấc lên sóng to gió lớn, đều nhuộm đầy rồi màu đỏ tươi chi sắc. Đây không phải là lưu tinh, mà là một tôn thần, một đầu tóc bạc có phần sáng rõ. Nguyên nhân chính là hắn là một tôn thần, trên trời nện xuống đến, mới lớn như vậy động tính. Chưa thấy qua, Long Uyên run lên một cái, giao nguyệt là hai mắt híp lại. Bọn hắn nhìn lên, áo bảo màu bạc thần minh chật vật leo ra rồi thương hải, nên là đập quá thẳng cũng hoặc lúc đến bị đánh quá ác, toàn bộ người đều là mơ mơ màng màng đấy, không biết đây là nơi nào, càng chẳng biết tại sao rơi xuống đến đây, chỉ biết toàn thân đau, thần khu đều tán giá thật lâu, mới thấy hắn đứng vững, theo bản năng hoàn xem bốn phương thiên địa. Như vậy nhất nhìn, nhìn thấy Giao Nguyệt, cũng nhìn thấy Long Uyên bọn chúng ba. Đang ở Thương Hải hỗn độn Long cùng tà vật lang, tất cũng khó trốn hắn giòm ngó. Cái này, ra sao mà áo bảo màu bạc thần minh cao mày hỏi. Tiên phàm vết nứt, tà vật lang nói qua, quay đầu vào đáy biển. Nghe thấy chi, áo bảo màu bạc thần minh thần sắc cũng như trước kia triệu bân, mang theo vài phần phiền muộn, cũng mang theo vài phần kinh ngạc, hắn chính là thần minh, như thế nào không biết tiên phàm vết nứt, thế nào chạy tới đây rồi. Không suy nghĩ nhiều, hắn lúc này thi pháp, mở ra rồi nhất đạo quang mang. Thần minh quang huy hướng lên trời mà lên, trải thành rồi một cái rộng rãi đại đạo. Hắn là đạp đường mà đi, muốn dùng cái này pháp, chạy cách đây tiên phàm vết nứt. Đương, phía sau một đạo âm thanh, nghe liền đặc biệt dễ nghe rồi. Hắn là muốn đi ra ngoài, làm sao, đạo hạnh không tốt, đụng phải bình chướng tiểu tiểu tiên phàm vết nứt, cũng nghĩ ngăn đón ta. Áo bào màu bạc thần minh hừ lạnh, tế ra rồi bản mệnh pháp khí. Đó là một khẩu huyết sắc thần kiếm, kiếm uy cực bá đạo. Theo hắn ra lệnh, thần kiếm hướng lên trời phách trảm, mong muốn phá toái hư không. Đừng nói, hư không thật sự bị chặt mở khe hở, khô diệt ánh sáng tàn sát bừa bãi. Chạy! Áo bào màu bạc thần minh thấy khe hở cắm châm, như một đạo thần mang trốn vào. Hắn cho là hắn rất được, bị ném khi trở về, rồi lại dị thường chật vật. Lại một mảnh sóng lớn, bị rơi xuống hắn, nện sốc lên rồi vạn trượng. Đáng chết! Hắn không thế nào tin tà, thần thông hiện ra liên tiếp bất tận. Không tin tà không có việc gì, nhiều đụng mấy lần bức tường sẽ tin rồi. Đến lúc này khắc, hắn đã toàn thân huyết sôi, thương quá nặng. Cũng hoặc là khí, bị vây tâm tình có thể tốt mới là lạ. Ngươi, tới đây! Áo bào màu bạc thần minh hừ lạnh một tiếng, nói là đối với giao nguyệt nói tâm tình khó chịu cũng không được tìm người vung vung hỏa sao thật vừa đúng lúc bé con này trưởng có như vậy vài phần tư sắc giao nguyệt thần sắc đạm mạc coi như không nghe thấy lão nương tâm tình còn không thoải mái đâu thấy thế áo bào màu bạc thần minh lộ ra sừng sướng chi ý trong mắt còn có bạo ngược chi quang cho mặt không biết xấu hổ thấy hắn đại thủ như vậy vung lên toàn bộ bầu trời đều hôn ám rồi tùy theo chính là thần minh pháp tắc, tựa như xích sắt quấn quanh mà đến. Tranh, giao nguyệt tất sẽ không đứng đấy bị người bắt, nhất kiếm vẽ ra rồi một đạo tinh hà. Đầy trời pháp tắc, bị chảm đứt gãy không thiếu, băng đã thành thành từng mảnh ánh sáng. Quả thật tốt huyết mạch, áo bào màu bạc thần minh con người sáng lên, cách thiên giò xét tay. Cốt trứng, Long Uyên đón đầu đỉnh đi lên, nhất kiếm chém nát rồi thần minh trưởng ấn. Diệt, tiên lôi cùng hỗn thiên hỏa là một trái một phải, lôi hỏa chi quang bổ thiên mà đến. Hạt gạo chi quang, cũng dám cùng nhật nguyệt tranh nhau phát sáng. Thần Minh nhe răng cười, khí lực rung động lắc lư, đánh bay Long Uyên, cũng chấn lật ra tiên lôi cùng hỗn thiên hỏa, lấy bí pháp trực tiếp phong cấm tại hư vô, thanh kiếm này không sai đạo này lôi cùng cái này đóa hỏa diễm, cũng rất có thú vị, linh trí cũng không thấp. Phá! Giao nguyệt trên trời hạ xuống, trực tiếp hủy phong ấn. Đồng nhất trong nháy mắt, phía sau nàng có tử nguyệt từ từ bay lên chút tài mọn áo bào màu bạc thần minh trước mắt khinh miệt tế ra một đạo khô diệt chi quang ánh sáng như thần kiếm nghịch thiên phách lên đến trực tiếp chém vỡ rồi tử nguyệt a à, giao nguyệt một tiếng ngâm nga khóe miệng còn có máu tươi lẫn tràn chưa kịp nàng đứng vững áo bào màu bạc thần minh liền quét sạch rồi huyết sát huyết sát thành hải tịch thiên cuốn địa trong đó tàng đầy đầu lâu mở giao nguyệt rút kiếm đăng thiên lại là một đạo tinh hà quấy diệt huyết sát Áo bào màu bạc bà thần minh khóe miệng hơi vỉnh, nửa chút không giận, lại thi triển thần thông. Cùng với một đạo vù vù, có một tòa hư ảo bảo tháp, trên trời nện xuống đến. Oanh! Giao Nguyệt một bước tránh không kịp, ngay tại chỗ bị ép vào trong tháp. Này tháp đặc biệt cứng rắn, bất luận nàng công phạt, chính là phá không vỡ. Nàng lòng dạ biết rõ, lấy nàng lúc này chiến lực, viễn chiến không được áo bào màu bạc bà thần minh. Chỉ vì, đây là tiên phàm vết nứt, không có cản khôn áp chế, có thể đánh thắng rồi mới là lạ. Thế nào không chạy áo bảo màu bạc thần minh u cười, trong mắt vẫn rất nhiều dâm tà chi quang. Cười cười, hắn liền không cười, không biết ở đâu ra nhất đạo kim quang lăng không hiển hóa, thành một đạo nhân ảnh, thấy không rõ chân dung, chỉ biết một cái kim sắc bàn chân, trên trời đạp xuống dưới, hắn cái này cũng tránh không kịp. Bị một cước đạp rồi ngay ngắn, suýt nữa nổ tung. Tất nhiên là triệu công tử rồi, từ nhất miểu chi ngoại trở lại. Trừ hắn, còn có liễu như tâm, toàn thân tiên quang lóe lên. Người nào áo bảo màu bạc thần minh phẫn nộ gào thét, toàn cảnh là màu đỏ tươi. Da da của ngươi, triệu bân khí huyết bốc lên, hỏa khí rất lớn. chương 1871, tuyệt sát. Phanh, áo bảo màu bạc thần minh một bước xác định thân, đạp thương thiên sụp đổ. Chờ đợi đứng vững, chào đón triệu công tử, hắn không khỏi sướng sờ. Tình huống nào, vĩnh hằng thể thế nào cũng ở đây tiên phàm vết nứt lúc này mới nơi nào đến đấy. Như thấy Triệu Bân là kinh ngạc, vậy hắn thấy liễu như tâm lúc, chính là một mặt mơ hồ lòng vòng rồi. Đó là đế tiên không phải từ lúc tiên giới đại chiến lúc liền đã chết rồi, thế nào vẫn còn ở nhân thế. Đâu chỉ hắn, Giao Nguyệt lúc này cũng thần sắc ngơ ngẩn, trước mắt khó có thể tin. Cái kia tôn thần quá cổ xưa, như một cái xa xôi mộc, mong muốn không thể liền. Nàng mở mang đầu óc rồi, cuối cùng biết rõ Triệu Bân vì cái gì biến mất, hắn là vào tuế nguyệt trường hà, đem ngủ say trong đó đế tiên, lại nghịch thiên lôi trở lại thế gian, cái này là bực nào đại thần thông a. À. Lão đại, hắn đánh vợ của ngươi. Ngắn ngủi yên tĩnh, bởi vì Long Uyên một tiếng gào to bị đánh vỡ. Vẫn hỗn thiên hỏa cùng tiên lôi, cũng một trái một phải ngao ngao thẳng gọi. Oanh. Triệu Bân không có nhận nói gốc dạ, trực tiếp mở làm, một quyền đánh xuyên hư vô. Không thể nào, không thể nào, người rõ ràng đã chết áo bào màu bạc thần minh quay đầu liền chạy hơn nữa là một bên chạy một bên gào thét trong mắt bạo ngược cùng khát máu cũng đã hóa thành hoảng sợ hắn cũng không phải sợ vĩnh hằng thể mà là sợ liễu như tâm nguyệt thần chính là chúng thần ác mộng nàng đế tiên làm sao không phải vậy chạy đi đâu triệu bân vừa sải bước vượt qua cửu thiên năm ngón tay đại thủ ầm ầm cái lần áo bào màu bạc thần minh lại hiển lộ hung quang bản mệnh thần kiếm nghịch thiên bổ tới một kiếm này có đủ khủng bố bá đạo, trực tiếp phá triệu bân trưởng ấn. Đối với cái này, triệu bân nửa chút không ngoài ý, đây không phải tiên giới, đây là tiên phàm vết nứt, thần minh ở chỗ này, vẫn là không gặp càn khôn áp chế đấy, cũng không gặp áp chế, chính là có thể chiến lược toàn bộ triển khai. Diệt, áo bào màu bạc thần minh lãnh quát, thần kiếm tựa như một đạo kinh hồng, thẳng đến triệu bân chém tới. Hắn tính toán nhỏ nhặt, đánh chính là vẫn rất có trình độ đấy, trước diệt triệu bân, tái chiến đế tiên, có lẽ có thể vật lộn ra nhất đường sinh cơ dù sao vẫn khá giả bị quần ẩu sau cùng cũng có thể kéo một người đệm lưng cốt triệu bân sách ra ác thần chiến mâu một gậy càn quét ngay tại chỗ vung mạnh lật ra thần kiếm không gặp áp chế thì như thế nào hắn đã là bán thần có tàn sát không sứt mẻ thần minh nội tình a à, bản mệnh khí gặp bạo kích áo bào màu bạc thần minh tất không dễ chịu nhất tiếng kêu đau đớn lờ mờ mà cái này tốc độ ánh sáng triệu bân thuấn thân giết tới nhất kích quấy nát rồi cái kia lồng ngực. Ta chính là thần. Áo bào màu bạc thần minh phẫn nộ gào thét, vung tay áo vung ra rồi hai đạo nhuốm máu thần quang. Thần quang quỷ dị, biến thành lôi điện, trước mặt xé rách rồi triệu bân khí lực. Ô, ô, n, g. Triệu bân cũng là loại người hung ác, khiêng công phạt, nhất màu đập nát rồi thần minh đầu lâu. Tùy theo, chính là táng thế thần quan, mang theo cuốn to lớn xu thế, ngay tại chỗ đụng ngã lăn trí tôn mạnh như vậy. Áo bào màu bạc thần minh tâm cảnh là phiền muộn đấy, đâu cũng là ông ông đấy. Hắn là thần minh A, à, lại không gặp càn khôn áp chế, lại chiến không quá nửa thần cảnh. Hắn hoàng thần trong nháy mắt, triệu bân lại gặp, nhất mâu cưỡng ép đánh bể cái kia thần khu. Siêu, thấy tình thế không ổn, áo bào màu bạc thần minh lại một lần bộ dạng xun xoe mở chạy. Triệu công tử tất mặc kệ, một đường hoành độ, ở phía sau đuổi sát không buông. Triệu bân, Mọi thứ lưu một đường, thần minh thần minh gào thét âm thanh chấn thiên. Lưu đại gia ngươi, Triệu Bân thi pháp, một đạo tinh hà tung hoành cửu tiêu. Như thế, liền cùng ta một đạo lên đường đi. Áo bào màu bạc thần minh đã có nào đó giác ngộ, mãnh liệt giết cái hồi mã thương, vượt qua tinh hà, giết tới rồi Triệu Bân phụ cận, màu đỏ tươi con mắt, đều vẻ điên cuồng, còn có cái kia nguyên thần, thông thả nguyên thần chi lực, tại nơi này trong nháy mắt, cũng bạo ngược không chịu nổi, rất hiển nhiên, hắn muốn tự bạo Muốn lôi kéo triệu bân, cộng phó hoàng viên. Ngươi sẽ không thiếu A. À. Triệu bân vội vàng không kịp chuẩn bị, thậm chí là đón đầu đụng thẳng. Hắn cũng có giác ngộ, cái này sắp vỡ, không chết cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng. Nhưng, hủy diệt tiến đến trong chốc lát, có một đạo bóng hình xinh đẹp, như mộng bình thường lắng xuống. Tất nhiên là liễu như tâm, đến lặng yên không một tiếng động, một mực điểm vào áo bảo màu bạc thần minh mi tâm. Phía sau, chính là một màn quỷ dị dĩ nhiên tự bảo áo bảo màu bạc thần minh, không ngờ đi trở về. Làm sao đi trở về, là trở về tự bảo trước hình thái. Tắt xuống xem, cái kia phó hình ảnh, cùng cảnh tượng lộn ngược không khác. Hoặc là nói, là liễu như tâm lấy thời gian chi pháp đảo ngược rồi càn khôn. Quả thật đại thần thông. Giao Nguyệt sợ hãi thán phục, nhìn ra manh mối, cũng là tự nhận làm không được. Đều là quần chúng tạo vật lang cùng hỗn độn long, cũng là khô khốc một hồi khục. Tối nay, là một cái loại người hung ác tụ tập nhi thời gian, này nương môn quá tà dị. Tướng so với bọn hắn, Triệu Bân thần sắc liền hoảng hốt không chịu nổi, duyên bởi vì bên cạnh thân Liễu Như Tâm, hơn nhiều một loại không thuộc về của nàng khí chất, đó là một loại vô thượng ý cảnh, cổ xưa mà tang thương, thậm chí rõ ràng tại phủ cận, có thể trong mắt hắn, rồi lại dường như so mộng vẫn xa xôi. A, à, thần minh tiếng kêu rên, là vô cùng thê lương đấy, chân thân bị cực tấn hóa diệt. Trước khi chết phút chốc, hắn mới biết tự thân suy nghĩ nhiều, vốn tưởng rằng có thể cùng đế tiên so chiêu, tới rồi, hắn tại đế tiên trước mặt, thậm chí ngay cả tự bạo tư cách cũng không có, đều là thần minh, bọn hắn xa không phải một cấp bậc, như thế tình trạng, hắn còn sống đường mới là lạ. Cái này, tự chết rồi tà vật lang há to miệng, cái kia khiếp sợ hoảng sợ. Ừ ực, ừ, hỗn độn lòng cũng âm thầm nuốt nước miếng, thành thật không thể già hơn nữa thực. Thành thật một chút nhi tốt, thành thật một chút nhi có lẽ có thể bảo mệnh, hắn còn chưa chết giác ngộ đâu. Thần minh táng diệt, mọi âm thanh đều tịch, chỉ thời gian chi quang tung bay. Liễu như tâm tiên hoa lung chiều, toàn bộ người đều là tựa như ảo mộng đấy. Ngươi, là đế tiên vẫn là liễu như tâm, triệu bân ngơ ngẩn nói. Ta, là thê tử ngươi, liễu như tâm xéo con mắt, tự nhiên cười nói. Tạo em bé, tạo hai cái, tạo một đống lớn. Long uyên cái kia ba chạy tới, đặt cái kia đầy trời nhảy đáp thiên sát đã tản, mệnh cách đã đổi, đã không cái gì ảnh hưởng. Có này bản mệnh khí, ta lòng rất an ủi. Triệu bân khá tốt, da mặt so bảng thép còn dày hơn. Ngược lại liếu như tâm, gương mặt soát hồng thấu. Tự thành triệu ra con dâu, nàng tựa như vẫn chưa bao giờ chính nhi bát kinh cùng triệu bân cùng giường chung gối qua, liền nhớ kỹ đêm dài vắng người, triệu bân như nhất tên trộm nhi, lén lén lút lút đâm nàng. Nhất có ý tứ đấy, vẫn là giao nguyệt, chính đặt cái kia ngửa đầu ngắm trăng đâu bây giờ như vậy quang cảnh nàng có phải hay không nên tìm cái chỗ mát mẻ mát mẻ làm cái gì cùng một chỗ a à, long uyên lại rẽ vào trở về hắc hắc cười không ngừng lại ra ngứa ngáy giao nguyệt một tay cầm long uyên hung hăng gõ mấy cái mà lại đi ra ngoài trước liễu như tâm có vẻ bối rối nhẹ phẩy ống tay áo mở tuế nguyệt trường hà cái này thần thông tặc dễ dùng vậy mà mở ra rồi một con đường chỉ bất quá con đường này rất không yên ông 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 lay động. Liễu như tâm một bước đi đến, lấy thời gian chi đạo, cưỡng ép định giảng. Đây mới là đại thần, có thể so sánh trước kia áo bảo màu bạc thần minh, mạnh hơn nhiều. Chính vì biết nàng nội tình, Nguyệt thần mới đặc biệt yên tâm, triệu bân tự thân ra không được, không phải còn có đế tiên sao. Nàng đầu nhi, không có để cho hắn thất vọng, chân liền tiếp hồi rồi liễu như tâm, đế tiên càng không để cho nàng thất vọng. Tới Nguyệt Trường Hà, chân có thể đánh xuyên vết nước thông đạo, cái này cũng được. Tà vật lang trừng lưỡng liếc tròn căng, hỗn độn long cũng kinh dị vạn phần. Tiên phàm vết nứt nơi nào, cái này cũng có thể đánh thông, vị này cuối cùng thần thánh phương nào. Đi, triệu bân vung tay lên, mang theo giao nguyệt cùng nhau bước lên thời gian đường. Trước khi đi, hắn vẫn tế ra một đạo ánh sáng, giải rồi hỗn độn long phong ấn. Mang ta lên quá, phong ấn một khi cởi ra, liền thấy hỗn độn long ha ha cười một tiếng. Còn có ta, tà vật lang cũng bỏ lên đến, địa phương quỷ quái này nhất khắc không nghĩ nhiều ngây người. Cái này lưỡng ngược lại sẽ tìm đùi ôm, hơn nữa mặt dày mày dạn đấy. Nhân tài sao, triệu bân tất ai đến cũng không có cự tuyệt, thần triều rất hiếu khách đấy. o ô, n, g. Cùng với một tiếng ô, ô, n, g vang, thời gian đường thẳng phô thiên ngoại. Triệu bân bọn hắn tùy theo biến mất, nửa điểm không lưu dấu vết. chương 1872, càn khôn đã biến. Siêu, triệu bân bọn hắn lại hiện thân, đã là minh mông tinh không. Tinh không sao, cơ bản đều gặp, ngược lại tà vật lang cùng hỗn độn long cái kia hai cái đùa bức, như tựa như sơn xó chạy ra ngoài đồ nhà quê, cao thấp trái phải nhìn xem, xem cái gì đều là mới lạ đấy, vẫn là phía ngoài không khí tươi mát, vẫn là là phong cảnh phía ngoài tươi đẹp đẹp mắt. Ta nói, ta không có mang thù đấy. Ân, ngày sau ngươi được bảo kê bọn ta. Như bực này lời nói, lưỡng hàng một đường đều tại thì thầm đơn giản là lôi kéo làm quen quyết định tâm tư đi theo triệu bân tiểu tử này tiềm lực to lớn a à, đánh nhau lúc mãnh liệt nhất bức so với hắn mạnh hơn đấy là bên cạnh hắn vị này sâu không lường được mạnh như thế hung hãn tổ hợp không được dẫn bọn hắn trang bức dẫn bọn hắn phi cái này nơi nào a à? triệu bân không có phản ứng ra hỏa này cầm lấy tinh không đồ nhìn lại xem giao nguyệt cũng đang tìm ôm một đống tinh không đồ tỉ mỉ phân biệt liễu như tâm tương đối điềm tĩnh tất ra tiên phàm vết nứt liền tại ngửa con mắt nhìn xem thương miểu đừng nói nàng như vậy tư thái ngược lại cùng nguyệt thần có mấy phần giống nhau cũng không có việc gì liền xem thiên cũng có lẽ là các nàng tầm mắt cao có thể trông thấy người khác nhìn không thấy càn khôn ầm vang tại nàng nhìn nhìn xem có một đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống đạo kia lôi chưa có người thấy được cũng bao quát triệu bân đó là thượng thương khiển trách khiển trách chính là tiên giới chế tài giả thật vừa đúng lúc liễu như tâm trông thấy biết rõ đó là thiên phạt sợ không phải lạc đường triệu bân cùng giao nguyệt vẫn đặt cái kia nói thầm đâu tìm được tìm được hai người liền cảm giác gió nhẹ lướt nhẹ là liễu như tâm thi pháp lấy thời gian cuốn đi rồi bọn hắn tìm không được phương vị không sao cả lăng không đại na di là tốt rồi Triệu Bân cùng Giao Nguyệt chỉ cảm thấy trước mắt kỳ quái, thời gian chi quang tại ghé qua. Triệu Bân đối với cái này nói rất có lĩnh hội, có thể dù vậy, hắn cũng kiến thức nửa vời. Liền hắn cũng như này, càng chớ nói Giao Nguyệt các nàng, lúc này đều tâm thần hoảng hốt mông lung. Siêu, chờ đợi quang hoa tan hết lúc, trước mắt đã là một phương khác tràng cảnh. Đây nên là một khỏa cổ tinh, cát vàng phi đáng, không có một ngọn cỏ. Niết bàn tinh, Triệu Bân liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là tiên giới chế tài giả cố hương. Hắn trông thấy cái kia tòa tàn phá cổ thành, rồi lại không thấy vô đạo bóng người. Nhìn cái kia khỏa cây già, đã là khô bại khô nứt, mà lại cát vàng trong nhuộm đầy rồi huyết. Chế tài giả huyết, triệu bân lẩm bẩm lời nói, theo con mắt vẫn nhìn thoáng qua hư vô. Có thể thương tiên giới chế tài giả đấy, sợ chỉ thượng thương rồi. Đến mức vô đạo vì cái gì chịu khiển trách, nguyên nhân tất cũng không khó suy đoán, tất là bởi vì hắn, ngày xưa bán thần kiếp, hắn hủy vô vọng hải cũng băng rồi thần sơn án tiên giới quy tắc định tội hắn hơn phân nửa là tử tội vô đạo không giết hắn cũng không phải gặp thượng thương khiển trách sao bị đánh chết triệu bân nhíu mày có một loại dự cảm bất tường hắn lấy thần thức truyền âm cực tẫn hô hoán vô đạo thật lâu cũng không trông thấy hồi âm hết thảy tính đáng sợ hắn thoái vị rồi liễu như tâm khẽ nói đổi chế tài giả rồi triệu bân nhíu lấy lông mày càn khôn đã biến liễu như tâm chỉ chỉ miểu. Triệu bân là một tiếng ho khan, tầm mắt không được, cái gì cũng nhìn không thấy. Hỗn độn cùng tà vật lang nghe chính là không hiểu ra sao, cái này lưỡng lại nói cái gì. Giao Nguyệt biết chút ít bí mật, chế tài giả sao. Làm chủ tể có kỳ hạn đấy. Chính là không biết, bổ nhiệm mới chúa tể là cái nào, có hay không có truyền thừa trên đời. Oanh, phanh, mấy người đang lúc nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy phiêu miểu một tiếng ẩm vang, mà lại sấm sét vang dội. Đây không phải là muốn mưa, mà là đại chiến động tính, là từ thần giới truyền đến đấy. Thật náo nhiệt a, à, Long Uyên bay vào rồi thiên khung, đông tây nam bắc qua lại chuyển. Thần giới cũng không bình tĩnh, giao nguyệt trong lòng một câu, quỷ mới biết được người nào tại sống mái với nhau. Về trước trí tôn thành, triệu bân cuối cùng nhìn thoáng qua hư vô, thứ xoay người một cái. Tái nhập tinh không, triệu bân cũng học nổi lên đế tiên, đa số thời điểm đều tại xem càn khôn vô đạo dĩ nhiên thoái vị tiếp xuống không biết là người nào thừa nhận đại càn khôn nói đến vô đạo hắn cái này kêu một đường cũng chưa thấy đối phương đáp lại đã được thần triều tiếp đi triệu bân sờ lên cái cằm cái này suy đoán đáng tin cậy trung quy vô đạo là bởi vì hắn gặp không may thượng thương khiển trách nguyệt thần nhất định biết được thoái vị rồi có thể không che chở hắn siêu vẫn là một cái thời gian đường liễu như tâm lại mang đi chúng nhân. Thời gian chi đạo tu đến mức tận cùng, có thể so sánh cổng truyền tống dễ dùng hơn nhiều. Không lâu, chúng nhân liền thấy huyền hoang đại lục, vẫn là như vậy minh mông. Đánh thật xa, triệu bân liền thấy một đạo bóng hình xinh đẹp, đứng yên ở tinh hà bên trên. Đó là một bạch y nữ tử, chỉ tiên người tu vi, bình thường không cái gì đặc biệt. Nhưng, chính là một người như vậy, triệu bân lại nhìn không thấu, chỉ biết là một cái tiểu tiên là lạ đấy. Giao Nguyệt cũng khẽ nói, nữ tử kia rất bất phàm. Liễu như tâm cũng ở đây xem, càng xem ánh mắt càng thâm thúy. Phanh, đột nhiên một tiếng ẩm vang vang vọng, thương thiên nổ tung một đạo vết nứt. Xong, liền thấy một đạo nhúm máu bóng người, tất vết nứt trong té xuống. Thật là là một tôn thần, a à không đúng, hẳn là một tôn chuẩn hoang thần. Liễu như tâm nhẹ phẩy rồi ống tay áo, mang theo triệu bân bọn hắn ẩn vào rồi hư vô trong nàng mặc dù trở về có thể trạng thái không tốt đối địch chuẩn hoang thần không hề phần thắng oanh chuẩn hoang thần khí lực trầm trọng nện tinh không sụp đổ hủy diệt vầng sáng lan tràn hắn là một tôn xui xẻo thần đần độn u mê liền từ thần giới ngã xuống tiên giới rồi cũng không thể nói là đần độn u mê hắn ở tại thần giới đang cùng người trận chiến đâu có lẽ đấu chiến động tính quá lớn mới chọc càn khôn nghịch loạn sụp đổ rồi một đạo vết nứt mà hắn chính là được kéo vào vết nứt ở bên trong quanh đi quẩn lại một đại lòng vòng ngã vào rồi tiên giới xuống dễ dàng nghĩ đi lên cũng rất tốn sức rồi thần tiên thông đạo đã đứt căn bản là không thể đi lên đấy nghĩ đi lên cũng không phải là không thể được phải đợi thời cơ tốt có thể nhận ra triệu bân hỏi mới nghe lần đầu giao nguyệt lắc đầu thi thần liễu như nguyệt khẽ nói một tiếng thi thần giao nguyệt trong lòng cả kinh tựa như nghe qua cái kia truyền thuyết. Treo một cái thi chữ, liền biết không phải cái người sống. Đương nhiên, cái này tôn thần là sinh động đấy, chỉ bất quá lấy thi chứng đạo. Đó là một cái truyền thuyết, rất xa xưa rồi, không nghĩ được nhìn thấy chân nhân. Người chính là thi thần nơi nào? Triệu bân trong mắt quang mang lóe sáng, trí tôn thành trên tường thành, có khắc thi thần danh. Hắn thần chiều cửu ra trên danh sách, có thi thần danh, chính là trả thánh khắc đi lên ngày xưa tiên đình cùng thi thần có phần có ân oán cũng khó trách nếu như tâm sẽ nhận ra cái này tôn thần ân thi thần hoàn nhìn bốn phương ánh mắt xác định tại tinh hà bên trên hắn tại nhìn cái bạch y nữ tử cũng thấy sát rồi bất phàm của nàng tới đây thi thần thản nhiên nói giữa những hàng chữ ngữ khí vẫn là không dễ ngố nghịch uy nghiêm bạch hy nữ tử là nghe thấy đấy cũng là không phản ứng vẫn đặt cái kia thưởng thức phong cảnh hắn như vậy không nhìn chọc cho thi thần tức giận, lúc này lấy tay, cách không bắt đi qua. Đến lúc này, mới thấy bạch y nữ tử vung tay áo, nhẹ nhàng một trường, liền đánh chính là thi thần miệng lớn ho ra máu. Cái này, triệu bân xem sướng sờ, giao nguyệt cũng là sợ không có thế nào đứng vững. Nàng kia là tiên người cảnh, một trường đem chuẩn hoang thần đánh hộp máu. Bổ nhiệm mới tiên giới chúa tể. Triệu công tử cùng giao nguyệt liếc nhau, lại dồn dập nhìn phía liễu như tâm. Liễu như tâm gật đầu, cũng chỉ cái này một loại khả năng, mới có thể để cho tiên nhân hành hung chuẩn hoang thần, tiên nhân cũng tốt, thần minh cũng được, chỉ cần thân dung hợp đại càn khôn, chính là thượng thương phía dưới vô địch tồn tại, nàng thật bất ngờ, thế hệ này chế tài giả, lại tuyển một vị tiên nhân cảnh. Chương 1873, không có tìm được. Ầm vang, tinh không lại đổ sụp rồi một phiến, vô số hủy diệt chi quang bay múa. Thi thần nhất bộ xác định thân, rồi lại một mặt mộng bức cũng đầy con mắt hoảng sợ. Hắn là chuẩn hoang thần, một cái tiểu tiên nhân, có thể đem hắn đánh hộp máu. Nhìn nhiều như vậy vài lần, hắn không khỏi tâm cảnh run lên. Cái này tiểu nữ oa hình như là thân dung hợp đại càn khôn chủ. Thượng thương đây là cái gì xáo lộ, tìm cái tiên nhân làm chủ tể. Có nhiều quấy dày, thi thần mặc dù nhẫn nhịn nổi giận trong bụng, nhưng vẫn là sợ không tì khí. Không sợ có thể làm đó là chế tài giả, nhất chỉ đầu liền có thể đâm chết hắn hắn đi rồi a à không đúng là chạy trong nháy mắt liền không thấy bóng người tiên giới chúa tể không đuổi theo vẫn như cũ đứng ở tinh hà bên trên lẳng lặng ngắm phong cảnh tiên nhân làm sao vậy không chút nào ảnh hưởng nàng bước cách chói mắt nhìn chung tiên giới sử sách có thể một trường đem chuẩn hoang đánh thổ huyết tiên nhân tuyệt tìm không ra cái thứ hai cái này chính là đại càn khôn dung hợp chi liền là thiên đạo người chấp hành thượng thương phía dưới ai tới cũng phải đứng sang bên cạnh siêu triệu bân ra hư vô trái nhìn nhìn phải gom góp đến so sánh với hắn hỗn độn long cùng tà vật lang liền đặc biệt sợ rồi trước kia cái kia tôn thần nhiều khủng bố thực sự không chịu nổi nàng một trường chỉnh đốn cái này như làm cho người ta cô nương mất hứng không thể bị đưa về từ trong bụng mẹ cải tạo a tiên giới chúa tể quả nhiên phong hoa tuyệt đại ân như vậy thần tư thế thật vạn cổ không một ta chờ đây thực vinh hạnh, có thể được thấy cái kia chân dung. Triệu bân không mở miệng, lòng uyên, tiên lôi cùng hỗn thiên hỏa, là líu díu, hơn nữa, miệng vẫn như lau mật, tịnh nhạt dễ nghe nói, trước làm một chút làm nền, chủ nhân có việc muốn nhờ. Đạo hiểu, triệu bân hơi xác định thân, thăm dò tính hô kêu một tiếng. Quả thực, hắn có việc muốn nhờ, ví dụ như hỏi một chút lạc hạ ở đâu. Tiên giới chúa tể liền tốt, một câu cũng không phát, xoay người không thấy rồi thế nào như vậy không có lễ độ, bạch phóng. Có lẽ, nàng không thích cái này giọng. Ân, liền để cho lão đại đi cua nàng. Vẫn là cái kia ba nhị hóa, đỉnh đầu đầu cần nhằn xì sao. Triệu bân cũng không dỗi dãnh chọc cười, đầy tinh không tìm nàng kia. Tới rồi, cũng lại không thấy chúa tể, quỷ mới biết được đã chạy đi đâu. Mau mau nhanh, tối nay trí tôn thành, không phải bình thường náo nhiệt. Triệu bân nhập thần minh hải lúc, chính thấy ô ương bóng người. Vẫn là thần triều chi chủ mặt mũi lớn, nhiều người như vậy nhanh đón. Nhiều ngày không thấy, thật là tưởng niệm, ta. Triệu bân cười một tiếng, có thể còn chưa có nói xong, liền bị trà thánh một tay bới ra kéo ra. Phía sau, còn có một tổ ong đám lão già này, thực sự căn bản sẽ không phản ứng đến hắn. Thẳng đến bế đế tiên liền đi rồi, đa số tiên bình bộ hạ cũ, chưa tới phụ cận, liền đã nhiệt lệ doanh khuông, thượng thương rủ xuống thương xót, không nghĩ tới sinh thời, lại vẫn có thể gặp lại tiên bình nữ quân tiểu sư thúc, lúng túng không? Thủy thần cất thủ, nói là đối với triệu bân nói, cũng là tại điếm cước thăm dò xem đế tiên. Thời gian lĩnh vực đại thần nơi nào, không luận chiến lực vẫn là hung danh, cũng không yếu nhà hắn sư tổ. Lúng túng, được đám lão già này nhất thông khuấy động, triệu công tử mới đứng vững. Lúng túng về lúng túng, gặp lại tình cảnh vẫn là rất ấm áp đấy. Tiên đình bộ hạ cũng lệ rơi đầy mặt, liễu như tâm cũng còn mắt có hơi nước, đần độn rồi quá lâu, cũng ngủ say rồi quá lâu nơi này có thật nhiều thân hiếu có phạm trần đấy cũng có nàng tiên đình đấy tuế nguyệt có lẽ rất xa xôi nhưng lúc đến đường người trên nàng đều phải nhớ rõ tích nàng chính là đế tiên càng nhiều nhân tài đã tuôn ra trí tôn thành đều bới ra lấy đám người đi đến bên trong chui tu thời gian đại thần khó được thấy chân nhân cũng không nhiều lắm ngắm vài lần cái này lai lịch ta không so được triệu bân phạm trần cố hiếu như kiếm nam cùng tô vũ bọn hắn, đều tại ho khan. Bọn họ đều là gặp qua liễu như tâm đấy, người nào nghĩ đến, bối cảnh như vậy cường đại. Ngoại nhân đều đến rồi, tất không thiếu triệu uyên, cũng không thiếu vong tình cổ thần, triệu uyên khá tốt, ngược lại phù dung bổn tôn, xem liễu như tâm thần sắc có chút lạ, án bối phận, nàng được hô đế tiên một tiếng sư tổ, nhưng từ triệu bân đây coi là đế tiên được hô phù dung một tiếng bà bà. Sư tôn, sao Nguyệt Thánh Nữ cũng đi ra, hai mắt đẫm lệ cho ngươi lo lắng rồi giao nguyệt khẽ nói cười một tiếng rất nhiều cảm khái thấy nàng không đứng đắn lão gia hỏa đều vô thức nhìn về phía triệu bân gia hỏa này là thiên sát cô tinh giao nguyệt cũng là linh hồn mệnh số có hay không sửa lại đương nhiên cái này lưỡng cái kia lúc bảy mấy tư thế bọn hắn cũng rất tò mò đấy ngươi ngươi tới đây đại bằng chỉ chỉ hỗn độn long cùng tà vật lang rất có đại ca đại phong phạm tới một đạo đấy còn có kỳ lân, cửu vĩ hồ, thái thượng hung hổ cùng thanh loan. Người lấy loại tụ chứa lấy quần phân, bọn chúng cơ bản như hình với bóng, có cộng đồng chủ đề. Ha ha ha, hỗn độn long cùng tà vật lang một mặt tươi cười, sợ không thể lại sợ rồi. Cái này mấy cái khá tốt, cái kia kim mau khỉ con, mới thật sự là cường đại. Ổn rồi, đáp hỏa thần minh nhéo nhéo tốt, thương miểu lão thần cũng vui vẻ ra mặt. Lúc này, liền cương quyết bướng bình viên thần, đều kích động ngao ngao thẳng gọi. Trước có nguyệt thần, phía sau đế tiên, thần chiều đây là muốn cất cánh tiết tàu A. Nguyệt thần người đâu triệu bân hoàn nhìn một vòng, mới đem thủy thần túng tới rồi bên người. Đã ra ngoài nhiều ngày, thủy thần nói rằng, nàng lão nhân gia thần long kiến thủ bất kiến vị đấy. Vô đạo đâu không có tới trí tôn thành triệu bân sách bầu rượu. Bọn ta đi đón rồi, không có tìm được người, thủy thần nhún vai, không có tìm được triệu bân lông mi trao lên, còn có thể đi ném đi không thành. Bát thành ẩn nấp rồi, trung quy cửu ra không thiếu. Thủy thần ung dung nói. Oanh! Hai người chính nói lúc, thành trong có một đạo quang mang hiện ra. Ma vương cuối cùng tỉnh, nhất cuống họng gào thét khí phách chắc lậu. Phía sau, chính là trường sinh tiên, nói âm tựa như nhất thiên tiên khúc. Bực này lớn chẳng diện, nơi nào có thiếu đạo quân cùng đạo tiên, cũng đã thức tỉnh. Cửu U Tà Quân mở con mắt lúc, không có gì dị tưởng, có thể uy áp cực kỳ cường hãn. Phanh. Vạn chúng nhìn chăm chú dưới có hai đạo nhân ảnh sông lên trời mà lên, tiếp nhận nguyệt quang tẩy lễ. Đúng là hắc bạch song sát, chìm đắm vào nhiều ngày, cũng là hậu tích bạc phát, lột xác niết bàn. Động tĩnh lớn nhất vẫn là phách đao, phách liệt khí tức, như biển triều tịch thiên cuốn địa phương. So với hắn, Phượng Ngâm tỉnh lại thì liền đặc biệt hàm xúc rồi, chỉ một luồng tiên hà kinh hồng vừa hiện muốn nói nhất nghiêu bước đấy vẫn là thì minh đứng dậy có chống trời cử môn sen lẫn không sai hắn cũng nghịch thiên trở về rồi xem một đám tiền bối thổn thức không thôi tu luân hồi người chính là không giống nhau tới tới lui lui chính là không đi bình thường đường thần triều binh hùng tướng mạnh rồi mấy tôn loại người hung ác trở về rất phấn khởi nhân tâm đã là binh hùng tướng mạnh cái kia được tìm chút chuyện làm kết quả là ánh mắt của mọi người đều đã rơi vào triệu bân trên người. Thần triều chi chủ sao, thời khắc mấu chốt, đợi hắn ra lệnh rồi. Đi, triệu bân cũng không có hồi thành đấy, vung tay lên, thẳng đến hải ngoại. Đừng nói, hắn cái này khiêng cầm, làm vẫn là hữu mô hữu dạng đấy. Nhìn cái kia sau lưng, bóng người hắc áp một phiến, yếu nhất đều là bán thần. Thần tiên thông đạo đã đứt, chỉnh đốn cửu ra đúng lúc, ai cũng chạy không được. Ngừng, thần triều trận chiến bãi không nhỏ, có thể vừa tới thần minh bờ biển duyên, liền tập thể xác định thân rồi. Hải ngoại, có một hồi âm phong nhi trước mặt thổi tới, hơn nữa vẫn mang theo một lượng âm trầm khí. Định Nhãn nhất nhìn, mới biết là một đạo nhân ảnh, chính đạp thiên mà đến. Cái gọi là âm phong nhi, liền xuất từ người kia, âm khí dày vô cùng dày. Thi thần, Triệu Bân không khỏi sửng sốt một chút, trước đó không lâu mới thấy qua, thế nào chạy tới đây rồi. Nhận ra thi thần nhân không phải hắn một người, đặc biệt là tiên đình các cường giả. chương 1874, Hai Thành Lui, Triệu Bân không suy nghĩ nhiều, lại dẫn thần triều cường giả, lui về rồi chí tôn thành. Đó cũng không phải là đế thần, là chuẩn hoang thần, dù gặp áp chế, cũng chưa có người có thể khiêng ở hắn một trường. Ngạnh làm cũng không phải là không được, nhưng phải làm tốt thương vong thảm trọng chuẩn bị. Lão già kia, sao còn sống? Đáp hỏa thần minh mắng một tiếng lấy thi chứng đạo, hắn có thể không dễ dàng như vậy tử. Thương miểu lão thần nói, sợ cái gì, ta nhiều người, viên thần hai mắt liệt diễm phun ra, chiến ý dâng cao. Cũng không phải là tất cả mọi người, đều có người như vậy chiến lực. Thủy thần nhéo nhéo dâu ri Nếu là hợp nhau tấn công, ta có mấy phần phần thắng. Triệu bân xem chính là đế tiên. Hai thành. Không chờ đế tiên mở miệng, liền nghe thì minh tiếp nhận nói gốc giả. Dạ. Lời này vừa nói ra, toàn trường người tập thể nhíu mày, khôi hài đâu. Đế tiên không trả lời, hiển nhiên là ngầm thừa nhận đấy. Thần minh phân mạnh yếu đấy, chuẩn hoang thần cũng đồng dạng. Như thi thần, liền thuộc về cái này trí tôn, thật muốn đánh, người ở chỗ này, tối thiểu được có bát thành táng tại thần minh hải, hơn nữa, còn chưa hẳn cầm xuống đối phương, đáng tiếc, nàng không phải hoàn chỉnh đế tiên, xa sử dụng không ra không sứt mẻ chiến lực, nếu không thì, nói chi cần quần ẩu đương nhiên như nguyệt thần ở chỗ này hai nàng liên thủ cũng đầy đủ đến một tôn chuẩn hoang thần binh lời nói phần thắng liền có cửu thành ma vương sen vào một câu xem cũng là đế tiên bởi vì người ở chỗ này chỉ cái này tôn đại thần thật chính đã đến cấp bậc kia cho ta một chút thời gian đế tiên lưu lại một lời nói lăng không tiêu thất rồi chỉnh đốn thi thần cần nhất bả sấn thủ thần binh phanh đế tiên chân trước vừa đi thi thần chân sau liền nhập thần Minh Hải. Như trước kia cái kia mấy tôn thần Minh, hắn lúc đi vào, cũng đầy con mắt kinh ngạc. Tự đứng ngoài xem, cái này chính là một phiến tan hoang hải vực, có thể đi vào nhất nhìn, cũng là dấu diếm đại càn khôn, lấy hắn chi nhãn giới, vừa rồi lại không hề phát hiện, có thể thấy được nơi đây có nhiều tà dị. Không sao, hắn chính là chuyển hoang thần, đến rồi tiên giới, hoàn toàn có thể đi ngang. Chỉ cần không gặp được tiên giới chế tài giả, ai tới cũng không tốt sử dụng. Thú vị, thì thần nhất lời nói u cười, vượt biển mà đi, một đường đi một đường xem. Nhìn một chút, hắn hai mắt liền híp lại rồi, đây là đại đạo thiên cục. Đúng, là thiên cục, hắn tuyệt không có nhìn lầm. Nguyên nhân chính là không nhìn lầm, hắn mới giật mình dị. Kỳ thần đại đạo thiên cục, sao bày tại tiên giới? Còn có, là người nào mở kỳ trận? Lấy hắn biết, nguyệt thần nhất mạch có thể mở được thiên cục người sớm đã chết cả rồi. Đừng giấu đầu lộ đuôi rồi, lăn ra đây. Thi thần nhạt đạo, liếc hướng về phía thần minh biển sâu chỗ, lấy ánh mắt, vạch ra từng tầng một mây mù, có thể mơ hồ trông thấy trí tôn thành, nhưng, cũng chỉ là mơ hồ, dù nhãn giới của hắn, chứng kiến cũng mơ hồ một phiến. Chỉ trách, thiên cục quá huyền ảo. Vô cùng tận biến hóa, có thể lớn nhất cực hạn cách trở dòng ngó. Có bằng hữu từ phương xa tới, không cũng vui cười. Oanh, vẫn là triệu công tử, nói lại chưa nói xong, trực tiếp được viên thần cắt ngang. Cái này con khỉ, sợ là thật lâu không có làm trận chiến rồi, nghẹn toàn thân khó chịu, lúc này nhiễm nhiên đã không nín được, mang theo cây gậy liền đi ra ngoài, biết rõ chiến chỉ là thi thần, qua mấy chiêu cũng không sao, quả thực không được, vậy thì chạy quá. Nam nhân mà, sợ cái một hai lần không có cái gì. Mẹ nó đấy, không có buộc lại, thủy thần một tiếng thầm mắng, liền giữ chặt cái đồ kia đấy hắn da dày thịt béo, không chết được, đáp hỏa thần minh ước lượng rồi tay, rất muốn xem viên thần được đánh. Như hắn, người ở chỗ này mới đám, cũng đều là cái này tâm tư. Không những cái kia khỉ con ăn uống đau khổ, hắn đều không nhớ lâu đấy. Đừng xuất thành, triệu bân dặn dò một tiếng, biến mất tại tường thành. Oanh! Bên này, viên thần đã từ trên trời giáng xuống, một cước đạp thương thiên sụp đổ. Hắn là bức cách tràn đầy, có thể thi thần quang mang càng cường, đặt chân cái này phiến thiên địa lúc vẻn vẹn bên thân làm cho mang theo cuốn âm sát chi khí liền đụng viên thần đứng không vững lạnh quá a cái này là viên thần thấy thi thần cảm giác đầu tiên hắn là hiếu chiến nhưng mà không ngốc này hàng quả thực rất đáng sợ tốt một cái tiểu hầu tử thi thần nhạt đạo giải rác một câu như vạn cổ lôi đình ầm vang tiểu con em ngươi ăn ta nhất côn viên thần vừa quát âm vang một bước đăng lâm thiên tiêu nhất côn lăng thiên đập tới thi thần khóe miệng hơi vỉnh, cũng đầy con mắt khinh miệt, đứng ở thương không, động cũng không có động đấy. Bang! Thiết bổng rơi xuống, đứng giữa đập vào cái kia đỉnh đầu. Va chạm âm thanh, nếu như kim trúc va chạm, có lôi quang hiện ra. Phốc! Viên thần một ngụm máu tươi điên cuồng phun, được chấn hoành nhảy ra đi, cầm cây gậy thủ, liên đới cánh tay, đều nổ thành rồi bùn máu, thiết bổng cũng ngã vào rồi thương hải, đập ra rồi một phiến vạn trượng sóng lớn. Ừng ực, đứng ở trên tường thành thần chiều đám người cường hãn, phần lớn mạnh nuốt nước miếng. Đây chính là viên thần nơi nào, chiến lực làm sao cường hãn, thì thần đã trúng hắn nhất côn, chuyện gì không có, ngược lại là hắn, suýt nữa được chấn tán giá, đều gặp tu vi áp chế, hắn hai người coi như là cùng dai, nhưng này chiến lực, kém nhất thiên nhất địa A. Bọn hắn bắt đầu tin tưởng, thì minh lời nói hai thành phần thắng, cũng không phải là nói ngoa, cái kia thi thần, thật có hủy thiên diệt địa sức mạnh to lớn, thật muốn chính diện tử dập đầu quỷ mới biết được bao nhiêu người được đồ diệt người nào mở thiên cục ra đi thi thần không nhìn viên thần chỉ nhìn trí tôn thành hắn với thiên cục cảm thấy hứng thú đi ngược chiều cục người càng cảm thấy hứng thú có phần nghĩ nhìn một cái nguyệt thần nhất mạch vẫn cất giấu cái nhân tài nào vĩnh hằng thể đừng làm rộn cái kia một cái sâu kiến lão tạp mao còn chưa xong viên thần hét to lại nhất phi trùng thiên hắn biến hình thái Khí lực trong nháy mắt cất cao ngàn trượng, giống tựa như là núi khoảng cách hắn. Xem cái kia mi tâm, vẫn khác ra thần văn, không luận chiến lực, cũng hoặc khí thế, đều trong nháy mắt nhảy lên tới rồi cực hạn. Đám người cường hãn nhìn nhìn lên, chính thấy hắn ôm một vòng thái dương, trên trời nện xuống đến. Viên tổ cũng không dám như vậy công phạt bản thân, người ngược lại có mấy phần có khí phách. Thì thần hí ngược cười một tiếng, tùy ý vung rồi ống tay áo. Dứt lời liền thấy một đạo âm sát chi khí, trùng thiên mà lên. Phốc, sát khí như đao ánh sáng, nhẹ nhõm chém nứt rồi thái dương. Mà viên thần, cũng chính nhì bát kinh đã trúng một đao, ngay tại chỗ bị đánh diệt nửa cái thần khu. Không kịp hắn đứng vững, âm sát chi khí lại tới, nếu như một phiến uông dương biển rộng, muốn đem hắn bao phủ. Đi, triệu bân giết ra tới, một cái nghịch thiên đổi địa cùng viên thần đổi rồi vị trí. Mà hắn, là tế gia hồng mông chi hải, tất nam hướng bắc quét sạch, cứng rắn đứng vương âm sát chi khí. Vì thế, hắn cũng nỗ lực bằng máu đại giới, cũng như viên thần, hủy nửa bên nhục thân. Người chi huyết mạch, ta rất ưa thích, thấy là triệu bân, thì thần trong mắt lóe lên rồi tinh quang, hồng mông chi hải vẫn là không tầm thường, nhưng cũng phải là người nào dùng, tiểu tiểu bán thần, đính đến ở hắn âm sát chi khí. Quả thực, hồng mông chịu không được âm sát, được cưỡng ép nghiền ép. May mà triệu bân thu kịp lúc, không phải vậy, Hồng mông đã bị bắt đi rồi. Ma đạo, mở. Tuyệt cảnh, mở. Vĩnh hằng chi môn, mở. Triệu bân luân phiên vài tiếng hét lớn, trực tiếp chiến lược toàn bộ triển khai, tế ra tối cường công phạt. Vĩnh hằng quang huy, trước sau như một hủy diệt, thật liền phá khai rồi âm sát chi hải. Oanh, thi thần được đánh lùi nửa bước, nhưng cũng chỉ là nửa bước. Chính là chỗ này nửa bước, để cho bế nghế bát hoang thi thần, lộ ra một vòng dị sắc vĩnh hằng thể được a à. so với kia chỉ tiểu hầu tử mạnh hơn nhiều có thể dung chuyển hắn khí lực nguyệt thần chân thu tốt đồ nhi khó trách dám khai thiên kiếp hố thần minh quả nhiên có vài thanh soát tử hí trí tôn trên tường thành đó là một phiến ngược lại rút khí lạnh âm thanh triệu bân chiến lực toàn bộ triển khai mà lại là tối cường công phạt cũng mới đánh lùi thi thần nửa bước như thế một tôn cường đại thần bọn hắn có thể có hai thành phần thắng sợ là một thành đều tốn sức Chúc mọi người tiết trung thu vui vẻ. Đa tạ mọi người một đường ủng hộ và cổ vũ. chương 1875, chiến lược tính xem náo nhiệt. Tiểu bối, cùng ta đồng hóa. Thi thần âm trầm cười, nếu như ma chú, vô hạn vang vọng thần minh hải vực. Thương thiên bởi đó động run dày, có một cái khổng lồ quỷ kiểm, tại hư vô diễn hóa. Quỷ kiểm miệng lớn vặn vẹo không chịu nổi, mà lại sâu không thấy đáy, dường như vạn trượng u huyên. Ta chạy, Triệu Bân một bước kéo dài qua cửu thiên, tránh khỏi thôn phệ. Người đi được rồi thi thần u cười, một câu liền dừng lại thiên địa. Mở, Triệu Bân vừa quát âm vang, điều động thiên cục càn khôn, phá giam cầm. Thi thần sửng sốt một chút, phương mới phát giác, đúng là vĩnh hằng thể khống chế đại đạo thiên cục. Nhưng điều này sao có thể, tiểu tiểu bán thần cảnh. Hắn là dựa vào cái gì đấu võ thiên cục kỳ trận. Siêu. Hắn kinh dị phút chốc, triệu bân đã trốn vào hư vô hắn không suy nghĩ nhiều lúc này cách không lấy tay muốn cầm triệu bân hảo hảo nghiên cứu một chút nhưng không đợi hắn chạm đến triệu bân liền lăng không tiêu thất rồi một tay bắt hụt mộng chi đảo thi thần hai mắt híp lại lại liếc hướng về phía trí tôn thành nếu không thì thế nào nói là chuẩn hoang thần xem chính là thấu triệt đích xác là vân yên thi pháp đem triệu bân kéo vào rồi mộng cảnh rất tốt thi thần lạnh lùng cười một tiếng trong mắt có hung quang tàn sát bừa bãi. Là hắn đánh giá thấp thành trong người, nếu sớm có phòng bị, dù mộng chi đạo, cũng mang không đi triệu bân. Cũng không trở ngại, không phải là đại đạo thiên cục sao đợi hắn phá, còn không theo hắn cầm sao. Trên tường thành, Vân Yên đã đem triệu bân đưa ra mộng cảnh, toàn bộ người đều huyết nhục mơ hồ. Hắn cái này coi như tốt, nhìn cái kia khỉ con, nhục thân cực tấn tán giá, vẫn liên lụy nguyên thần. Cảm giác vừa vặn, thủy thần tế ra thần lực, giúp đỡ cái kia chữa thương. Đừng nói chuyện, lão tử trước lẳng lặng, viên thần ỉu xìu không sót vài đạo. Chịu đả kích, hắn lại chịu đả kích. Liền ba chiêu cũng không có đi qua. Nhục thể của hắn, rất mạnh, triệu bân lau khóe miệng máu tươi. Lấy thi chứng đạo, người kia sẽ không nguyên thần, tu chính là nhục thân. Càng xác thực nói, cái kia nguyên thần chân thân cùng thân thể, về làm một thể rồi. Ân, kim cương bất hoại, cần một tôn cường đại thần khí, phá cái kia phòng ngự. Loại người hung ác đống nhi trong, dù sao vẫn không thể thiếu mấy cái với kiến thức rộng rãi chủ, như cái kia thủy hóa, chiến lực mặc dù cặn bã, nhưng biết rõ đấy so thì minh còn nhiều, tuyệt đối là cái chính nhi bát kinh vạn sự thông. Ngoài thành, thì thần đã để sau lưng rồi hai tay, như cái du khách, đặt cái kia du lịch. Hắn không phải thưởng thức phong cảnh, là ở giò ngó càn khôn, suy nghĩ phá này thiên cục. Hắn sẽ không giết vào đi hòa khí chân nhân nhỏ giọng nói. Thiên cục cũng không phải là bầy biện xem đấy, đạo tiên đổ một ngụm rượu. Lời này, chúng tiền bối tin tưởng không nghi ngờ, kỳ thần là bực nào tồn tại, nguyệt thần đích sư tôn, chiến lực có lẽ sắp xếp không lên danh hào, nhưng hắn kỳ trận, rồi lại vạn cổ không một, nghèo cả đời tinh lực, tạo ra thiên cục, đó là cả đời đạo quả, há lại nói phá là có thể phá rồi. Có thể nói như vậy, chỉ cần triệu bân không có gì bất ngờ xảy ra, thiên cục liền chưa có người có thể phá đế tiên có lẽ có thể làm được, nhưng, phải vô khuyết đế tiên mới được. Nói đến đế tiên, không ít người đều ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua trí tôn thành ở chỗ sâu trong, có thể cách thấp thoáng sơn thể, trông thấy ngồi xếp bằng đỉnh đế tiên, tĩnh như một tôn khắc đá băng điêu. Nàng, so sư tổ trạng thái vẫn không xong a à, thủy thần hít sâu một hơi. Có nhiều không xong, triệu bân vô thức hỏi, nhìn không chớp mắt xem thủy thần. Sư tổ bị luân hồi nạo chân thân, nhà ngươi vị này nên là bị tuế nguyệt lao linh hồn. Lao linh hồn, đám người cường hãn tập thể nhíu mày, đến lúc này mới biết bí mật. Khó trách đế tiên không cùng thi thần đánh, nguyên nhân lại ở chỗ này. Không có linh hồn, rất nhiều pháp tắc đều gặp hạn chế, nàng sợ là liền ba thành chiến lực đều sử dụng không ra. Có thể có biện pháp chữa, triệu bân cao mày nói. Ngoại lực vô dụng đấy, vẫn cần nàng tự thân nhất bàn. Nói chuyện chính là ma vương, cũng là với kiến thức rộng rãi chủ cái này đều một việc nhỏ. Yểu siêu không sót mấy viên thần, đột nhiên xen vào một câu. Chuyện đó không giả, tại chỗ tiền bối đám, cũng là như vậy chắc chắc. Như đế tiên, như nguyệt thần, đều làm một cái lĩnh vực tuyệt đại đại thần, đều sáng lập qua thần thoại, táng diệt cũng có thể sát trở về, chung có một ngày, sẽ tu trở về đỉnh phong trạng thái đấy. Oanh, phanh, đang khi nói chuyện, ngoài thành đã là oanh âm thanh đầy trời. Thi thần chuyển một đại lòng vòng nhi, cũng không tìm được phá giải chi pháp, có chút gấp phát hỏa, lúc này, đang tại thần Minh Hải làm ẩm ý, ánh đao kiếm quang, trường ấn quyền ảnh, đánh chính là đầy trời đều là, mục đích cũng rõ lộ ra, muốn mạnh mẽ phá thiên cục, một bên oanh kích vẫn một bên phẫn nộ gào thét. Hắn lúc này tâm tình, hoàn toàn có thể lý giải. Dù kỳ thần còn tại thế, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Hết lần này tới lần khác, kỳ thần lưu lại đại đạo thiên cục, sừng sốt cho hắn chỉnh sức đầu mẻ chán phá lại không phá được, ra lại ra không được, thao thiên thần lực không chỗ phát tiết, không lên hỏa mới là lạ. Không nghe thấy, triệu công tử kéo rồi kéo lỗ tai. Thần triều đám người cường hãn cũng học theo. Bọn hắn đây cũng không phải là sợ rồi, là chiến lược tính xem náo nhiệt. Sợ rồi cũng không mất mặt, cái đồ kia tốt xấu là một tôn chuẩn hoang thần. Lăn ra đây, thì thần phẫn nộ gào thét, nhiều anh lôi run run. Cái kia âm sát chi khí, cũng là mãnh liệt cuồn cuộn có loại đi vào. Xem ta không trùy chết ngươi. Hô, phi, đại bằng dương cánh, tại trên tường thành ngao ngao thẳng gọi. Thần triều không thiếu nhân tài, hắn cái này nhất cuống họng không quan trọng, lại dẫn xuất rồi một phiến kẻ dở hơi, cái này không phải xem náo nhiệt rồi, cái này là thật náo nhiệt, một trong một ngoài mắng khí thế ngất trời. Thì thần lôi đình tức giận, con người cũng màu đỏ tươi không chịu nổi. Chí tôn phát hỏa, cái kia chính là trọn vẹn đại chiêu. Thần Minh Hải lay động, bị hắn oanh là sóng biển thao thiên. Đừng ra ngoài, triệu bân vẫn là những lời này, rứt lời liền trở về thành. Đế tiên chỗ ngọn núi, hắn như quỷ mị từ trên trời giáng xuống. Đỉnh núi, không chỉ có vợ hắn, còn có diệp thần nàng dâu. Ân, cũng chính là cơ ngưng xương rồi. Nàng nên là tại mộng du trong mộ đạo, ngộ lấy ngộ lấy liền đi lên ngọn núi này. Tiểu tiên tử cũng ở đây, như cái tiểu tùy tùng, ung dung dạo chơi đi theo cái kia sau lưng. Cái này cũng không có cái gì, chủ yếu là nàng xem cơ ngưng xương ánh mắt, không nói ra được kỳ quái. Triệu Bân thần sắc thâm trầm, cái này nha đầu, sợ là thật coi trọng nữ giả nam trang cơ ngưng xương rồi. Tiểu tiên tử xem thường, vừa thấy đã yêu a, à. thưa dịp mộng du, còn không cho ta nhìn nhiều vài lần. Xem đi, dùng sức xem. Triệu Bân một tay bấm niệm pháp quyết, tế ra rồi nhất đạo kết giới, đã ngăn được cơ ngưng xương. Đế tiên tại Triệu Hoán chuẩn hoang thần khí cái này trong lúc mấu chốt, cũng không thể bị quấy dày. Hắn đây là vẽ vời cho thêm chuyện ra, bởi vì mộng du cơ ngưng xương, lúc này đã quẹo cua. Tiểu tiên tử lại đi theo, một đường đều tại nhỏ giọng lầu bầu, người vì cái gì không phải nam tử. Cái này cũng có thể tới điện. Triệu bân một tiếng nói thầm, tiến tới đế tiên bên cạnh thân. Xem cái kia mi tâm, có thần văn khắc họa, tam xích thanh liên cũng đã tràn ra. Không lâu, tuế nguyệt trường hà cũng thông thả ra, thời gian giải đầy rồi đỉnh núi. Tranh, mơ hồ trong đó, triệu bân tựa như đã nghe được kiếm minh thanh âm, cổ xưa du viễn. Lại đi xem tuế nguyệt trường hà, tựa như hơn nhiều một thanh kiếm, tựa như như ngầm hiện. Thanh liên thần kiếm, triệu bân thì thào một câu, tựa như nhận ra cái thanh kia thần binh. Đó là đế tiên bản mệnh thần khí, lại tàng tại trong năm tháng. Đã là đế tiên bản mệnh khí, đó chính là hàng thật giá thật chuẩn hoang thần cấp chuẩn hoang cấp tốt, có thể phá vỡ thi thần phòng ngự, phần còn lại liền tốt nói. chương 1876, nhổ củ cải trắng. Lăn ra đây, cùng ta một trận chiến. Thần Minh Hải, vang đầy thi thần phẫn nộ gào thét âm thanh. Nhìn cái kia thao thiên sóng biển, một phiến nhanh hơn một phiến cao. Muốn nói, hắn cũng quả thực không may vận, ở tại thần giới bị đánh, ngã tiên giới phía sau, lại bị chế tài giả hành hạ rồi một phen, vốn tưởng rằng bằng tu vi, có thể hảo hảo trang bức, người nào nghĩ đến, bị một tòa kỳ trận vây được ra không được, thật một cái kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Lúc đến lúc này khắc, là hắn tự ngu tự nhạc. Lão đạo, nên tìm cái nàng dâu rồi. Vì hôm nay cái này mùa màng, lễ hỏi quá quý. Vị tiên tử này, ta cùng ngươi rất có duyên. Ngoài thành gào thét âm thanh chấn thiên, trên tường thành, cũng phi thường náo nhiệt, luận đạo đấy, vung muội đấy, xàm việc nhà đấy, khoe khoang làm dáng đấy làm gì đều có, đợi nhất bả sấn thủ binh khí, xong quần ẩu chuyển hoang thần, bây giờ, nên làm gì làm gì, bọn hắn một điểm không vội. Ta, rất ưa thích đại gia đình này, ta vật lang lời nói thấm thiên nói. Ân, sơn tốt thủy người tốt cũng tốt, hỗn độn long nằm sấp cái kia một cử động nhỏ cũng không dám. Nằm sấp lấy tốt, ta vật lang cũng đặt cái kia nằm sấp đây bởi vì, muốn có người cho bọn hắn lấy máu cũng không phải là tất cả người ở đây tại vô nghĩa, cũng có làm chính sự nhi đấy. Tựa như đế tiên, vẫn còn ở lấy thời gian triệu hoán, triệu hoán bản mệnh khí. Triệu bân vẫn canh dư ở cái kia, là mắt thấy thanh liên thần kiếm dần dần thăng ra đấy. Tốc độ này, cực kỳ chậm chạp, duyên bởi vì đế tiên trạng thái không tốt, triệu hoán tựa như rất mất công, chỉnh hắn, thậm chí nghĩ trực tiếp nhảy xuống sông, cưỡng ép đem thanh kiếm kia rút. Càng nghĩ, vẫn là xóa bỏ. Thời khắc mấu chốt, hắn không nhúng tay vào cho thỏa đáng. Chanh, thời gian lâu dài, kiếm minh thanh âm càng lộ ra chói tai. Mà cùng với đế tiên triệu hoán, thanh liên thần kiếm hơn phân nửa kiếm thể, đã thăng ra tuế nguyệt trường hà, cái kia kiếm quang trắng noán, nhuộm thời gian sắc thái, triệu bân đều bị hoảng hai mắt mơ hồ. Nhanh, triệu bân rụi rụi mắt, yên lặng chờ thần kiếm ra tuế nguyệt. Như hắn, trên tường thành đám người kia mới, cũng đều đang đợi. Đặc biệt là viên thần, khép lại rồi tổn hại, chữa trị khí lực, liền đã quên bị đánh cái kia việc chuyện, mang theo cây gậy, đặt cái kia qua lại tản bộ, có phần nghĩ ra thành tìm thi thần đánh nhau. Thanh liên thần kiếm, đệ nhất thần tướng vuốt vuốt tròm dâu, xem chính là trí tôn thành ở chỗ sâu trong. Cái khác tiền bối cũng ở đây xem, có thể thấy thời gian kiếm ảnh, tung hoành cửu thiên. Đó là đế tiên bản mệnh khí dị tượng, không hổ là thanh liên danh tiếng, đầy trời cánh sen tại bay múa. A, à. Đám người cường hãn nhìn nhìn lên, đế tiên đột nhiên nhất tiếng kêu đau đớn. Cũng không biết triệu hoán ra vấn đề, vẫn là tự thân xảy ra vấn đề, thanh liên thần kiếm ô, ô, n, g run lên, lại rơi vào tuế nguyệt trường hà, chỉ còn một nửa chuôi kiếm, bộc lộ ở bên ngoài. Thấy chi, triệu bân lông nghi hơi nhíu, đều mau ra đây rồi, thế nào lại tiến vào. Hắn không dám phát thanh âm, bởi vì đế tiên lúc này trạng thái. Biến rất tà dị. Làm sao tà dị, là chỉ đế tiên khí lực, tại nơi này trong nháy mắt, hóa thành hư ảo. Hư ảo phía sau, chính là như ẩn như hiện, cho hắn một loại. Đế tiên không còn hiện thực ảo giác. Xác định, đế tiên một tiếng khẽ quát, hư ảo khí lực, tại trong nháy mắt ngưng thực. Đến lúc này, nàng mới mở con mắt, bịch một tiếng nhảy vào rồi tuế nguyệt trường hà. Đã sớm nên làm như vậy. Triệu công tử gỡ tay áo, cũng nhảy vào rồi tuế nguyệt trường hà đã là triệu hoán không ra, vậy liền đem thanh liên thần kiếm rút. Hai người một trái một phải, đều cầm kiếm chuôi, như nhổ củ cải trắng, cực tẫn ra bên ngoài kéo túm. Phương pháp này quả thực đáng tin cậy, chìm vào trong sông thần kiếm, thật đã bị từng tấc một túm đi ra. Trong lúc, triệu bân tóc đen, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, hóa thành trắng như tuyết. Chỉ trách, của hắn thời gian chi đạo, ngộ còn chưa đủ sâu, gặp không may tuế nguyệt cắn trả. Không sao, có vĩnh sinh chi đạo chống đỡ, dù ném mấy trăm năm thọ nguyên cũng không chết được người đấy. Đi ra cho ta." Hai người cùng kêu lên lãnh quát, cứng rắn rút ra thanh Liên Thần kiếm. Thần kiếm ra tới trong nháy mắt, có một đạo kiếm cầu vồng, phá vỡ hư vô. "Đây không phải là đã tới rồi sao?" Trên tường thành thần chiều đám người cường hãn giả, đều ánh mắt dạng dỡ. Vẫn là đế tiên đại thần thông, thật làm đến rồi chuyển hoang thần binh. Ơn vẫn còn ở phẫn nộ gào thét thi thần, hình như có cảm nhận, vô thức hoàn xem Chu Thiên. Cảm nhận về cảm nhận, không có nghĩa là là có thể trông thấy, chỉ biết có thần binh xuất thế. Hắn lại nhìn thẳng rồi trí tôn thành, trong mắt tràn đầy bạo ngược sát ý, lửa giận ngập trời, cũng là áp đều ép không được, hắn đường đường chuẩn hoang thần, lại bị vây hãm kỳ trận, quả thực mất mặt. Lăn ra đây, thi thần cái này nhất giống, hô lên rồi tích tụ chi khí. Hắn yêu cầu không cao, ra tới một cái sống là tốt rồi. Oanh, lại là viên thần mang theo thiết bổng giết tới đây. Trừ hắn, còn có ô ương ương bóng người, đều thần chiều đám người cường hãn, đều là bán thần, mà lại đều không phải bình thường bán thần, cùng thi thần đánh nhau, nội tình không tốt đấy, không có tư cách tham chiến. Rất tốt. Thấy chàng diện này, thì thần lộ ra khát máu cười. Tới một cái hai cái, chưa đủ hắn phát tiết lửa giận đấy. Bây giờ liền rất tốt sao? đến rồi nhất bang không sợ chết đấy. Hôm nay, đã định trước mùa thu hoạch lớn. Thi thần vung tay vung lên, âm sát chi khí thao thiên cuồn cuộn. cuộn. Minh mông hải vực, bởi vì hắn khí tức, khoảng cách bị đóng băng. Tế trận, thủy thần một bước lên trời, trong tay vẫn nắm một cây đại kỳ. Ra lệnh, thần chiều đám người cường hãn đều trùng thiên mà lên, riêng phần mình chiếm cứ một phương, mà lại mỗi nhất người trong tay, còn cầm một cây chiến kỳ, trong đó có không ít, đỉnh đầu vẫn treo lấy thần minh cấp pháp khí. Oanh! Thương thiên động run rẩy, vô tận bí văn sen lẫn, có nhất tòa đại trận bố trí nhóm ra. Đó là khốn thần đại trận, tuyệt đối chính tông, trận pháp chi to lớn, che khuất bầu trời. Chân áp! Nhưng nghe thấy thủy thần vừa quát âm vang, khốn thần đại trận trên trời đè xuống. Thì thần nhất bộ không có đứng vững, sững sờ bị đại trận nện một bước lảo đảo. Đồng nhất trong nháy mắt, khốn thần trong đại trận, có lôi điện cùng đến, như đao như kiếm, đầy trời phách trảm. Thi thần cũng là đầu hán tử, tùy ý lôi đình đập nện, sừng sững bất động. Lấy thi chứng đạo, thật sự là hắn kim cương bất hoại, đám người cường hãn khó phá cái kia thể khu. Như thế kiên đĩnh sao đáp hỏa thần minh sách lưỡi, hoảng sợ thi thần phòng ngự. Không có chuẩn hoang thần binh, vẫn thật là phá không vỡ. Thương miểu lão thần cũng thổn thức. Liền thần minh cũng như này, càng chứa nói người khác, không hổ là chuẩn hoang thần, quả nhiên kháng đánh. Còn có gì dựa vào? Thi thần cười hí ngược nghiền ngấm, một bước đứng vững, cũng là trong nháy mắt hùng lên. Khốn thần trận ép không được hắn, có thể hắn âm sát chi khí, rồi lại hướng lên trời cuồn cuộn. Oanh! Hư không bị đụng sụp đổ, lôi đình thiểm điện tùy ý bay múa. Sau đó, chính là thổ huyết thanh âm, bao quát chấp trưởng đại trận thủy thần ở bên trong, có một cái tính một cái, đều đã chúng trùng kích, trừng lục thành trở lên, như thiên thạch bình thường. Trên trời rơi xuống. Thật là lực đạo A. À. Thần chiều đám người cường hãn giả kêu rên, từng cái một cắn chặt hàm răng, tâm cảnh hoảng sợ vô cùng. Vẹn vẹn âm sát chi khí đều như vậy bá đạo, thi thần như động đại thần thông, chẳng phải là hủy thiên diệt địa. Chết đi, thi thần u cười, hơn nhiều bạo ngược cùng sát ý, âm sát chi khí phô thiên cái địa. Nhưng, nhưng vào lúc này, một đạo kiếm ngân vang vạch phá thiên vũ, thanh liên thần kiếm như kinh hồng tới thanh liên thần kiếm. Thi thần nhất giật mình, liếc mắt một cái liền nhận ra binh khí của ai. Đế tiên bản mệnh thần khí, vì cái gì tại đây đại đạo thiên cục? chương 1877, thiên cục kỳ trận. Phốc, huyết quang hiện ra. Sướng sở thi thần, bị nhất kiếm đánh xuyên đầu lâu. Thần chiều đám người cường hãn thấy chi, đều kích động vô cùng. Xem đi, vẫn là chuẩn hoang thần binh dễ dùng, kim cương bất hoại đều cho người phá. Đương nhiên, chuẩn hoang thần binh cũng phải nhìn là ai dùng, thanh liên thần kiếm tại triệu bân trong tay, hiển nhiên không có đế tiên dùng đến tiện tay. Oanh! Thi thần nhất bộ xác định thân, huyết nhục mơ hồ hai mắt, gắt gao nhìn chầm chầm vào một phương. Hắn nhìn thấy chi địa, có một đạo bóng hình xinh đẹp, đạp thiên mà đến, dưới chân, còn có một con sông thong thả. Đế tiên! Mặc dù sớm có suy đoán, nhưng hôm nay thấy, thi thần vẫn là lộ ra kinh dị sắc. Tiên giới đại chiến lúc, hắn mặc dù tại tiên giới, có thể đế tiên táng diệt, hắn là biết rõ đấy, người nào nghĩ đến, cái kia tôn tu thời gian đại thần, lại còn sống, nếu không thanh liên thần kiếm, tại chỗ một đám tiểu lâu la, ai có thể phá hắn phòng ngự. Biệt lai vô dạng, đế tiên xác định thân, phiên nhiên mà đứng, một câu đạm mạc thanh lãnh. Thật không nghĩ tới, người còn có thể sát trở về thế gian. Thi thần u cười, rách dưới đầu lâu, tại chậm rãi cải tạo, nhuộm đầy huyết sắc con mắt, là nở rộ rồi nóng bỏng tinh quang, đế thiên nơi nào. Hạng gì tồn tại, như bắt giữ, nếu đem cái kia thôn phệ, đích thị là một phen đại tạo hóa. Thù mới thù cũ, hôm nay cùng nhau thanh toán, đế tiên nhạt nói. Không có linh hồn, người liền không phải không sứt mẻ đế tiên, bằng gì diệt ta, thanh liên thần kiếm vẫn là cái này nhất bang sâu kiến. Nếu không thì thế nào nói là chuyển hoang thần, bước cách chính là cao, lúc nói chuyện thần thái, là bế nghĩa thiên địa đấy, không nhìn rồi thần chiều đám người cường hán, cũng không đem đế tiên để ở trong mắt. Theo hắn dứt lời, cái kia âm minh sát khí, lại thao thiên cuồn cuộn, mà lại nhiều hủy diệt chi ý. Hắn bắt đầu nhìn thẳng vào rồi, nhưng mà nhìn thẳng vào, đối với đế tiên một người, bởi vì tối nay tại chỗ đấy, bao quát vĩnh hằng thể triệu bân, cũng chỉ đế tiên, có tư cách làm đối thủ của hắn. Nói đến triệu bân, cũng đã xuất thành, từng bước một lên như diều gặp gió, bước chân vào cửu thiên thấy hắn vung tay vung lên, thiên địa một hồi lay động, toàn bộ thương miểu, đều sấm sét vang dội. Đây không phải là thiên lôi quyết, là thiên cục càn khôn, đã được hắn điều động. Đến, thủy thần một bước lên trời, như một ngôi sao thần, treo ở rồi đông phương hư không. Thần triều cường giả cũng không nhàn rỗi, như từng đạo kinh mang, sông tiêu mà lên, cũng như thủy thần, thành một ngôi sao thần, treo cao thiên vũ, lộng lẫy quang huy, chiếu rọi rồi hôn ám thiên. Thiên cục kỳ trận thi thần liếc qua, hoảng hình như có thượng đế thị giác, trên trời quan sát, toàn bộ thần minh hải, đều dường như hóa thành một cái to như vậy bàn cờ, mà đám này tiểu lâu la, liên đới đế tiên, mỗi một người đều là quân cờ, đều tại trong bàn cờ, duy nhất một cái không ở đấy, là vĩnh hằng thể, chỉ vì triệu bân là đại đạo thiên cục trưởng khống giả, đồng dạng cũng là đại đạo thiên cục đánh cờ giả. Cùng người nào đánh cờ đâu, tất nhiên là cùng hắn. Thú vị, thi thần thu con mắt, lại liếc hướng đế tiên tu thời gian tuyệt đại loại người hung ác, hung danh không kém nguyệt thần, lại cam nguyện làm quân cờ, có thể thấy được cái kia tiểu vĩnh hằng thể, có bao nhiêu bất phàm, sợ là đúng như nghe đồn lời nói, triệu bân thê tử liễu như tâm, đời trước chính là đế tiên. Như vậy thế trận, có thể đủ rồi, triệu bân một câu băng lãnh cô quạnh, kém xa, thi thần hư lạnh, vùng tay lên, âm sát chi khí hướng lên trời cuồn cuộn, muốn đem triệu bân thôn phệ, diệt trưởng khống giả, thiên cục liền tự sụp đổ, không có cản khôn gia trì tối nay dù là có đế tiên tại hắn cũng có thể sát đối phương đại bại tranh đế tiên rút kiếm vẽ ra rồi một đạo tinh hà chặt đứt âm sát chi khí đồng nhất trong nháy mắt triệu bân vũ động rồi chiến mâu trên trời đâm đến lực sát thương là hủy thiên diệt địa đấy phốc thi thần đẫm máu vừa rồi cải tạo đầu lâu lại bị đâm ra một cái lỗ máu phòng ngự bị phá hắn tại thần minh hải liền là có khuyết điểm nhắm chuẩn đánh là được rất tốt. Thi thần cắn răng mở miệng, thân thể tùy theo rung động lắc lư. Cái kia thể nội, có một luồng khí bay ra, hóa thành một đầu cự long, xoay quanh cửu thiên, bay thẳng triệu bân. Phá! Triệu bân khí huyết bốc lên, cũng sức eo hợp nhất, nhất mâu đánh bể cự long. Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt, đế tiên cũng ra tuyệt diệt công phạt, tuế nguyệt trường hà kéo tới, che mất thi thần, thời gian quang mang, tựa như từng đạo thần kiếm, tùy ý phách trảm, dù là thi thần kim cương bất hoại phòng ngự, đều bị trảm huyết quang bắn ra bốn phía. Làm đến gọn gàng, treo thiên thủy thần, gào to rồi một tiếng. Thần chiều các cường giả, cũng ánh mắt dạng dỡ. Bọn hắn không phải quần chúng, làm thiên cục quân cờ, liền tính tham chiến rồi. Chỉ bất quá, đánh cờ giả là triệu bân, điều động càn khôn đồng thời, cũng đang dùng lực lượng của bọn hắn. Cái này là đủ rồi, luận đấu chiến tâm cảnh, triệu bân không kém tại chỗ bất kỳ một cái nào. Đến mức đế tiên coi như là nửa cái đánh cờ giả, cần nàng chấp trưởng thanh liên thần kiếm. Mở, thi thần nhất âm thanh phẫn nộ gào thét, cưỡng ép sát ra tuế nguyệt trường hà. Hắn không còn cao cao tại thượng tư thái, hơn nữa là chật vật, thời gian làm cho tạo ra tổn hại, như từng đạo khoảng cách, trải rộng cái kia thể khu, hơn nữa, vẫn rất khó khép lại. Bọn ngươi, chọc giận tới ta. Thi thần khuôn mặt dữ tợn, sau lưng, có một cái cử quan mọc lên mà ra. Nắp quan tài tùy theo nổ, có một phiến đủ có thể hủy thiên diệt địa thi khí, tất nội cuồn cuộn mà ra. Mục tiêu của hắn, như cũng là triệu bân, thi khí nghịch thiên quét sạch. Trong đó, tàng đầy pháp tắc, đụng càn khôn đều ông ông lay động. Xuống, triệu bân vừa quát âm vang, tế ra hồng mông tiên hải. Chỉ hồng mông tiên hải, hiển nhiên ép không được thi khí. Không sao, còn có đế tiên tuế Nguyệt Trường Hà. Cả hai hoàn mỹ tương dung, nhẹ nhõm đứng vững rồi thi khí còn chưa xong. Thi thần hét to, một tay dò hướng về phía thiên ngoại. Hư vô dung động lắc lư, có một vòng màu đen thái dương diễn hóa, âm trầm quang mang phổ chiếu. Thần triều đám người cường hãn đã trúng, đều nhất tiếng kêu đau đớn, thân là trưởng khống giả triệu bân, càng là một bước lảo đảo. Diệt! Đế tiên nhất tự khẽ quát, lấy thời gian kiếm quang, phá vỡ hắc ám. Triệu bân là diễn hóa táng thế thần quan, hướng màu đen thái dương đụng tới mọi việc đều thuận lợi táng thế quan lần này không dùng được rồi lại không đụng nát thái dương đụng không toái không có chuyện còn có vĩnh sinh vương tỏa vương tỏa phía sau còn có một miệng đại trung đó là tang thần trung từng tại thiên kiếp trong xuất hiện qua bị triệu bân diễn tại nói ở bên trong dùng tới tác chiến oanh phanh liên tiếp gặp trọng thương thì thần thái dương ầm ầm nổ nát vụn bởi đó hắn vẫn gặp không may cắn trả bị chấn đạp đạp lui về phía sau không kịp hắn đứng vững, đế tiên liền tới rồi, kinh hồng nhất kiếm, hoảng tất tuế nguyệt phần cuối mà đến. Sạc sạc, bi thôi thi thần, lần thứ ba bị phá rồi đầu lâu. Hắn ngược lại nghĩ thở một ngụm nhi, triệu bân không cho hắn cơ hội, mang theo chiến mâu trên trời sát xuống dưới, trực tiếp đem đầu, đập phá cái nát vụn. a à, thi thần nhất âm thanh phẫn nộ gào thét, bên thân sát khí cuồn cuộn, cưỡng ép chấn lật ra triệu bân. Bay ngược ở bên trong, triệu công tử không có nhàn dỗi, lấy chiến chi đạo thành cung, lấy ngoại vũ hư vọng chi lực thành tiến, một mũi tên tồi khô lạp hủ, bắn thủng thi thần thể khu. Chanh, bổ đao, đế tiên là chuyên nghiệp. Thi thần chân trước mới vừa gặp trọng thương, nàng chân sau liền giết tới rồi, lời thừa một câu không nói nhiều, nhất kiếm đâm vào rồi cái kia lồng ngực, đáng sợ thời gian chi lực, theo miệng vết thương rót vào, cực tấn hủy diệt. Chạy, thi thần gào thét, thể khu nổ tung vết nứt. Vết nứt ở bên trong, có một cái viên thịt bay ra. A à, không đúng, không phải viên thịt mà là đệ nhị đạo khu. Chương 1878, hỗn hợp đánh đôi. Siêu thi thần đệ nhị đạo khu phi thiên bỏ chạy, đã rơi vào Tây Phương Thiên Vũ. Triệu Bân xéo con mắt, ánh mắt nghi kỳ quái, thần triều đám người cường hãn cũng nhíu mày, biểu lộ cũng có phần lộ ra quái dị. Cái đó là huyết thai sao bất hủ thần thể hỏi. Là đệ nhị đạo khu, thần minh đạo chủ trả lời một câu. Ý tứ này hắn còn có đệ tam đạo khu chiến thiên hành sen vào một câu. Chỉ cần hắn nguyện ý, đạo thứ 100 khu cũng được. Đạo tiên lời nói ung dung. Hắn như một mực như thế chỉnh, chẳng phải là giết không chết hạo thiên sở lên cái cằm. Cũng không phải, cha thánh cười một tiếng, đệ nhị đạo khu so đạo thứ nhất khu yếu, phía sau đạo khu, cũng như thế, hắn lưu đường lui, chưa chắc là đường sống, đám gầy yếu đến nhất định cực hạn, cần gì triệu bân cùng nữ quân, chúng ta xông lên, cũng có thể đem đánh thành hôi, Ô ô, đám người cường hãn nói chuyện với nhau lúc, phương Tây thiên địa đã có lệ quỷ kêu rên. Thi thần đệ nhị đạo khu, đã tố ra hình người, quét sạch âm sát, thi khí ở bên trong, còn có quỷ ảnh tán loạn, đều hắn thôn vệ sinh linh, thi thần bất tử, liền đời đời kiếp kiếp gặp dày vò. Cũng đúng như là trà thánh lời nói, đệ nhị đạo khu so đạo thứ nhất khu yếu. Không thay đổi chính là giữ tận trạng thái, thân thể bị hủy, thi thần không lên hỏa mới là lạ. Đáng chết, người đám đều đáng chết thi thần phẫn nộ gào thét là phát ra từ linh hồn gào thét tất tiến giai chuẩn hoang thần hắn vẫn là lần đầu bị buộc ra đệ nhị đạo khu hắn hủy không chỉ là nhục thân còn có kim cương bất hoại cùng với cái kia tâm cảnh gào thét vang dội không có nghĩa là là có thể nghịch cảnh lật ngược triệu bân cùng đế tiên cũng mặc kẻ thứ mấy đạo khu đến chính là nam nữ hỗn hợp đánh đôi không thể không nói vợ chồng son phối hợp vẫn là dị thường ăn ý đấy lẫn nhau làm chủ công, cũng lẫn nhau vì trợ công, người đánh qua ta đánh, đại chiêu là một bộ tiếp một bộ, quả thực không khe hở gắn liền, không cho thi thần nửa điểm thở dốc cơ hội. Nguyên nhân chính là hai người phối hợp ăn ý, thi thần tài càng đánh càng khó chịu. Thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn có vẻ như đồng dạng cũng không chiếm, liền chiếm đóng một cái bị đánh rồi. Ngửa mặt lên trời nhìn, cái kia đệ nhị đạo khu cũng đã bị đánh đích huyết cốt văng tung tóe, có phần tán giá hiện ra nhìn triệu bân cùng đế tiên, cũng là càng đánh càng hung hãn. Đặc biệt là đế tiên, tiên khu có vô tận thời gian nở rộ. Hiện tượng tốt, hắc bạch song sát ung dung đạo. Ân, tại trong chiến đấu phục linh, thì minh cười một tiếng. Phục, linh u u lão đạo nhíu lông mày. Khôi phục linh hồn. Nếu không thì ta nói là sư tôn, phượng ngâm chính là so đổ nhi kiến thức rộng. Nàng như vậy cách nói, không biết manh mối người, đều trong nháy mắt mở mang đầu óc rồi phục linh tốt phục linh có thể dần dần hướng đi không sức mẻ mà lại phục linh một phần chiến lược liền cường hãn một phần con đường này có lẽ cực kỳ dài dằng dặc nhưng điểm báo là tốt không linh hồn đế tiên có lẽ chấn không được chàng tử nhưng nếu tu đến không sức mẻ cái kia liền hoàn thành rồi quả thực lúc này đế tiên sau trước kia mạnh không thiếu triệu công tử cảm nhận tối chân thiết mà lại vẫn rất nhiều áp lực cảm giác gặp lúc này hắn đều tâm thần hoảng hốt bởi vì không biết là đế tiên vẫn là liễu như tâm. sặc sặc vạn chúng nhìn chăm chú dưới thi thần lại bị chém, một nửa thân thể đều nổ thành rồi bùn máu. Cái kia thi khí tán loạn không thiếu, liền mãnh liệt âm minh chi khí, đều ỉu xìu không sót mấy. Chân áp, triệu bân triệu hoán thủy tổ hư ảnh, đại la thiên thủ che khuất bầu trời. Thi thần với kiên đĩnh, nghiến răng nghiến lợi giữa, cứng rắn đứng vững rồi. Chờ đợi đế tiên giết tới, hắn đã trốn vào hư vô, diễn xuất rồi một tòa mộ bia, bi văn là thần văn, như lạc ấn chữ khác vào đồ vật, uy áp toàn bộ thiên địa, liền đế tiên, cũng không khỏi một tiếng ngâm nga. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu bân vừa quát âm vang, nhất mâu chỉ phía xa thiên khung. Đốn đấy, ước vạn lôi đình hiện ra, tụ đã thành một đạo, trên trời đánh xuống. Mộ bia không thế nào kháng đánh, bị hủy diệt thiểm điện, nhất kích oanh nổ nát vụn. Phốc, thi thần gặp cắn trả, một cái thi khí phun khí phách chắc lậu, liền nhiêu đây hắn vẫn còn ở đau khổ chống đỡ không hóa đệ tam đạo khu hoặc là nói hắn tự cái minh bạch hóa đệ tam đạo khu sẽ được đánh ác hơn đường lui không phải đường sống mỗi hóa một lần đạo khu liền gầy yếu một lần đây là hắn điểm yếu cho nên nói không phải vạn bất đắc dĩ tốt nhất không hóa đạo khu đánh chết ngươi triệu bân lại dẫn động lôi điện mang theo cuốn thiên uy hạ xuống thi thần con ngươi màu đỏ tươi ngạnh kháng nhất kích, lại xoay người mở chạy rồi. Trước mặt, liền đánh lên rồi đế tiên, hắn một bước này chưa có chạy ổn, một đầu đụng vào rồi tuế nguyệt trường hà. Chạy ngươi chạy nữa, triệu bân sách mâu mà đến, bịch một tiếng nhảy đi vào. Vừa gặp thi thần đứng vững, bị hắn nhất mâu quấy nát rồi lồng ngực. Đế tiên theo sau liền đến, thời gian nhất kiếm, hủy cái kia nửa khỏa đầu lâu. a à, đồng dạng phẫn nộ gào thét, thi thần hô lên rồi kêu rên ý tứ so sánh với trước kia cao cao tại thượng, hắn bây giờ bức cách, đã là toái đầy đất. Là hắn xem thường triệu bân, cũng xem thường đế tiên, càng xem thường cái này đại đạo thiên cục. Gào thét về gào thét, nên trốn vẫn trốn. Hắn huyết tế rồi thi khí, mở ra rồi một đạo huyết cốt phô xây đường. Mà hắn, là đạp đường thoát ra, nửa điểm không ham chiến, liều mạng trốn. Bỏ chạy lúc, hắn điên cuồng vận chuyển tâm pháp, cực tấn cải tạo rách dưới thể khu. Đừng tu, tu không tốt. Triệu Bân là một cái quả thực người, hai ba bước đuổi theo, vùng chiến mâu liền đánh. Đế tiên cũng không chậm, vẫn là vắt ngang tuế nguyệt nhất kiếm, hủy thiên diệt địa. Phốc, nhất mâu nhất kiếm, thì thần dù sao cũng phải ai một đao. Vô luận nơi nào một đao, đều đầy đủ hắn thể khu nổ. Lão phu bóp chỉ tính toán, để tam đạo khu muốn tới rồi. Ma vương một câu thâm trầm. Nói đến là đến, thì thần bị dồn đến tuyệt địa, thật liền mở ra rồi đệ tam đạo khu. Đã là đệ tam đạo khu, vô luận khí thế, vẫn là chiến lực, lúc này đều giảm bớt đi nhiều. Mở cửa. Đế tiên vừa xảy bước vượt qua cửu thiên, cách thiên lấy tay, chụp vào thi thần đệ tam đạo khu. Thấy cái kia ngón tay giữa, thời gian chữ triện khắc họa, nơi lòng bàn tay càng có một đạo pháp tác xích sắt bay ra. Ô, ô, n, g. Triệu bân tặc tự giác, phút chốc mở vĩnh hằng chi môn, cự môn ẩm ẩm mở cửa, làm sao mở cửa chỉ chính là hắn vĩnh hằng chi môn hắn được đánh tốt phối hợp a à, thi thần đệ tam đạo khu còn không đợi trang bức liền đem chàng bị khóa hắn ngược lại muốn tránh thoát nhưng này thời gian xích sắt cực kỳ tà dị siêu đế tiên biến mất là mang theo thi thần nhất khối biến mất hai người lại hiện thân đã là vĩnh hằng chi môn trước đế tiên chui vào môn cũng là đem thi thần ném vào triệu bân tùy theo bấm niệm pháp quyết mở cửa vĩnh hằng chi môn lại bế hợp rồi cái này liên quan tiến vào không sợ thi thần hủy cửa này hòa khí chân nhân nói không chỉ hắn thần triều đám người cường hãn cũng có này lo lắng thi thần có thể không phải bình thường thần cũng không thể tùy tiện đi đến bên trong liên quan một cái nói không chừng triệu bân sẽ vứt bỏ nửa cái mạng quả nhiên thi thần vừa rồi bị ném nhập vĩnh hằng chi môn liền ô ô n g động là hắn tất nội công phạt muốn phá cửa mà ra, tái chiến 800 hiệp. Lần này, đổi triệu bân kêu rên rồi, vĩnh hằng chi môn gặp công phạt, có thể không đau không? Phong, đế tiên thản nhiên nói, một tay đặt ở trên cửa. Xong, liền thấy một đóa liên hoa hình dáng đồ đằng, khắc ở phía trên. Cũng chớ xem thường cái này đồ đằng, một khi chữ khắc vào đồ vật, vĩnh hằng chi môn liền ổn định. Nàng muốn dùng cửa này, luyện hóa thi thần, luyện thành thần khôi, là một cái thật tốt lựa chọn chương 1879, luyện. Oanh, vĩnh hằng chi môn một tiếng ô, ô, n, gờ động, như một tòa trống trời tấm bia to, đứng lặng trong thiên địa. Bởi vì đế tiên thi pháp, triệu bân cuối cùng đứng vững vàng, bản thân nàng dâu sao. Hắn tự biết đế tiên dụng ý, đây là đem hắn vĩnh hằng chi môn, đã coi như là lò A. Muốn đem thi thần luyện hóa. Nguyên nhân chính là hắn biết đế tiên ý nghĩ, hắn tài kinh hãi không thôi. Cái này mẹ nó thi thần nơi nào? Mặc dù mở đệ tam đạo khu, như cũng là chuẩn hoang thần, chỉ dựa vào một tòa môn, có thể đem cái kia luyện hóa. Có thể. Cái này, chính là đế tiên hồi đáp. Trên thực tế, từ lúc thi thần mở đệ nhị đạo khu lúc, nàng liền muốn làm như vậy. Càng nghĩ, vẫn là xóa bỏ, bởi vì nàng không có nắm chắc ngăn chặn đệ nhị đạo khu. Đến mức đệ tam đạo khu, nàng có tuyệt đối tự tin, yếu lại yếu đi điểm, nhưng sẽ không như vậy tốn sức đây là muốn luyện thành khôi lỗi ma vương trên trời hạ xuống nói cho đúng là thần khôi thủy thần bồi thêm một câu thần khôi phía sau đến thần triều đám người cường hãn đều một hồi kinh hãi chuẩn hoang cấp thần khôi suy nghĩ một chút đều cảm giác kích động a à. hỗ trợ thì minh một bước tiến lên tế ra luân hồi chi lực đám người cường hãn cũng đặc biệt tự giác dồn dập tế ra bản nguyên thân là thiên cục trưởng khống giả Triệu Bân cũng đặc biệt chuyên nghiệp, lấy chiến chi đạo thành kiếm, tại vĩnh hằng chi môn trên, khắc ra từng đạo bí văn, cho đế tiên trợ lực. Oanh! Nhiều người lực lượng đại, quả nhiên không giả. Đế tiên một người, xảo lộ ra cố hết sức, có đám người cường hãn hỗ trợ, áp lực chợt hạ xuống. Nàng bên này thư thản, bị phong tại vĩnh hằng chi môn thi thần, liền đặc biệt phát hỏa rồi, để tam đạo khu còn chưa lột xác hoàn thành, đã bị tỏa nơi này, mặc hắn thi khí mãnh liệt, mặc hắn đạo tắc bay múa, cũng giấy sữa mà không thoát trói buộc, bị nhốt gắt gao. Đế tiên, người không thể như vậy. Thì thần tốn công vô ích, đều thành vô lực phẫn nộ gào thét. Đáp lại hắn đấy, thì là thành từng mảnh thời gian quang huy, cực tấn hóa diệt chi lực, lần lượt đem hắn bao phủ, dập tắt hắn chi thi khí, cũng luyện giết hắn chi đạo là, liền cái kia bản mệnh dị tượng, bao quát thong thả bên thân âm minh chi khí, cũng là như mọc thành phiến nứt vỡ. Tiên giới, thật là một cái nơi tốt. Đạo tiên khí huyết bốc lên, lại nói âm vang có lực. Lời này, chưa có người phản bác, nếu không tại tiên giới, nếu không thi thần gặp áp chế, bọn hắn có thể trấn áp chuyển hoang thần bực này cấp bậc trí tôn, như phóng ở tại thần giới, một cái tát liền có thể càn quét toàn bộ thần triều. Lão phu bóp chỉ tính toán, hắn rất phiền muộn, đáp hỏa thần minh ung dung nói: "Quả thực, lúc này thi thần, cực độ phiền muộn, hắn là chuyển hoang thần nơi nào? Cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, tối nay cũng là đưa mạng rồi tiểu cống ngầm, tiên giới một nhóm, đúng là cái chết của hắn kiếp. Ta không cam lòng, thi thần gào thét, khan cả giọng, chấn vĩnh hằng chi môn kịch liệt lay động. Hắn vẫn có rất nhiều át chủ bài vô dụng đâu nghĩ thi triển, cũng là hữu tâm vô lực. Tuế Nguyệt, cách thần. Nhưng nghe thấy đế tiên một tiếng khẽ quát, thời gian quang huy xâm nhập thi thần thể phách. Xong việc nhi, thi thần bản mệnh thần khí, liền bị cưỡng ép tách ra ra tới. Đó là thi thần bia, một tòa toàn thân ô hắc mộ bia, khắc đầy thế nhân xem không hiểu minh văn, tuy nhiên nó bề ngoài không ra gì, có thể cái kiêu uy thế, không chút nào không kém thanh liên thần kiếm. Lại một tôn chuẩn hoang thần khí. Hắc sát thấy, con người sáng loáng ánh sáng ngói bày ra, sao nhìn thấy nàng dâu còn thân thiết hơn. Đâu chỉ hắn, tại chỗ đám lão già này, lúc này cũng đều kích động dị thường. Ngắn ngủn trong một ngày, hắn thần chiều, hơn nhiều hai cái chuẩn hoang thần binh. Sau đó không lâu, còn sẽ nhiều một tôn chuẩn hoang cấp thần khôi, không kích động mới là lạ. Khởi, đế tiên phất tay áo, điều động triệu bân hồng mông chi hải, che mất thi thần bia, cũng che mất vĩnh hằng chi môn, muốn đem thi thần liên đối cái kia bản mệnh thần khí, cùng nhau luyện hóa. a à, thi thần kêu rên, tán loạn rồi không thiếu thi khí. Không có bản mệnh khí đỉnh lấy, hắn nghiễm nhiên đã gánh không được luyện hóa chi lực. Chiếu như vậy xuống, hắn bị luyện thành khôi lỗi, cũng chỉ vấn đề thời gian cho ngươi thêm thêm điểm liệu. Triệu bân vung tay vung lên, động thái sơ thiên lôi quyết, dẫn động ức vạn lôi đình. Hắn lôi, cũng không phải là đùa dẫn đấy, là ẩn núp thiên uy đấy, thậm chí đang ở cái này mảnh thiên địa đích thần hướng đám người cường hãn, đều đột nhiên có một loại. Muốn tiếp nhận lôi kiếp cảm giác, ầm vang, triệu công mạnh liệu, vẫn là tạc bá đạo đấy, trên trời rót vào vĩnh hằng chim môn. Vốn là khó chịu thi thần, lại đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, gặp thời gian luyện hóa, cũng gặp lôi đình rèn luyện, liền như đây, còn có một đám tiểu lâu lâu thêm phiền, một hai cái không có gì, có thể đó là một mảng lớn nơi nào. Tích tiểu thành nhiều, tích góp từng tí một lực lượng với hắn mà nói, cũng là hủy diệt đấy. Siêu, siêu, đế tiên chia lìa chi pháp, cái kêu là một cái gọn gàng mà linh hoạt. Có nhiều rứt khoát đâu thì thần bảo vật, bị nàng một hơi lột rồi cái tinh quang. Đám người cường hãn là mắt thấy từng đạo thần quang, bay ra vĩnh hằng chi môn đấy, bí khí, pháp bảo. Đan dược, thần thạch, phù chú, nhiều không kể xiết, vô luận từ chỗ nào xem, đều đúng lên chuẩn hoang thần bức cách. Thần giới xuống đấy, đều mẹ nó đại thổ hào. Không khéo, bọn hắn từng cái một đều rất nghèo, liền chỉ vào cái này một phiếu, trở nên giàu có rồi. A, à, thì thần vẫn còn ở gào thét, vượt qua gào thét vượt qua trắng bệch vô lực. Bảo bối bị lột rồi, bản mệnh khí cũng bị chia lìa rồi, liền hắn cái này đệ tam đạo khu cũng bị chấn áp rồi lấy cái gì nghịch thiên lật ngược thần triều đám người cường hãn không nghe hắn mù phấp phới từng cái bản nguyên mãnh liệt hướng chết rèn luyện cái này nhất luyện chính là ba năm ngày mặc dù có đế tiên tại chỗ cũng luyện dị thường tốn sức không sao tại bản thân địa bàn bọn hắn đám đến được chuẩn hoang cấp thần khôi như dễ dàng liền có thể luyện ra chẳng phải là nát đường cái rồi o o n g ngày thứ sáu thi thần bia kịch liệt lắc lư một cái tan hết âm ánh sáng. Chủ nhân rất có thể kháng đấy, nó có vẻ như gánh không được rồi, đã được cưỡng ép luyện hóa. Nó cái này quỳ, không khác chém thì thần nhất đao, lão huyết một cái tiếc một cái phun. Ở chỗ này, mặc dù hắn nội tình lại hùng hậu, cũng vô lực xoay chuyển trời đất rồi, đáng sợ luyện diệt chi lực, không ngừng che mất hắn thể khu, cũng che mất cái kia thần trí, ý thức dần dần mơ hồ. Ổn rồi, thủy thần thở dài một hơi, đám người cường hãn cũng như thế thần khôi đã có bán thành phẩm chuẩn hoang cấp bảo tiêu không lâu liền sẽ ra lò triệu bân cứu ta đột nhiên một tiếng khàn khàn lời nói tại triệu bân bên tai vang vọng vẫn còn ở cần cù rèn luyện thi thần triệu bân vô thức xéo rồi con mắt vô đảo triệu bân lông nghi hơi nhíu một bước lên trời mà lên nhưng lại đi nghe lúc đã không cái kia đám truyền âm làm cái gì bị đào kiệt sức u u lão đạo hô một tiếng nghe lầm triệu bân lẩm bẩm lời nói dù sao vẫn cảm giác là phúc chốc nghe nhầm như vậy nghĩ đến hắn mở đạo ra thiên cơ thuật lăng không thôi diễn vô đạo tính qua chứng kiến chính là mông lung một phiến có thể trong ánh trăng mờ rồi lại nhuộm một vòng huyết quang bị người đuổi giết triệu bân sờ lên cái cằm khẳng định trước kia truyền âm không phải nghe nhầm trước tạm luyện hóa thi thần đế tiên khẽ nói nói người cũng nghe thấy rồi triệu bân lại từ thiên đi xuống mơ hồ có thể nghe nói. Có thể hay không tìm được vị trí. Đã ở thôi diễn. Đế tiên nói qua, bên thân hơn nhiều cánh hoa tung bay, có thời ánh sáng thong thả. Tu thời gian đại thần, tại thôi diễn lĩnh vực tạo nghệ, không kém nguyệt thần. Đến, triệu bân lại gỡ tay áo, lại tế ra đạo tắc cùng vĩnh hằng bản nguyên. Mau chóng luyện hóa thi thần, chờ đợi đế tiên tìm ra vô đạo vị trí, liền đi cứu viện. Audio điện tử võ tấn bền chương 1880, thần khôi ra, cứu vô đạo. Không hổ là chuẩn hoang thần, chính là kháng đánh. Nâng thần chiều chi lực, lại vẫn như vậy tốn sức. Chống đỡ, đã luyện đến một bước cuối cùng. Dưới ánh trăng thần minh vẫn, nhiều quang mang nở rộ, cũng nhiều nói nhỏ âm thanh. Chính là thần chiều đám người cường hãn, rèn luyện thi thần lúc, cũng không quên sàm việc nhà, không sàm không được a à. Không phải vậy ngủ gà ngủ gật, bởi vì ngoại trừ có hạn mấy vị, đa số người đều đã mệt khí huyết huệ hoài. Bởi vậy có thể thấy được, chuẩn hoang thần có nhiều đáng sợ, bọn hắn làm thế nhưng kinh thiên hành động vĩ đại. Nhìn vĩnh hằng chim môn, đã không lại ô, ô, n, gờ động, tỉ mỉ lắng nghe, cũng không còn thi thần gào rú. Cái kia tôn cường đại thần, cơ bản đã được luyện diệt thần trí. Chờ đợi một bước cuối cùng đi đến, mới xem như triệt để luyện hóa. Chuẩn hoang cấp thần khôi A, khổ điểm mệt điểm, đều là đáng giá đấy có thể tìm ra tới rồi. Triệu Bân nhìn về phía đế tiên. Đã có đại khái phương vị, đế tiên một tiếng khẽ nói. Người có thể tính ra vô đạo, có thể hay không tính ra lạc hà. Triệu Bân trước mắt chờ mong. Tính qua, có nhất cỗ thần bí chi lực cách trở, đế tiên nhẹ nhàng lắc đầu. Lời này, không phải tin tức tốt, lại làm cho Triệu Bân ánh mắt rạng rỡ Có thần bí chi lực cách trở, liền chứng minh lạc hà, vẫn còn ở nhân thế. Khó tránh khỏi, có đại năng che chở, tìm cái sơn xó dấu đi. Diệt! Một trong nháy mắt, thần chiều đám người cường hãn cùng kêu lên lãnh quát, cũng đồng thời phát lực. Thi thần cuối cùng một tia thần trí, đã tán diệt, bị cưỡng ép luyện hóa. Cũng là cái này phút chốc, đủ cửu thành trở lên thần chiều cường giả, có quắp ngã trên mặt đất. Vì luyện hóa thi thần, đều mệt khí huyết khô héo, có không ít còn tưởng là chàng ngất đi. O, O, N, -n G. Cùng với một tiếng ẩm vang, vĩnh hằng chi môn mở cửa, quang mang bắn ra bốn phía. Vạn chúng nhìn chăm chú dưới có một chân tay tất nội bước ra, rơi xuống đất đạp thiên địa dung chuyển. Tất nhiên là thi thần, thần sắc chất phác, hai mắt trống rỗng, từng sợi thi khí, thong thả tại bên thân. Dù bị đã luyện thành thần khôi, hắn chi uy áp, vẫn như cú trọng như núi cao. Triệu bân khoảng cách gần nhất, cũng cảm nhận tối chân thiết, thi thần thể khu quá cường đại. Không sai, rất nhiều lão gia hỏa đã tiến lên, vòng quanh thi thần qua lại chuyển qua lại xem. Có một tôn chuẩn hoang cấp bảo tiêu, cái này bước cách chẳng phải lên đây sao? Thử nghĩ, mang theo vị này đi làm trận chiến, không thể một cái tát đập vỡ một cái A. À. Đến, thử một chút. Viên thần sách ra cây gậy, toàn thân bộ lông đã dựng thẳng lên. Triệu bân không trả lời, chỉ tâm niệm vừa động, cho thi thần hạ công phạt mệnh lệnh. Ra lệnh, bất động bất động thi thần, thông suốt một bước bước ra, một cái tát vung mạnh hướng về phía viên thần sau đó liền thấy thần triều đám người cường hãn tập thể ngước mắt là đưa mắt nhìn viên thần bay ra ngoài đấy người kia nên là bị đánh cho hồ đồ có kêu thảm thiết cũng là một hồi lâu cũng không trông thấy trở về chiến lược kém có điểm ý tứ trường sinh tiên vỗ vỗ thần khôi không thần trí tất không so sánh được thi thần bất niệm thiên cười nói cái này là đủ rồi đại ma vương nói qua vẫn không quên nhìn sang bay ra ngoài viên thần có thể một cái tát đem viên thần đánh mộng đi tới thần khôi chi lực công kích đã đầy đủ cường hãn. Nhưng còn có người muốn thử, triệu bân hoàn xem một vòng. Mệt mỏi, nghỉ một hồi, đám người cường hãn giả dồn dập ho khan. Đã không ai thử, vậy liền làm việc, triệu bân nói qua, thẳng đến rồi hải ngoại. Cái gì, tiền ỉu siêu không sót mấy thần triều đám người cường hãn, chập choạng trượt bò lên. Ngược lại đã quên, bọn hắn trước kia muốn đi ra ngoài gây sự tình đấy, nếu không thi thần đột nhiên giết qua đến, bọn hắn khó tránh khỏi đã diệt nhất mạch truyền thừa bây giờ thi thần thành khôi tất tiếp tục làm đợi ta viên thần cũng không choáng váng hồ rồi mang theo thiết bổng đuổi theo hắn là bị đánh thảm rồi nhưng không có gì đáng ngại có thể tiếp tục đánh nhau siêu vẫn là như mộng ảo thông đạo thời gian quang huy xuyên thẳng qua đế tiên đại thần thông so vực môn dễ dùng có thể bớt không thiếu tiền nhưng là đến vị trí cụ thể triệu bân lại hỏi nên là Thái Thượng Tông tổ địa, đế tiên khẽ nói. Thù mới thù cũng cùng nhau thanh toán, triệu bân lạnh lùng nói. Mau mau nhanh, đám người cường hãn cũng không nhàn rỗi, cơ bản khoanh chân mà ngồi, tĩnh tâm khôi phục tiêu hao. Cũng có khí huyết hào hùng giả, như thì minh, như đạo tiên, như cửu thần tướng, lúc này, chính vây quanh thi thần xem, trong lòng không khỏi thổn thức, người nào sẽ nghĩ tới, trước đây không lâu chuyển hoang thần cấp. Đã là một tôn thần khôi, chuyện này như truyền đem xuất đi, toàn bộ tiên giới đều có náo nhiệt. Binh hùng tướng mạnh, trang bị hoàn hảo, có xem thần khôi đấy, cũng có xem thi thần bia đấy. Thần chiều nhiều nhân tài, cũng nhiều hung hãn thần khí, như cái này thi thần bia, cũng như thanh liên thần kiếm, đều lực sát thương vô cùng, nhất kích oanh giết đi qua, thánh địa cũng có thể trong khoảnh khắc nghiền bình rồi. a à, đế tiên đột nhiên một tiếng ngâm nga, một bước chập trờn, suýt nữa ngã sắp xuống. Triệu bân bề bộn sở tiến lên, đem nâng ở, thần sắc không khỏi nhiều lo lắng. Không sao, đế tiên cười một tiếng, tùy theo khoanh chân mà ngồi. Triệu bân không dám quấy dày, chỉ lặng lặng nhìn xem. Xem thần khôi cùng xem thần bia một đám đám lão già này, cũng đều tụ tới. Khóe mắt người cao như thủy thần, lúc này đã nắm bắt ria mép, híp lại rồi hai con ngươi. Hắn nhìn rõ ràng, đế tiên tại phục linh lúc, xảy ra chút nhi vấn đề, quấy dày rồi cái kia tâm thần. Chỉ là, sự tình không lớn, Đế Tiên có thể không phải bình thường thần. Nguyên nhân chính là nàng không phải bình thường thần, nàng tài có vẻ cùng người khác bất đồng. Đám người cường hãn nhìn nhìn xem, đế tiên trên người hơn nhiều một kiện đỏ tươi nghe thường. A à, không đúng, chuẩn xác hơn nói, là một kiện áo cưới, nữ tử xuất giá lúc xuyên cái chủng loại kia. Tại chỗ người ánh mắt nhi, đều biến kỳ quái, đồng thời nhìn Triệu Bân. Triệu Bân là tâm thần hoảng hốt không chịu nổi, không tự giác nhớ lại nhớ năm đó sự tình hắn cùng với liễu như tâm tình duyên, nguồn gốc từ một trận thay xà đổi cột hôn lễ. Đã bao nhiêu năm, gặp lại thê tử xuyên áo cưới, tâm cảnh không nói ra được kỳ diệu. Không phải chân thực đấy, nói ngoại tướng ma vương sờ soạn cái cằm. Tướng tùy tâm sinh, đây chính là nàng chi tâm cảnh. Thì Minh ung dung nói. Ân, hỏi thế gian tình là gì? Thủy thần ước lượng rồi ước lượng bàn tay nhỏ bé. Nguyệt thần xuyên đồ hóa trang, đế tiên xuyên áo cưới, thật mẹ nó có ý tứ viên thần thổn thức, một cái sư tôn một cái nàng dâu. Hai tôn đại thần, người nào đó là thật nghiêu bức a à. Không ai tiếp hắn mà nói gốc dạ, bởi vì càng có ý tứ ở phía sau. Đế tiên đã tỉnh, đứng dậy lúc, vẫn thích ý duỗi lưng một cái. Thấy chi, tiên đình bộ hạ cũng đều nhíu mày, bọn hắn trong trí nhớ, có thể chưa bao giờ thấy qua nữ quân, đang tại ra bên ngoài người trước mặt duỗi người, bọn hắn trong trí nhớ, nữ quân là một cái cao lạnh thần linh, băng thanh ngọc khiết, chưa từng lộ qua như vậy tư thái, tư thái ở bên trong, vẫn mang theo một vòng xinh đẹp. Cái này cũng không có cái gì, tiếp xuống còn có càng thêm ngạc nhiên đấy. Nàng dối người lúc, lại vẫn đối với triệu bân chớp chớp mắt. Có phải hay không khiêu khích trước tạm bất luận, tiền đình bộ hạ cũ đã phá vỡ tam quan. Nhất xứng sở chính là triệu bân, cái này là liễu như tâm cái này là vợ hắn. Vì cái gì như vậy thần thái xem ta đế tiên cười mỉm nói. Nhìn ngươi đẹp mắt, Khó được đại tràng diện, Triệu Bân có chút ngốc. Đẹp mắt là hơn xem vài lần. Tốt. Phục Linh phục đến Nguyệt Thần trên người viên thần một tiếng nói thầm. Chuyện đó rất được chú ý, Nguyệt Thần thế nhưng cái thỏa thỏa nữ hán tử, hãm hại lừa gạt trộm, không có nàng mặc kệ đấy, có thể từ lúc phục sinh phía sau giống như biến một người tựa như, vô luận từ chỗ nào xem, cũng giống như cái tiểu thư khuê các, thậm chí ngay cả nói đều rất ít nói, nơi nào có năm đó nửa điểm tư thái, bây giờ đế tiên lột xác rồi một phen ngược lại là có nguyệt thần năm đó vài phần khí chất. Nguyên nhân chính là như thế, tài cho bọn hắn tạo ra được một loại ảo giác. Cái này hai cái tuyệt đại đại thần, có phải hay không đổi tính cách? Vẫn là nói, vạn cổ trước đế tiên, vốn chính là cái này hiệu. Chương 1881, Thái thượng tổ địa. Dưới ánh trăng thái thượng tổ tông địa nhất phái tường hòa. Đã là tổ địa, càn khôn tất nhiên là đoạt thiên tạo hóa đấy. Tự đứng ngoài xem tại đây chính là một hạt cát bụi, đi vào nhìn lên, cũng là có khác động thiên, nghiễm nhiên một phiến tiên thổ, núi cao như rừng trường xuyên tung hoành, có ánh sáng huy phổ chiếu, hữu vân khí tung bay, cổ xưa dị tưởng, diễn đầy hư vô, ảo diệu thiên âm, là vang đầy trời tế. Ở chỗ sâu trong, cất giấu một tòa địa cung. Địa cung ở bên trong, bày biện một tòa tế đàn. Trên tế đàn, treo lấy một cái đan lô. Mà vô đạo, liền tại trong lò đan, toàn bộ tóc tai bù xù, gầy chưa cả xương cái kia toàn thân, đủ mấy trăm đạo pháp tắc xích sắt, đem tỏa gắt gao. Đã từng, hắn là cao cao tại thượng chế tài giả. Bây giờ, cũng là cái thê thảm vô cùng tù nhân. Thoái vị trước, hắn nghĩ tới đường lui đấy, đi trí tôn thành cái bắp đùi, làm sao ra biến cố, chân trước mới ra niết bàn tinh, chân sau liền đụng phải cửu ra, trạng thái không tốt, song quyền khó địch tứ thủ, bị chúng thần liên hợp chân áp, muốn nói nguyệt thần cũng là cũng không nói phái những người này tiếp ứng hắn một phen trên thực tế, Nguyệt Thần là có phái người tiếp ứng đấy. Đáng tiếc, đi trễ một bước, tới rồi không có tìm được người. Ngày xưa chúa tể, nhưng còn có di ngôn. Đan lô bên ngoài, có âm trầm thanh âm đàm thoại vang lên. Tỉ mỉ như vậy nhất nhìn, đúng là thái thượng thiên tôn người kia. Cái kia bên cạnh thân, chính là thái thượng cổ thần, thái thượng tông một cái khác tôn thần minh. Không hổ là ca lưỡng tốt, hai người trong tiếng cười dữ tợt, đều là giống hệt địa cung trong trừ hắn hai người, còn có lạc nhật thần quân, hắc uyên cổ thần, tuyệt thiên thần quân, khô diệt thần quân, kim luân pháp thần, bát cực thần quân, xích thiên cổ thần, đều đều là thần minh. Hồng hoang bát đại thánh địa, không một thiếu tràng, đều có người đến. Cửu tôn thần, phân loại đan lô bốn phía, muốn đem vô đạo luyện hóa. Các vị, có chuyện hào hào nói, vô đạo ho một khẩu huyết. Báo cho chúng ta, triệu bân ở đâu? Hắc uyên cổ thần lạnh lùng nói thật không biết, vô đạo là thật nghĩa khí, tới rồi cũng không mang nhả ra đấy. Rất tốt, chúng thần tức giận, càng thêm hủy diệt thần lực, rót vào đan lô. a à, vô đạo lờ mờ tiếng rên rỉ, là thống khổ dày vò. Hắn là nội tình không tầm thường, thực sự không chịu nổi như vậy rèn luyện. Không có gì bất ngờ xảy ra, năm sau tối nay, chính là ngày rỗ của hắn. Triệu bân, đại gia người đấy. Hắn thầm mắng, uể oải đấy. Mắng thì mắng, hắn vẫn là trong lòng còn có chờ mong khám phá sinh tử không có nghĩa là liền muốn chết siêu tổ địa bên ngoài triệu bân như kiểu quỷ mị hư vô hiển hóa rồi vẫn là đế thiên đại thần thông thật nhất tìm một cái chắc nơi tốt thủy thần mang theo phổ thiên thần kính đối với cái mảnh này hôn ám thiên địa soi lại chiếu mặc dù là phổ thiên thần kính cũng khó thấy rõ thái thượng tổ địa chỉ có thể nhìn thấy một góc cái này là đủ rồi Vị trí không sai là tốt rồi, có thể hay không xem rõ ràng, đều không sao cả đấy. Đối phương thế trận thế nào, Triệu Bân ngước mắt, hoàn nhìn thiên địa. Cửu Tôn Thần, Đế Tiên là mang theo bầu rượu đấy, đã uống một đường. Lột xác phía sau nàng thật sự như biến một người, càng đổi vượt qua giống như Nguyệt Thần cô nương kia. Nguyên nhân chính là như thế, đám người cường hãn xem Triệu công tử đôi mắt nhỏ thần nhi, mới đặc biệt sùng bái. Từ xưa nhất kinh diễm hai cái nữ thần một cái là hắn sư tôn, một cái là vợ hắn, phía trước một thân đồ hóa trang, người sau một thân áo cưới, trông coi tính cách tưởng như hai người, như vậy biến hóa, đều là bởi vì tiểu tử này, rất nhiều bức có hay không có, bức cách rất chói mắt có hay không có. Đều đừng đoạt, thái thượng thiên tôn về ta. Hiện trường nhất chuyên nghiệp đấy, vẫn là cái kia kim mau khỉ con. Tình tình yêu thương hắn không hiểu, tập trung tinh thần chính là đánh nhau. Nói xong liền làm. Đám người cường hãn đều khí huyết sôi trào, hợp lực tế ra thi thần bia. Chuẩn hoang thần khí rung động mạnh, hủy diệt chi uy, tung hoành thiên địa. Oanh! Thái thượng tổ địa gặp trọng thương, bị thi thần bia nhất kích, nên chính là cái kia lay động không chịu nổi. Không hổ là tổ địa, chính là kháng đánh, chuẩn hoang thần khí nhất kích, lại chưa phá mở càn khôn. Dù chưa phá mở, cũng đầy đủ người ở bên trong khó chịu, phóng nhãn nhìn lại, từ thần minh, cho tới tiên nhân, đều bị chấn một bước không có đứng vững, tu vi nội tình không tốt giả, ngay tại chỗ nổ diệt trưa nay chính là núi cao cùng cung điện lầu Các, một tòa tiếp một tòa sụp đổ vốn là một phiến tươi đẹp tiên cảnh tại trong khoảnh khắc bị hắc ám lung muộn người nào thái thượng thiên tôn gầm lên mang theo cuốn sát khí ngập trời một bước sát ra địa cung người tổ tông lần này không có đại gia ngươi không có gia gia của ngươi đám người cường hãn một bước đúng chỗ oanh vẫn là thi thần bia lần thứ hai rơi xuống trực tiếp oanh mở rồi thái thượng tổ địa thật sao vừa rồi sát ra thái thượng thiên tôn bị nhất kích nện miệng lớn phun máu thần minh cũng như này càng chớ nói con tôm nhỏ rồi thành mảnh như mọc thành phiến nổ thành bùn máu cái đó là thi thần bia chúng thần cũng đi ra mắt thấy chống trời cự bi đều là bỗng nhiên biến sắc thi thần bản mệnh thần khí hung danh hiển hách nơi nào có không nhận biết đạo lý tốc chiến tốc thắng triệu bân tay cầm ác thần chiến mâu người thứ nhất giết vào thái thượng tổ địa thấy hắn, chúng thần tập thể run sợ, tốt mấy ngày này bị nhìn thấy ra hỏa này rồi. Cầu viện, thái thượng cổ thần một tiếng hét to, đầu treo thần khí giết tới đây. Cái khác bảy tôn thần minh, cũng không nhàn rỗi, cùng nhau vượt trời đánh đến. Triệu bân không lời thừa, trực tiếp triệu hoán thi thần, hạ công phạt mệnh lệnh. Thần khôi chính là thần khôi, một cái đại đập bia tay vung mạnh đã qua, càn quét hư thiên. Phốc, sạc sạc, chúng thần đều đẫm máu, thần cốt lốc bốp, suýt nữa bị một trưởng này đánh tán giá rồi bay ngược ở bên trong bọn họ hai mắt đều là nổi bật đấy bởi vì đều trông thấy thi thần cái kia mẹ nó là một tôn chuẩn hoang thần nơi nào lại bị đã luyện thành một tôn khôi lỗi người nào như vậy như bức a siêu triệu bân là như gió mà qua thẳng đến trấn áp vô đạo địa cung hắn đi qua phía sau đến thần triều đám người cường hãn giả đè lên tới đây a ngươi viên thần thật đã nhìn chằm chằm rồi thái thượng thiên tôn trực tiếp đem túm nhập hư vô. Đáp hỏa thần minh cùng thương miểu lão thần một trái một phải, lôi đi thái thượng cổ thần. Sau đó, chính là vô ưu tiên tử cùng vong tình cổ thần, công phạt là lạc nhật thần quân. Liền ngươi rồi, cửu đại thần tướng uy thế thao thiên, quần ẩu hắc huyên cổ thần. Tới chẳng phân biệt được trước sau đấy, là thì minh cùng hỗn thiên ma vương. Ngươi, thì minh tuyệt thiên thần quân vẻ mặt mộng bức. Là ta, thì minh nhạt nói, năm ngón tay đại thủ che khuất bầu trời điều đó không có khả năng, người rõ ràng đã chết. Đồng dạng gào thét thanh âm, mặt khác mấy phương cũng có. Khô diệt thần quân trông thấy đạo tiên, kim luân pháp thần nhìn thấy phượng ngâm cùng hắc bạch song sát, bát cực thần quân đánh lên rồi phách đao, xích thiên cổ thần tất bị đạo quân một trường đánh nằm sấp, còn có trà thánh, trường sinh tiên, tà quân, thánh quân. Từng cái một đã chết người, lại đều tái hiện thế gian rồi. Chúng thần xem đầu ông ông một phiến, cũng hoặc là, là bị đánh đích. Thần Triều Cường giả thế trận, quá cường hãn, khai chiến liền là tuyệt đối áp chế. Ngoại trừ Thái Thượng Thiên Tôn, phần còn lại bát tôn thần minh, không có chỗ nào mà không phải là bị quần ẩu. Phốc. A. À, chúng thần minh đều gặp nạn rồi, càng không nói đến phần còn lại tiểu lâu la. Phàm tổ địa trong người, vô luận trưởng lão đệ tử, đều gặp công phạt. Cũng với, Thần Triều không chỉ là cứu vô đạo, còn muốn hủy diệt Thái Thượng Tông. Diệt. Triệu Bân đã đến địa cung đã phá không đạo phong ấn. May mà hắn đến kịp lúc, không phải vậy, này hàng nguy rồi. Ta cho rằng người đem lão phu đã quên. Vô đạo mơ mơ màng màng, trạng thái cực kỳ không xong. Đã trúng luyện hóa, hắn lúc này đã là thần trí không rõ. Trong mơ hồ, hắn rất nhiều nụ cười, cuối cùng được cứu rồi. Trước tạm nghỉ ngơi, Triệu Bân đem đã thu vào tử phủ, chìm vào rồi một phiến tiên trì. Đã từng là tiên giới chế tài giả, đã thành hắn thần triều một thành viên